Tập 137 A Lương đủ hài lòng, chính mình không hổ là văn thánh nhất mạch quân sư quạt mò, nho ra thánh hiền, sơn trưởng đội ngũ chính giữa, đi ra một người cao lớn lão nhân, đi tới tả hữu bên người, chắp tay thi lễ nói, tả sư huynh, tả hữu gật gật đầu, mau tiểu đông thẳng lên thân, cũng không nguyện ý như vậy rời đi, cũng không biết thích hợp nói cái gì, cũng chỉ phải im lặng đi theo tả sư huynh bước chân, tả hữu nói ra, đổi văn mạch một chuyện, không cần quá để tâm, trăm năm trước nên như thế. Tiểu Đông người bản tính là tốt, nghiên cứu học vấn tư chất bình thường, tiên sinh học vấn lại tương đối cao sâu, không thể cứng nhắc. Nếu như hôm nay có cơ hội cầm hai mạch học vấn qua lại rèn rũa, là tốt rồi tốt quý trọng. Mao Tiểu Đông cung kính gật đầu nói, Tả sư huynh giáo huấn chính là. Nếu Thôi Đông sơn thấy như vậy một màn, có thể tức giận đến dơ chân. Mao Tiểu Đông tại Thôi Đông sơn bên kia, cũng không cái này tốt tính khí. Trước kia tại Văn Thánh Nhất mạch đi học, Mao Tiểu Đông trời sinh tính tình ngay thẳng, ưa thích theo lý cố gắng tả hữu học vấn kỳ thật so với hắn lớn, nhưng mà không tốt ngôn từ. Rất nhiều đạo lý, tả hữu sớm đã trong lòng hiểu rõ, chưa hẳn có thể nói được thấu triệt, Mao tiểu đông lại một gân. Vì vậy thường xuyên ở bên kia nói rông dài cái không để yên, nói chút ít đầu gỗ ngốc ngách không khai khiếu lặp đi lặp lại, tả hữu sẽ động thủ, khiến hắn ngậm miệng. A à, Lương nghiêm túc nói, tiểu đông A, à, hôm nay thể cốt còn cường tráng đi. Nhất định phải nhịn đến lễ ký học cung tế rượu thoái vị A. À. Thật sự không được, ta chỗ này có vài hũ che lấp nhiều năm rượu thuốc, đều là ta trước kia làm khách Bách Thảo Phúc địa đáp lễ rồi, ngươi cầm lấy đi bồi bổ. Bồ. Nhớ kỹ làm người muốn nói lương tâm, sau này khi học cung đại tế tử, phải giúp A Lương ca ca binh vực lẽ phải. Quan trường có quan trường quy củ, trên núi có trên núi quy củ. Cái này kêu là trên mặt đất chuột có đường chuột chạy, bầu trời chim có đường chim bay, văn miếu cũng có văn miếu tấn chức đường xá. Hiền nhân quân tử thánh nhân bồi tự, sơn trưởng ti nghiệp tế rượu giáo chủ mao tiểu đông không có đáp lời chỉ là yên lặng đi theo tả hữu bên người tả hữu cao mày nói đi theo chúng ta bên này làm cái gì ngươi là kiếm tu mao tiểu đông mặt già đỏ lên lập tức cáo từ rời đi cách đó không xa vị kia tiểu thiên sư cười đùa tí tửng nghiêng đi thân bước chân liên tục đánh cái chắp tay cùng a lương chào hỏi a lương lúc nào lại đi nhà ta làm khách ta có thể giúp ngươi chuyển rượu sau đó phân chia năm năm sổ sách cướp nhà khó phòng a lương xì một tiếng khinh miệt ngươi người nào a à? ít cùng ta lôi kéo làm quen, ta sẽ không đi qua Long Hồ Sơn, cùng các ngươi thiên sư phủ lại càng không quen thuộc. Vị kia tiểu thiên sư lập tức nhìn về phía Tả Hữu, bởi vì dù sao đã được đến A Lương tiếng lòng trả lời thuyết phục, nói phân chia 5 năm sổ sách không được, nếu như 8 hai phần, có thể làm. Cái này tên là Triệu Diêu Quang hoàng tử quý nhân, hơn 100 tuổi, vì vậy A Lương năm đó, lần thứ nhất thừa dịp gió hắc nguyệt cao du lịch thiên sư phủ, tiểu thiên sư lúc ấy còn kéo lấy hai cái cái mũi nhỏ nước mắt đêm hôm khuya khoát ngủ không được cầm trong tay một thanh chính mình bổ khắc đi ra gỗ đào tiểu kiếm ý định hàng yêu trừ ma chảo cái quỷ kết quả cùng tự xưng là đầu kia thiên sư phủ mười đuôi thiên hồ luyện chân đạo lữ a lương vừa thấy hợp ý hai bên gặp mặt liền biến thành bạn vong niên đứa nhỏ bị a lương cõng lại đến giúp đỡ chỉ đường hai bên đó là một đường đi dạo một đường thu hoạch tiểu đạo đồng hai cái trong ống tay áo đó là đựng được tràn đầy a lương vớ vẩn không thôi nói mình đã từng là cái thư sinh nghèo, lúc mệnh không ngẫu, công danh vô vọng, nản lòng thoái chí, sau đó gặp luyện chân cô nương, hai bên vừa gặp đã thương. Đứa nhỏ ban đầu là có chút nghi kỵ đấy, luôn cảm thấy nhà mình vị kia cực kỳ xinh đẹp hồ nương nương, hơn phân nửa không nhìn chúng như vậy, cái cùng anh Tuấn hai chữ nửa điểm không dính dáng lôi thôi hắn tử. A Lương liền cùng đứa nhỏ kiên nhẫn giải thích. Hắn trước đây ít năm, còn không từng hình thần tiểu tụy thời điểm, được kêu là một cái mặt như xoa so phấn, mắt như lãng tinh lại đọc đủ thứ thi thư, phong độ nhẹ nhàng, trên đời hồ mị, cái nào không thích như vậy có tài nhưng không gặp thời người đọc sách. Vì vậy hắn cùng với luyện chân cô nương trong núi lần đầu gặp gỡ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, thoáng cái khiến cho nàng cuồng giải thích. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Chỉ là hắn luyện chân cô nương, bởi vì thân phận, bị các ngươi thiên sư phủ vị kia đại thiên sư cưỡng ép bắt đi, hắn A Lương là trải qua trăm cây nghìn đắng, vì cái chữ tình, đi khắp chân trời góc biển, đi qua ngàn núi vạn sông, đêm nay mới thật không dễ dàng đi đến nơi này. Liều tính mạng không muốn, hắn đều muốn thấy luyện chân cô nương một mặt. Đứa nhỏ lúc ấy nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, vì A lương lớn bênh vực kẻ yếu, nhất định là nhà mình lão tổ sư không nói đạo lý nữa A, à. cứng rắn chia rẽ một đôi nam nữ si tình thần tiên quyến lữ, thiếu đạo đức không thiếu đức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một bên dùng sức lau nước mũi, lau ở đằng kia hán tử trên bờ vai, vừa nói A lương đại ca người đợi đấy ta khẳng định giúp ngươi đem cái kia phong thư tình giao cho hồ nương nương, nhất định khiến hai ngươi gương vỡ lại lành. Đến nỗi A à Lương lúc ấy nói người nọ sinh đại dục, nam nữ bình thường. Nhưng mà phong lưu cùng hạ lưu, chỉ thích là thật to bất đồng đấy, chỉ kém một chữ, cách biệt một trời một vực. Đứa nhỏ ngược lại là không có nghe quá rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy rất có đạo lý, đúng là người đọc sách mới có thể nói ra khỏi miệng. Nhà mình thiên sư phủ tàng thư vô số, có thể lật lượt sách vở, cũng không có cái này cách nói, đến nỗi triệu diêu quang năm đó cuối cùng kết cục đương nhiên là ăn một bữa đánh cho no đòn rắn rắn chắc chắc không hề lo lắng đánh cho đứa nhỏ gào khóc gọi là oa oa khóc nhưng chỉ có không nhận sai lúc ấy thiên hồ luyện chân cầm trong tay cái kia phong đại thiên sư trả lại cho nàng thư tình lúc trước từ diêu quang đứa nhỏ này trên tay được tin về sau nàng đương nhiên không dám tự tiện mở ra lo lắng là một vị cảnh giới cực cao kỳ nhân dị sĩ lẻn vào long hồ sơn quấy phá thiên sư phủ, đương nhiên cần lập tức giao cho đại thiên sư xem qua, kết quả đợi đến lúc nàng mở ra nhìn qua, giờ khóc giờ cười. Luyện chân cô nương, hai ta đứa nhỏ này, tính tình chất pháp, là một cái hiếm có tu đạo kỳ tài a. Long hổ sơn phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, nhất định phải hảo hảo quý trọng, nhớ lấy nhớ lấy. Mà cái kia thiếu tâm nhãn đứa nhỏ, lúc ấy đã trúng đánh, vẫn cứ lòng đầy căm phẫn, một bên khóc nhè, một bên khuyên bảo hồ nương nương nhất định muốn gặp cái kia A Lương một mặt, đừng cho hắn lại thương tâm đến nỗi đại thiên sư triệu thiên lại không có cản trở triệu diêu quang cha mẹ đánh cái kia bất hảo đứa nhỏ có thể đại thiên sư kỳ thật không có chút tức giận ngược lại từ cái ngày đó lên triệu thiên lại tự mình làm đứa nhỏ truyền thụ đạo pháp mấy lần tại tu đạo quan ải vì triệu diêu quang chỉ điểm sai lầm phá vỡ đại đạo sương mù ngăn cách đến nỗi vị kia kiếm tiên tả hữu tại long hồ sơn thiên sư phủ bên kia nhưng thật ra là cái không lớn không nhỏ cấm kỵ quý phủ đạo sĩ đàm luận không nhiều lắm nhưng mà người người trong lòng hiểu rõ đến nỗi nguyên do, ngoại trừ một vị nguyên bản tu đạo vô cùng có tiền đồ kiếm tiên phôi tử, tại tả hữu dưới thân kiếm đại đạo chết non bên ngoài, lại có là có vị bối phận cực cao thiên sư phủ nữ quan, đối với tả hữu thái độ, cả tòa thiên sư quý phủ dưới đều lòng dạ biết rõ. Triệu Diêu Quang là thật tâm muốn mời tả tiên sinh đi thiên sư phủ làm khách. Tả hữu nhìn không chớp mắt, lạnh nhạt nói, muốn hỏi kiếm. Cái kia nguyên bản tích góp từng tí một một bụng ngôn ngữ tiểu thiên sư, lập tức ngậm miệng cùng A Lương cái này không đứng đắn đấy, có thể tùy tiện nói chơi chọc cười, chay mặn không kỵ, thế nhưng là cùng vị này hạo nhiên kiếm thuật kẻ cao nhất tả hữu, tả tiên sinh, tả đại kiếm tiên, hay là muốn ngôn ngữ cẩn thận lại cẩn thận. Một vị xuất từ trung thổ huyền ngư phạm thị trẻ tuổi tuấn tài, lấy tiếng lòng cùng bên người hảo hữu tiếc hận nói, đáng tiếc lần này không thể nhìn thấy ẩn quan. Lâm quân bích tiếng lòng đáp, nên còn có cơ hội. Người trẻ tuổi cười nói, quân bích, tại kiếm khí trường thành, Ngươi uống rượu phá tam cảnh, như thế nào trước kia không có đã nghe người nói. Lâm quân bích trong lòng kỳ quái, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cười nói, ở bên kia, kiếm tu phá cảnh, không thể. Nhất làm chuyện quan trọng. Về kiếm khí trường thành du lịch qua trình, Lâm quân bích cực ít cùng người đề cập, cho dù là bên người vị này đã tính thổ lộ tâm tình hào hữu phạm thị đệ tử, cũng chỉ kể một ít tình nghĩa làm cho đến, không thể không có nói sự tình, hơn nữa nhìn giống như hai bên nói chuyện phiếm, kỳ thật từng chữ, đều vô cùng có đúng mực đều là lâm quân bích sớm có nghĩ sẵn trong đầu nghiền ngẫm từng chữ một kỳ thật lâm quân bích một mực là cái kia suy nghĩ kín đáo lâm quân bích đại khái chỉ có ở đằng kia toàn nghỉ mát hành cung lâm quân bích mới có thể chính thức thiếu niên tâm tính vài phần bởi vì thân là ẩn quan nhất mạch kiếm tu mới là có thể không cần so đo hiệu quả và lợi ích sinh tử chi giao ngay từ đầu là lâm quân bích nhất định như thế nhập ra tùy tục mới có thể dung nhập trong đó càng về sau thì là nước chảy thành sông tự nhiên mà vậy làm cho người ta quên mất sinh tử. Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian bổ sung một câu, quân bích, chuyện này, là Thái Gia Gia mới vừa cùng ta lặng lẽ nói, người nghe qua coi như xong. Lâm quân bích gật đầu nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm, cùng nỗ lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm quân bích cũng lại nói một nửa, không nhanh không chậm bồi thêm một câu, trở lại ta tại ẩn quan bên. Kia, giúp người đòi hỏi một bình chính tông chính hiệu thanh thần sơn rượu. Làm người không thể quá câu nệ, cùng bằng hữu ở chung cần thả lỏng có độ người bạn có thể khuyên can muốn làm bạn xấu cũng phải làm vị kia tên là thanh nhuận phạm thị tuấn tài ánh mắt sáng lên cái này cảm tình tốt đúng rồi quân bích nếu như ta không có đoán sai ẩn quan đại nhân nhất định là một vị tài tình cực cao phong lưu nhã sĩ đúng không có cần hay không ta tại uyên ương trừ bên kia làm cái tiệc rượu bằng không thì ta xấu hổ tay không bái phòng ẩn quan a bình thường ta không dám lấy ra mất mặt xấu hổ ta trong phòng những cái kia bồi chú mỹ nhân, ngươi là gặp qua đấy, ẩn quan có thể hay không ghét bỏ. Phạm Thanh Nhuận là nổi danh phong lưu tử, thư phòng mệnh danh là hình bóng, có thi họa trúc đá chi thích, tự xưng nông dân trồng hoa, biệt hiệu hạnh hoa mưa xuân điền từ khách. Hắn không ít uyển ước thi tử, tại trung thổ thần châu truyền lưu rất rộng, ví dụ như nhỏ hoàn thúc rượu liên tục tranh. Còn có cái kia mỹ cơ cùng thắng ngồi, tên rượu đối hoa trước, si mê kim thạch, khắc ấn không dưới nghìn phương tự xưng là bình sinh sự nghiệp cầm kỳ thư họa rượu nguyên chất mỹ nhân. Lâm Quân Bích mỉm cười nói, ẩn quan đại nhân rất dễ nói chuyện, ngươi đừng khẩn trương. Đến nỗi một chú mỹ nhân gì gì đó, ta coi như không có nghe nói, ngươi hiểu đấy, đều là ngươi ý của mình. Đừng nhìn Phạm Thanh Nhuận giống như cả ngày không làm việc đàng hoàng, kỳ thật công lao sự nghiệp thiên tư cực cao, huyền ngư Phạm thị nửa số sản nghiệp, kỳ thật đều là người trẻ tuổi này tại phía sau màn quản lý, ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa kiếm tiền kiếm được rất không hơi tiền cái này rất lợi hại rồi bằng không thì lâm quân bích cũng sẽ không cùng hắn trở thành hào hữu phạm thanh nhuận ngầm hiểu hiểu đấy hiểu đấy lâm quân bích vỗ vỗ phạm thanh nhuận bả vai ý cười đầy mặt tràn đầy cổ vũ thần sắc trong lòng im lặng niệm một câu phạm huynh tự giải quyết cho tốt lúc trước nghị sự hoàn tất lưu tụ bảo cùng úc phán thủy đều từ trịnh cư trung bên kia đã nhận được một đạo mật tín đều là tại từng người trong tay áo trống rỗng xuất hiện Trịnh cư trung nói là tú hồ đền bù tổn thất, phải chờ tới nghị sự chấm dứt lấy thêm ra đến. Úc Phán Thủy cảm thấy hảo sinh phòng tay, lo lắng vừa mở ra mật tín, đã bị Trịnh cư trung phụ thể, mẹ của hắn vị này ma đạo cự phách, cái gì nham hiểm sự tình làm không được. Lưu Tụ Bảo cười hỏi, Trịnh tiên sinh sẽ không tại Man Hoang Thiên Hạ còn có an bài đi? Trịnh cư trung cười nói, có. Lưu Tụ Bảo quyết tâm muốn đánh phá nồi đất hỏi đến cùng, Trịnh tiên sinh lúc nào đi qua bên kia? trịnh cư trung cho ra một cái khiến úc phán thủy thẳng run rẩy đáp án trăm năm ở trong đi qua ba lượt ngươi là muốn hỏi lần nào lưu tụ bảo không muốn hỏi nhiều ưa ừ, thích đánh cơ úc phán thủy không khỏi nhớ tới một cách nói giả thiết trịnh cư trung thôi xàm tề tĩnh xuân ba người đàm luận sự tình đại khái là loại này một cái cảnh tượng như vậy không ổn không bằng như vậy được có thể vậy nói xác định ba người thì cứ như vậy nói chuyện phiếm xong một việc nếu có người ngoài dự thính hoặc là không hiểu hoặc là giả hiểu dù sao đều là không hiểu triều pháp gần từ nhiệm thiệu nguyên vương triều quốc sư đi kim giáp châu vị này á thánh nhất mạch nho sinh không có ở văn miếu bên trong kéo lên một mực không có mưu cầu thư viện sơn trưởng chức thậm chí đến nay mới chỉ có một hiền nhân thân phận liền nho ra quân tử cũng không phải có thể hắn âm thần kỳ thực đã xuất khiếu đi xa hơn trăm năm vượt qua châu kinh doanh một tòa tiên gia đình núi vi huỳnh giờ phút này còn là lộ ra có chút người cô đơn chẳng qua so với vừa mới chạy đến nghị sự lúc ấy, hắn vị này trước cửa có thể răng lưới bắt chim ngọc khuê tông tông chủ, ít nhất đã có người chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Vi Huỳnh đối với mấy cái này kỳ thật đều không để ý, hắn hiện tại chỉ quan tâm một việc, văn miếu sẽ xử trí như thế nào quê hương phía bắc cái kia đồng diệp tông. Nếu như thuần túy đứng ở ngọc khuê tông tông chủ góc độ, đương nhiên hy vọng đồng diệp tông như vậy phong sơn nghìn năm, từng đã là một châu tiên ra người đứng đầu, đồng diệp tông không còn nửa điểm quật khởi cơ hội nhưng nếu như đứng ở đồng diệp châu tu sĩ góc độ vi huỳnh kỳ thật từ đáy lòng cảm thấy đồng diệp tông đám đó người trẻ tuổi nên người người có được một phần tốt tiền đồ ngọc khuê tông không đủ lớn nên phóng tầm mắt nhìn một châu vì vậy vi huỳnh ý định giúp đỡ một chút đồng diệp tông muốn một lần nữa đối với đồng diệp châu hình thành đóng cửa xu thế chỉ bằng vào ngọc khuê tông đã định trước làm không được đến nỗi đóng cửa sau đó lại như thế nào mở cửa như thế nào cùng hạo nhiên tám châu ở chung ngọc khuê tông định đoạt việc này rất khó. Nhưng mà nếu như bước đầu tiên cũng không bước ra, sẽ một mực khó xuống dưới, đồng Diệp Châu tình thế sẽ càng ngày càng hiểm trở. Khu Sơn, độ bên kia, chỉ là một cái ngay ngay Châu Lưu Thị Khách Hanh kiếm tiên từ giải, chính là một loại cực lớn uy hiếp. Lại càng không nói bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu thẩm thấu, thế như trẻ tre, đồng Diệp Châu dưới núi Vương Triều hầu như mỗi cái biến thành phiên thuộc. Nếu như một châu núi sông có thể hiển hóa vì nào đó đạo tâm, đợi đến lúc phá thành mảnh nhỏ đồng Diệp Châu núi sông, trên núi dưới núi đều được lấy xây dựng lại, kỳ thật càng là một loại triệt triệt để để sụp đổ. Hơn phân nửa đồng Diệp Châu sẽ trở thành người ngoài đồng Diệp Châu. Vi Huỳnh Tuyệt không đồng ý hứa ra hương núi sông, biến thành châu khác tu sĩ trong mắt một khối phúc địa, mặc cho thịt cá. Văn miếu cửa chính bên kia, có một vị thần sắc ôn hòa áo xanh nho sĩ, đứng ở bậc thang dưới đáy, nghênh đón mọi người. Là chịu trách nhiệm văn miếu cùng công đức dừng hai địa phương đại môn mở ra, đóng cửa người đọc sách, kinh sinh hy bình. Hắn kỳ thật cũng không phải là một vị người tu đạo, mà lại là hạo nhiên văn vận làm cho ngưng, đại đạo hiển hóa mà sinh. A lương một cái chiêu bài nhảy về phía trước vắt tay, cười ha hả nói, hi bình huynh, đã lâu không gặp. Kỳ thật không bao lâu. Vị kia người đọc sách mỉm cười nói, muốn thường gặp, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi A lương bị giam tại công đức rừng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Bờ sông, Á Thánh lấy ra một nhánh quyển trục, mở ra sau đó bờ sông trống rỗng xuất hiện một tòa thác nguyệt sơn gần như vật dụng thực tế tới gần chân tướng bởi vì á thánh thông qua phương tây phật quốc tự mình đi qua một chuyến thác nguyệt sơn a lương thì là thông qua thác nguyệt sơn đi một chuyến phương tây phật quốc kiếm chém vô số oan hồn ác quỷ đại đạo tiêu phí rất nhiều mới từ 14 cảnh ngã cảnh á thánh xuất hiện ở thác nguyệt sơn về sau đánh nát hơn phân nửa hộ sơn cấm chế mới đi kiếm khí trường thành chỉ có điều lúc ấy trần bình an đã không ở đầu tường bị thôi sàm vứt xuống lô hoa đào tạo hóa quật. Vì vậy ngược lại mà lại là vị này A Thánh, gặp được Hạo Nhân Tú hổ cuối cùng một mặt. Giống như thôi sàm ngay tại đợi đến Á Thánh xuất hiện. Hai bên tại đầu tường ngồi mà luận đạo, Hàn Huyên trò chuyện năm đó, trận kia ba bốn chi tranh. Lễ Thánh cùng Bạch Trạch lưu tại bờ sông, đều không có đặt chân này tòa thác Nguyệt Sơn, Bạch y nữ tử đã cùng một tòa thác Nguyệt Sơn không có gì hứng thú, ngay tại bờ sông cùng Lễ Thánh, Bạch Trạch nói chuyện phiếm. Lúc cách vạn năm Khả năng đây coi như là trên đời nhất danh xứng với thực ôn chuyện rồi. Nàng cười dẫn nói, Bạch Trạch, người dứt khoát cùng tiểu phu tử ở chỗ này đánh trước một trận, người thắng. Văn Miếu không động man hoang, thua. Người cứ tiếp tục đóng cửa tự suy nghĩ. Bạch Trạch lắc đầu. Cổ Thiên Đình di chỉ một chuyện, là chuyện chung của vài tòa thiên hạ. Vì vậy Bạch Trạch nguyện ý hiện thân nơi đây. Nhưng mà chỉ cần Văn Miếu quy mô công phạt man hoang như vậy, hắn lúc này đây sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nếu quả thật có thể đơn giản như vậy đánh một trầu có thể quyết định hai tòa thiên hạ thuộc sở hữu, không tai họa trên núi dưới núi, Bạch Trạch thật đúng là không ngại ra tay. Thác Nguyệt Sơn bên kia, chư vị 14 cảnh tu sĩ, bắt đầu lên núi. Dư đấu trực tiếp vừa xảy bước đến rồi đỉnh núi. Lục trầm tại cùng vị kia chém lòng người tán gỗ, chỉ là cái sau không có sắc mặt tốt. Ngô Sương Hàng nâng lên một tay, lòng bàn tay hiện ra một tòa vàng bạc đen trắng bốn màu xây dựng, mà ra bỏ túi đỉnh núi, giống như tại đem một tòa thác Nguyệt Sơn dần dần binh giải lão tú tài mang theo Trần Bình An đi tại cuối cùng. Trần Bình An lấy tiếng lòng dò hỏi, tiên sinh, có thể hay không giúp đỡ cùng lễ thánh hỏi một cái, vì sao mệnh danh ngũ thải thiên hạ, trong này có cái gì không chú ý, có phải hay không cùng quê hương ly châu động thiên không sai biệt lắm, chỗ này ngũ thải thiên hạ, cất giấu năm cái cọc chứng đạo cơ duyên, hoặc là năm kiện trí bảo. Trần Bình An con đường tu hành, tương đối pha tạp, hỗn tạp, thế nhưng là thôi diễn một đạo, cũng rất luống cuống rồi, có thể cùng khương thượng chân phân cao thấp, Lão Tú tài thở dài, năm đó ta cùng Bạch Giá cùng một chỗ cùng cố thiên địa, là nhìn thấy chút ít manh mối, nhưng chưa chắc là cái kia chính thức đại đạo mạch lạc. Có chút cơ duyên, tương đối tương đối dễ hiểu, ví dụ như Bạch Giá ở đằng kia tòa thiên hạ dựng lều chỗ, liền là một cái trong số đó. Đến nỗi Lễ Thánh bên kia, rất khó hỏi ra cái gì. Mệnh danh là Ngũ Thải Thiên Hạ, vốn chính là lễ thánh một người ý tứ, khẳng định biết rõ nội tình, đáng tiếc lễ thánh cái gì đều tốt, chính là tính khí quá ngang bướng rồi hắn nhận định sự tình, mười cái quan đạo quan lão quan chủ đều kéo không trở lại. Lão Tú Tài đột nhiên nói ra, ngươi đi hỏi lễ thánh, khả năng có hy vọng, so với tiên sinh hỏi càng đáng tin cậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, lễ thánh giống như đối với cái. Này sự tình sớm có đoán trước, đã sớm nhắc nhở qua ta, ám chỉ ta không nên suy nghĩ nhiều. Lão Tú Tài nhỏ giọng nói, Đừng sợ, Lễ Thánh chính là hù dọa ngươi, ngươi là vãn bối, còn càng vất vả công lao càng lớn, không cho vài câu ngu sao mà không cho, Lễ Thánh tu dưỡng tốt sẽ không tức giận. Hơn nữa, thần tiên tỷ tỷ lúc trước lại lập nhiều đại công, lão mù lòa đều nhìn đến thấy, lòng người có cân đòn nha. Trần Bình An dùng sức gật đầu, tiên sinh có lý. Lễ Thánh ám chỉ, không thể nói trước còn là nhắc nhở đâu rồi, đúng không? Lão Tú Tài nắm tay và lòng bàn tay vỗ vào nhau, chúng ta như vậy một trò chuyện sẽ đem phức tạp đạo lý cho vuốt thuận không phải là. Trần Bình An ăn viên thuốc an thần, mặc kệ được hay không được, đợi đến lúc hạ sơn, tốt xấu đi lễ thánh bên kia hỏi một lần. Nếu như ngũ thải thiên hạ thật sự là cất giấu năm cái cọc đại đạo cơ duyên, đợi đến thế lực khắp nơi đi tranh thủ, chính mình giúp đỡ phi thăng thành sớm tìm ra một trong số đó, tìm hiểu nguồn gốc, vượt lên trước một bước rơi túi vì an, không quá phận đi. Hơn nữa, thứ năm tòa thiên hạ là nho gia văn miếu tìm được, sáng lập ra đấy, phi thăng thành lại là hạo nhiên thiên hạ người trong nhà, nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài, đừng nói một môn, hai môn cũng không ngại ít, ba cái càng không chê nhiều a. À. Lão tú tài bắt đầu cùng vị này, quan môn đệ tử nói rõ chi tiết cái kia lễ thánh tính khí, nào hố đừng đi đạp, sẽ hoàn toàn ngược lại, nào lời nói có thể nhiều trò chuyện, coi như là lễ thánh đen mặt, ngàn vạn đừng chuột dạ, lễ thánh nhiều quy củ, nhưng mà không cứng nhắc. Trần Bình An dựng thẳng tai lắng nghe, từng cái ghi ở trong lòng, thử dò hỏi, Tiên sinh, chúng ta nói chuyện phiếm nội dung, lễ thánh nghe không đến đi. Lão Tú Tài vỗ ngực cam đoan nói, cứ thả 100% mà yên tâm a, à, đến cùng không phải là cái kia thần thanh hòa thượng, lễ thánh nhất nói quy củ lễ nghi rồi. Đi tại phía trước lão hòa thượng, lại Phật sướng một tiếng. Bờ sông bên kia, lễ thánh duỗi ra ngón tay, vuốt vuốt mi tâm. Hai trộm gà. Bạch Trạch cười nói, tiền bối chọn người, ánh mắt rất tốt. Là nói người trẻ tuổi kia, tại nhìn thấy kiếm chủ, kiếm thị trong nháy mắt, cái kia liên tiếp vi diệu tâm cảnh phập phồng. Có ít người tâm, am hiểu lừa mình dối người, ví dụ như sẽ vô thức trở mong lấy kiếm chủ kiếm thị, là một. Có ít người tâm, sẽ thất lạc không thôi, lòng tham không đáy, từ đệ nhất thiên hạ, biến thành thiên hạ thứ hai, đều muốn lo lắng. Mà thần linh quan sát lòng người, là bổn mạng thần thông. Hạt cải nhỏ, to như tu di. Vị này người cầm kiếm, hơn phân nửa là không ngại chọn chúng người, thiện hay ác, nhưng mà yên lặng vạn năm người cầm kiếm, mặc kệ xuất phát từ cái gì ước nguyện ban đầu, cuối cùng vì chính mình chọn lựa ra một vị người cầm kiếm, sẽ rất coi trọng cái sau tâm tính thuần túy. Thời gian sông dài sẽ trôi qua tứ tán, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí đại đạo đều lưu chuyển bất định, trách đi quỹ tích. Nếu như Trần Bình An trước kia nhận định đấy là một vị kiếm linh, rồi lại bởi vì kiếm chủ đột ngột xuất hiện mà có bất kỳ thêm vào tâm tính tản mạn khắp nơi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nàng cần có là một cái có thể bảo vệ bản tâm người cầm kiếm năm đó thiếu niên có thể lấy ninh diêu tại trong lòng đánh giết kiếm linh hôm nay trẻ tuổi kiếm tu có thể lấy kiếm linh đánh giết kiếm chủ nàng cần này vạn năm không di chuyển mạch lạc một mực lên cao dần dần trèo lên đỉnh cuối cùng lên trời nàng nói ra là người khác giúp đỡ chọn lựa đấy ta lúc ấy chỉ là nhàm chán ngô xương hàng cái kia bốn thanh tiên kiếm đều là mô phỏng kiếm trên thực tế sớm nhất bốn thanh tiên kiếm đồng dạng đều là mô phỏng kiếm tại vạn năm trước nàng liền chóc bong ra một bộ phận thần tính luyện vì một thanh trưởng kiếm trở thành trong trời đất vị thứ nhất kiếm linh thay thế nàng xuất kiếm bởi vì đã đạt tới kiếm thuật cực hạn đã định trước không tiến thêm tất nào nữa tương đương trên chiến trường lần lượt nhiều lần xuất kiếm trở nên không có chút ý nghĩa nào đời sau đạo tạng thái bạch vạn pháp cùng thiên chân bốn thanh tiên kiếm cũng không từng bị tu sĩ đại luyện nói cách khác tu sĩ là tu sĩ kiếm linh là kiếm linh thiên chân kiếm linh là nhỏ nữ hài bộ dáng vạn pháp kiếm linh đạo hóa là một cái tiểu đạo đồng kỳ thật đều là tiên kiếm chủ nhân một bộ phận tâm tính hiển hóa cùng lúc đó kiếm linh giữ càng nhiều ra đời mới bắt đầu bản thân linh trí thần linh thần tính chỗ đáng sợ ngay tại ở thần tính có thể hoàn toàn bao trùm mặt khác thần tính quá trình này không có bất kỳ rung động mà phần này rung động thì có thể trở thành đời sau người tu đạo tâm ma mà cho dù là phàm phu tục tử từng chấp niệm đều từng cái rơi vào phương tây phật quốc bên kia có người đã từng nói một người bảo tồn trí nhớ độ dài chính là một cái người chính thức còn sống tuổi thọ mà thành bạch đế trịnh cư trung sở dĩ làm cho người ta kiêng kỵ trùng trùng điệp điệp trong đó một chút ngay tại ở vị này ma đạo cự phách am hiểu nhất sửa chữa một vị luyện khí sĩ trí nhớ hơn nữa làm được không chê vào đâu được lấy giả làm thật nàng nở nụ cười các ngươi khả năng cảm thấy ta lúc trước là ở thăm dò trần bình an kỳ thật không có chính là cảm thấy thú vị muốn trêu chọc một cái hắn bởi vì nàng tin tưởng hắn nàng nói ra, trước kia Trần Bình An, kỳ thật không có như vậy nhị, rất thú vị đấy. Trầm mặc ít nói hũ nút, kỳ thật không nhất định đại biểu một người không thú vị. Ví dụ như năm đó một cái cõng cái sọt giày rơm thiếu niên, lén lén lút lút gión ra gión rén đi qua cầu đá vòm, cũng rất thú vị. Khiến thiếu niên không hề như vậy thú vị đấy, hình như là cái này thế đạo. Nàng một tay lòng bàn tay chống đỡ chuôi kiếm, mắt nhìn cái kia ở vào thác nguyệt sơn đỉnh bạch ngọc kinh nhị trưởng giáo. Chân vô địch, tự phong đấy sao, trần thanh đô tiểu tử kia cũng không có cái này ra mặt a à. lễ thánh mỉm cười nói là rất cần ăn đòn đấy cần ăn đòn là cần ăn đòn chỉ là không phải không thừa nhận cái này dư đấu đạo pháp kiếm thuật đều rất cao nếu như từng người dốc sức tại thanh minh thiên hạ lễ thánh thất bại tại hạo nhiên thiên hạ dư đấu thất bại đến nỗi tại thiên ngoại thiên không tồn tại thiên thời địa lợi thiên hướng thắng bại như thế nào đáng tiếc giống như không có cơ hội một phần cao thấp rồi chẳng qua lễ thánh cảm thấy còn là của mình phần thắng lớn một chút ổn trọng một chút bảy thành phần thắng tốt rồi đánh nhau loại chuyện này dư đấu dù sao tuổi còn nhỏ là vãn bối thua bởi chính mình cũng không có gì hay mất mặt đấy lễ thánh ngắm nhìn bốn phía cúi đầu nhìn về phía cái kia kim quang dần dần tản đi thời gian sông dài bạch trạch đột nhiên tâm thần chấn động nhìn về phía cái này tiểu phu tử bởi vì mơ hồ giữa bạch trạch bởi vì đang ở bờ sông khoảng cách lễ thánh gần nhất đã nhận ra dấu vết để lại Lễ thánh gật gật đầu, lấy tiếng lòng nói ra, đối với tất cả 14 cảnh tu sĩ mà nói, đều là một trận kỳ thi. Đến nỗi Trần Bình An, có thể tạm thời không đếm xỉa đến. Hoặc là có thể nói, hắn kỳ thật đã thông qua trận này kỳ thi rồi. Chủ khảo người, là Thủy Trung không có hiện thân tam giáo tổ sư. Lễ thánh lần này, nhưng mà phân phát bài thi người. Lễ thánh nói ra, tiền bối thật muốn đối với Thác Nguyệt Sơn xuất kiếm. Kỳ thật có thể không nhất thiết như thế, nàng quay đầu nhìn về phía lên núi Trần Bình An, cười nheo lại mắt, chậm rãi nói, ta nghe chủ nhân đấy, hôm nay hắn mới là người cầm kiếm. Văn miếu nghị sự chỗ. So với tại phía trước hai trận nghị sự vị trí, quy củ xâm nghiêm, trận này nghị sự, tương đối tùy ý, chỗ ngồi có thể tùy tiện chọn, cũng không có cái gì chủ vị ghế chót phân chia rồi. Có tư nghị đấy, quan hệ nhiều đời đấy, hương khói tình hơn, thường thường gom góp một đống ngồi xuống. Lễ thánh không ở tại chỗ, á thánh, Văn Thánh đi theo không thấy, hiển nhiên đối với tất cả mọi người mà nói, cho dù là văn miếu bên này tế rượu ti nghiệp, thư viện sơn trưởng, đều cảm thấy nhẹ nhõm thêm vài phần. A Lương đặt mông ngồi tại chỗ, hai tay chống đất, hai chân duỗi dài, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kinh sinh Hy Bình đã chuẩn bị tốt bàn, chúc danh tịch, lần lượt từng cái một bàn trên đều có giấy và bút mực, một bàn tiên ra trái cây, mấy miếng đến từ tiên hà cổ đạo một tòa tiên gia phủ đệ tiên táo, táo ra hoa văn như ánh nắng chiều lưu chuyển mấy viên đến từ trung thổ đạo môn kinh vĩ xem vàng óng ánh quả hạnh quần ngọc vận phủ lão tổ sư đưa vãn thúy đình bên cạnh cây bích đào ngoài ra còn có đến từ bất đồng động thiên phúc địa cây mơ cụ ấu mỗi loại số lượng cũng không nhiều nhưng mà nhìn màu sắc rực rỡ đấy rất vui mừng a lương cầm lấy một quả bích đào gặm một miếng tư vị cực ngon bị say mê được nheo lại mắt quả nhiên cái đồ chơi này còn là chín ăn mới ngon năm đó bái phòng quần ngọc vận phủ tại vãn thúy đình bên kia cũng không có người tự nói với mình cây bích đào chín hay chưa. Dù sao chín cây bích đào, cũng sẽ không đỏ, tươi nhan sắc. A Lương hái được một chùm lớn, lúc ấy bởi vì có việc trong người, đi rất gấp sẽ không cùng vận phúc bên kia chào hỏi. Hạ Sơn, thiếu chút nữa bị mỏi rụng răng. Chính mình hái đào, chịu đựng nước mắt cũng muốn ăn xong không phải là vui một mình không bằng vui chung, về sau dạo chơi bốn phương. A Lương đưa nhiều trong núi bằng hữu, chống đỡ vài nét bút rượu khoản nợ. Chẳng biết tại sao, sau đó trong hơn 10 năm bên cạnh, thì có vãn thúy đình cây bích đào có tiếng mà không có miếng lời nói. Nguyên bản một phong phong sơn nước công báo trên tràn đầy lời, hay khen ngợi đệ nhất thiên hạ đào đã thành đếm ngược thứ nhất, cái này có chút quá mức. A à, lương cũng rất bênh vực kẻ yếu, cảm thấy cái này cây bích đào tư vị là trách, nhưng muốn nói đếm ngược thứ nhất, thiệt tình không đến mức. Vì vậy còn chuyên môn thông qua mấy nhà quen biết sơn thủy công báo, vì vãn thúy đình cây bích đào nói vài câu lời công đạo, chưa từng nghĩ quần ngọc vận phủ bên này chẳng phân biệt được tốt xấu. Tại chân núi dựng lên khối rất đau đớn cảm tình cấm chế bia, A Lương cùng con chó không được lên núi hái đào. A Lương lấy ơn báo oán, như cũ nên vì Vãn Thúy Đình cây bích đào nói tốt, nói ăn Vãn Thúy Đình một viên cây bích đào, người đọc sách có thể thông suốt, tụ lại thiên địa linh khí hóa thành văn vận, thuần túy vũ phu có thể tăng trưởng 60 năm công lực, người tu đạo luyện khí thổ nạp, giống như thần trợ. Về sau nghe nói quần ngọc vận phủ cái kia trong vài năm, mộ danh tiến về trước khách nhân rất nhiều, dẫn đến Vãn Thúy Đình cây bích đào thu hoạch không tốt lắm. Xong chuyện phủi áo rời đi, ẩn sâu công danh. Mọi chuyện giúp mọi người làm điều tốt, khắp nơi cùng người thuận lợi, cái này là A Lương hành tẩu giang hồ tôn chỉ. Bàn trên, còn đặt thả hai bầu rượu, một bình trúc hải động thiên trúc xanh rượu, một bình bách hoa phúc địa mười hoa cất. Chén rượu là cái kia bách hoa phúc địa chỉ có mô phỏng hoa thần chén, cũng coi như quan mô phỏng quan, giá cả xa xỉ. A Lương trên bàn cái này chỉ chén rượu, là hoa đào chén, vẽ có hoa đào một đám đỏ thấm đỏ nhạt đều đáng yêu coi như nữ tử trang dung đậm nhạt bên cạnh còn chữ khắc và đồ vật có văn miếu phó giáo chủ hàn lão phu tử một đầu vịnh hoa đề thơ a lương quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ở cửa lớn hy bình đều không cần a lương hỏi thăm hy bình phát giác được ánh mắt về sau chủ động nói ra ngoại trừ giấy và bút mực khác cũng có thể mang đi a lương hỏi bàn cùng chõng bằng chút đâu hy bình hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào a lương lập tức đã hiểu có thể hy bình huynh đại khí trượng nghĩa hy bình cũng lập tức lĩnh hội nói ra trở lại đến rồi công đức rừng còn có thể uống một bình năm nay thanh bạn bè phúc địa mới ra trẻ xuân xanh biết giáp trà là lục tiên sinh tự mình ngắt lấy giao phó bất dạ hầu đưa tới văn miếu bình thường đồng phu tử cũng không cam lòng uống nhiều a à, lương hiểu ý cười cười lại đã hiểu trở lại khiến tà hữu đi công đức rừng đóng gói mang đi hoặc là dứt khoát đưa cho lão tú tài tốt rồi chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio Lục chi rót một chén trúc xanh rượu, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, như thế nào uống vào như là rượu giả, rượu tư vị kỳ thật không tệ, có thể luôn cảm thấy không phải là như vậy cái vị. Còn là kiếm khí trường thành điệp trứng cửa hàng bên kia thanh thần sơn rượu, uống vào càng thói quen chút ít. A lương quay đầu hỏi tề đình tề, có ăn hay không uống không uống, tề đình tề cười nói đều cầm lấy đi. A lương liền không khách khí, chính mình loại người đọc sách không dành công việc vặt, da mặt lại mỏng, kiếm tiền khó a, à, bên ngoài ký sổ lại nhiều chỉ có thể chim yến ngậm bùn, nhỏ lợi nhuận một khoản là một khoản. Đến nỗi tả hữu, hỏi đều không cần hỏi, A à, Lương đem hai người kia rượu, chén rượu cùng tiên ra trái cây đều một tia ý thức đem đến chính mình trên bàn. Phụ cận vị trí, ngồi triệu diêu quang, lâm quân bích những người tuổi trẻ này, A à, Lương khiến cho tiểu thiên sư giúp đỡ gửi lời nói, không uống rượu, bầu rượu chén rượu đều lấy ra, uống rượu đấy, rượu lưu lại, đừng không phóng khoáng, uống rượu muốn phóng khoáng, dùng chén rượu tính chuyện gì xảy ra, chén rượu lấy ra, một cái nhịn không xuất ra cái phi thăng cảnh, đều lấy ra. Rất nhanh đã bị A Lương kiếm đủ một bộ đầy đủ 12 hoa thần chén. Chén chén trồng lên, lẻ loi hưu quạnh đấy, A Lương lại để cho triệu diêu quang bọn hắn giúp đỡ gọi huynh đệ bạn hữu, lại kiếm đủ một bộ đầy đủ hoa thần chén. Đồng dạng là một cái hoa đào chén, hội họa đề thơ lại bất đồng. A Lương cảm khái không thôi, bách hoa phúc địa hoa chủ nương nương, thật sự là biết làm người. Thân là văn miếu giáo chủ đồng lão phu tử, trước tiên mở miệng trầm giọng nói lấy thẳng báo oán liền man hoang thiên hạ cũng biết đạo lý này các ngươi không có lý do không biết những lời này không phải nói cho những cái kia đỉnh núi tu sĩ đấy mà lại là nói cho nào đó mấy cái học vấn đầy đủ thâm hậu là quá qua ý chí vài tòa thiên hạ thư viện sơn trưởng có chút phu tử nghiên cứu học vấn cực kỳ nghiêm cẩn thường thường tính tình cổ hủ bảo thủ học vấn ích lợi thế đạo rất nhiều có thể liên quan đến kinh thế tể dân cũng không bằng gì rồi vì vậy lần này văn miếu bổ khuyết 72 thư viện sơn trưởng, những người khác chọn, kỳ thật văn miếu bên trong là tồn tại tranh luận đấy. Văn miếu giáo chủ cái này lời dạo đầu, khiến nghị sự bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bất kể như thế nào, làm lễ thánh bước ra một bước kia về sau, có nghĩa là văn miếu lần này, nhất định là sẽ đối man hoang thiên hạ động thật sự rồi. Phân loại hai bên bản giữa, hơi nước bốc lên, cuối cùng hiện lên năm bức tranh sơn thủy cuốn. Hạo nhiên tứ hải đều có một chỗ quy khư cửa vào, đi thông man hoang thiên hạ. Văn miếu đối với bốn phía quy khư đều có mệnh danh, thiên mục, kình dấu vết, thần hương, ngày rơi xuống. Ngoài ra chính là ba tòa bến đỏ, phân, biệt gọi là cầm đuốc soi sang, cưỡi ngựa sang, địa mạch sang. Trong đó địa mạch bến đỏ đã bị mặc ra cự tử chế tạo làm một tòa thành trì. Ba chỗ bến đỏ phía bắc chính là cái kia tòa rất khó tu sửa kiếm khí trường thành. So với tại khoảng thời gian thật lớn bốn phía quy khư, ba tòa bến đò tính cả hai đoạn kiếm khí trường thành, có thể coi là đầy đất, mà phân tán hoang dã các nơi bốn phía quy khư, tăng thêm ở vào man hoang thiên hạ nhất phía bắc ba chỗ bến đò, cái này năm chỗ, sẽ là hạo nhiên thiên hạ tại man hoang thiên hạ năm cái chỗ đứng. Mỗi người bắt được năm bản sách vở. Sách vở rất dày, không rõ chi tiết, kỹ càng trình bày năm chỗ cửa vào tình thế, dính đến từng man hoang tông môn thế lực, dưới núi Vương Triều, bộ tộc địa lý tình thế, các loại sản vật tài nguyên chuẩn xác phân bố số lượng dự trữ úc phán thủy một mực cẩn thận ngưng mắt nhìn những cái kia họa quyển không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh khắp nơi đều là khói thuốc súng nổi lên bốn phía chiến trường rồi cái này lão phụ ông bộ dáng mập mập lão nhân lo lắng không yên hỏi kiếm khí trường thành phía nam là thập vạn đại sơn chính là cái kia lão mù lòa làm sao bây giờ một khi không để ý kiếm khí trường thành cùng ba tòa bến đò liên hệ cũng sẽ bị ra hỏa này chặn ngang cắt đứt thập vạn đại sơn giữa những cái kia kim giáp con rối cũng không phải là chỉ biết di chuyển đỉnh núi một khi dấn thân vào chiến trường đối với hạo nhiên thiên hạ mà nói sẽ tạo thành không cách nào lường được chiến tổn hại nhất là lão mù lòa là lai lịch cực lão 14 cảnh đại tu sĩ lại đang nhà mình trong trời đất đã qua vạn năm liền thác nguyệt sơn đều chỉ có thể đối với kia mở một con mắt nhắm một con mắt nếu lão mù lòa cố ý chặn đường người nào đi cản trở mặc dù ngăn được hạo nhiên thiên hạ đứng đầu chiến lực sẽ bị ngăn chặn rất nhiều Ví dụ như Vu Huyền, Đại Thiên sư Triệu Thiên lại, Hỏa Long chân nhân, có phải hay không phải phụng bồi cái kia lão mù lòa mỗi ngày uống gió tây bắc phơi nắng, rồi hả? Đến nỗi bình thường phi thăng cảnh tu sĩ, chống lại cái kia lão mù lòa, căn bản chưa đủ nhìn, nói không chừng sẽ bị cái kia canh cổng phi thăng cảnh đại yêu đút hàm răng, ăn no nê mấy bữa. Chỉ cần đưa thân 14 cảnh, nhất là hợp đạo địa lợi đỉnh núi đại tu sĩ bên ngoài, tới đối địch, quả thực chính là một trận ác mộng đồng lão phu tử đúng là có chút muốn nói lại thôi chẳng qua xem ra vị này văn miếu giáo chủ thần sắc cũng không ngưng trọng ngược lại có chút vui vẻ a à, lương thần sắc cổ quái khá lắm lão mù lòa vì mình khai sơn đại đệ tử thật sự là cái gì ra mặt cũng không muốn rồi chạy tới thác nguyệt sơn bên kia đứng đấy giả vờ vì man hoang thiên hạ phất cờ hò reo kỳ thật còn là ai cũng không giúp rõ ràng là ở cùng văn miếu nói một cái đạo lý ta vốn là phải giúp thác nguyệt sơn đấy nhưng mà hiện tại thu cái đã khai sơn lại đóng cửa hào đồ đệ bởi vì tiểu tử kia còn có cái nho ra đệ tử thân phận vì vậy sẽ không thiên vị cái kia man hoang thiên hạ rồi về sau thật sự có sự tình cầu ta giúp đỡ các ngươi văn miếu có thể tìm ta đệ tử kia thương lượng hắn nói chuyện có tác dụng lý hòe cùng làm tùy tùng cái kia phi thăng cảnh non đạo nhân lúc này tuổi cách xa chủ tớ hai người vẫn còn ở phán thủy huyện thành bên kia vui thích đi dạo đâu non đạo nhân là cảm thấy dính lý đại gia ánh sáng Tại văn miếu bên này lan lộn cái quen thuộc mặt, về sau chính mình lại du lịch Hạo Nhiên Thiên Hạ, ổn rồi. Không dám nói mỗi ngày nằm hưởng phúc, dù sao rốt cuộc không hề suốt ngày lo lắng gặp phải xét đánh, an phi kiếm. Lý Hoài là gặp được Trần Bình An, tâm tình thật tốt, một bên đi dạo hiệu sách, một bên ám chỉ non đạo nhân có hay không đáng giá vật, cầm kiện phẩm chất tốt, tốt tặng lễ, trở lại tìm hắn hơn phân nửa sự phụ lão mù lòa tính tiền, đều là người một nhà, khách khí cái cái gì. Non đạo nhân tâm tình rất tốt một bên lời thề son sắt cam đoan không cho công tử tặng lễ mất mặt đâu, một bên tâm thần yên lặng tiểu thiên địa, rất nhanh du duệ ở đằng kia vài món chỉ xích vật chính giữa, làm hoa cả mắt. Một cái cũng chính là không có gặp lão mù lòa ngay lúc đó chỗ đứng, bằng không thì nó có thể bị sợ tới mức tại chỗ hồn phi phách tán. Lão mù lòa cái kia 14 cảnh không tốt giết, tại văn miếu vài bước xa địa phương, tùy tiện băm chết nó cái phi thăng cảnh có gì khó. Một cái cũng không biết, lão mù lòa vì từ hơn phân nửa sư phụ, có thể biến thành một cái sư phụ, đều làm cái gì mặt mo kề sát đất nói không cần là không cần hoạt động. Đồng lão phu tử không có nhiều lời, thoáng nổi lên một phen tìm từ, chỉ là cho một cái hàm hồ suy đoán lời nói, vị tiền bối này, tuy rằng lúc trước nghị sự đứng ở đối diện, bất quá hắn chắc chắn sẽ không dính vào trận chiến tranh này, chư vị có thể chỉ để ý yên tâm. Thập vạn đại sơn, như cũ trung lập. Hàn lão phu tử rót một chén người hoa cất, uống một mình tự uống, so với tại bách hoa tử, phẩm chất phải kém rất nhiều, không, phải là phúc địa hoa chủ cầm không xuất ra đầy đủ bách hoa tử, chỉ là văn miếu bên này từ chối nhã nhặn rồi, hơn nữa tất cả rượu, tiên ra trái cây, văn miếu đều bỏ tiền. Chẳng qua giá cả nha, đương nhiên nếu so với giá thị trường thấp rất nhiều. Trên thực tế bàn bên trên rượu, trái cây, hầu như đều là có tiền mà không mua được chi vật, nhưng mà tin tưởng tất cả có thể lộ mặt một lần tông môn tiên ra, đều sẽ không cảm thấy thua thiệt tiền. Lục Chi lấy tiếng lòng hỏi, trận này nghị sự, sẽ mở thật lâu. Bởi vì nàng xem văn miếu bên này tư thế, hôm nay đóng cửa về sau, không có vài canh giờ, căn bản đừng nghĩ mở cửa. Tả hữu gật đầu nói, nếu như là tại kiếm khí trường thành, ít nhất có thể mở 10 trận. Tề đình tề cười an ủi nhà mình vị này cấp cao nhất cung phụ, như vậy nghị sự, số lần không nhiều lắm, chỉ cần sống qua lần này, về sau muốn còn có như vậy nghị sự cũng khó khăn. Lục Chi vẫn còn có chút không thích ứng, uống một ngụm nhịn rượu, tại kiếm khí trường thành bên kia, hơn 10 vị đầu tường đỉnh cao kiếm tiên cái gọi là nghị sự, kỳ thật chính là lão đại kiếm tiên mấy câu, không có dị nghị coi như là thông qua được. Cho dù là kiếm phường, quần áo phường từng người nghị sự, đoán chừng gần nửa canh giờ, sẽ có rất nhiều kiếm tu nhịn không được, lấy cớ rời sân, lục chi đã từng ít thấy đã tham gia mấy lần, đồng tam canh hoặc là trần hy trụ trì trọng yếu nghị sự, kiếm tu đám không có gan chạy trốn, liền một người tiếp một người tụ họp tại nghị sự đường bên ngoài uống rượu, bên trong trò chuyện sự tình bên ngoài uống rượu hai không chậm trễ lục chi cảnh giới cao còn có cùng loại nhạc thanh mễ hỗ như vậy dự khuyết đỉnh cao cũng có thể ngồi ở bên ngoài trên bậc thang một mực uống rượu một ít cái ngọc phát cảnh kiếm tu cũng có thể lề mà lề mề uống nghiêm chỉnh bầu rượu đáng thương những cảnh giới kia không đủ địa tiên kiếm tu thường thường uống không được mấy ngụm sẽ bị đạp hồi bên trong đi hoặc là một bên đại kiếm tiên đám nháy mắt cũng chỉ được rất tốt thân phản hồi dù sao một khi bên trong chỗ ngồi trống rỗng nửa số nghị sự đường bên trong qua loa qua loa đấy, không đẹp, chẳng qua đồng tam canh cùng Trần Hy Kỳ thật mình cũng sẽ ra ngoài uống hai cửa. Kiếm khí trường thành trong lịch sử, duy nhất ngoại lệ, đại khái cũng chỉ có này tòa Trần Bình An dẫn đầu nghỉ mát hành cung rồi. Hàn lão phu tử cười nói, lần này nghị sự, văn miếu bên ngoài chư vị, ai cũng không nhất thiết hổ thẹn tại nói cái chữ lợi. Vị này cùng á thánh nhất chi kỷ, trước tiên đưa ra nguyên vẹn đạo thống luận văn miếu phó giáo chủ, hôm nay theo như lời, cũng rất khiến người ngoài ý, danh lợi tiền tài, bằng chiến công, công đức phá lệ đổi lấy hạ tông chọn chỉ, còn có lần nữa ngũ thải thiên hạ mở cửa có hạn danh ngạch, mọi người hôm nay cũng có thể nói, mở rộng trò chuyện, không gì kiêng kỵ. Nói đến đây, hàn lão phu tử mắt nhìn ngai ngai châu lưu tài thần, lại nhìn mắt bỏ bình châu tống trường kính. Thiếu niên dung mạo lưu thuế vừa mới lật đã xong cái kia quyển sổ, bất chi bất giác liền đã ăn xong rồi trên bàn trái cây, hỏi, ngoại trừ trung thổ thần châu các đại vương triều, phiên thuộc, còn lại binh lực từ đâu tới đây, chỉ nói chúng ta phù diêu châu, có thể gom đứng lên trên núi tu sĩ cùng dưới núi binh mã, rất chưa đủ nhìn rồi. Lưu Thuế lần này ngôn luận, cũng chưa nói tới việc xấu trong nhà ngoài gương cao, đang ngồi các vị, hiểu rõ. Phù Diêu Châu chỉ so với Đồng Diệp Châu tốt hơn một chút một bậc. Một trận đại chiến đánh xuống, ngoại trừ như Phù Diêu Châu như vậy núi sông vỡ nát không chịu nổi đấy, còn lại Trung Thổ Thần Châu, Ngai Ngai Châu, Bắc Câu Lô Châu, Lưu Hà Châu, không nói chuyện trên núi tu sĩ thương vong chỉ nói dưới núi thế lực, đều tương đối bảo tồn nguyên vẹn. Lưu thuế ở bên trong tổng cộng 8 người, từng người một châu người nói chuyện, khi bọn hắn bàn trên đều xuất hiện mới nhất một quyển sách vở. Hàn lão phu tử nói ra, các ngươi sau khi xem xong, có thể xét tăng giảm nhân thủ. Vi Huỳnh mở ra sách vở, rất nhanh sau khi xem xong, từ bàn bên trên rút ra mấy tấm giấy trắng, để bút tăng thêm chân cảnh tông một đám tu sĩ tên, cùng với một ít văn miếu bỏ sót trên núi thế lực, chỉ có điều ngoại trừ nhà mình chân cảnh tông, còn lại tiên gia, đều muốn chú ý đúng mực, bằng không thì sẽ có của người phúc ta hiểm nghi. Nói đến cùng, hay là muốn có thể cùng có lợi cùng có lợi, Vi Huỳnh còn không có ngốc đến vì nịnh nọt văn miếu, không tiếc làm cho mình biến thành một châu công địch. Vi Huỳnh cuối cùng lại tại một chương trên tờ giấy trắng, viết xuống đồng Diệp Tông ba chữ, sau đó ngẩng đầu cùng vị kia hàn lão phu tử hỏi, nếu là đồng Diệp Tông tu sĩ, có người nguyện ý đi hoang dã chiến trường, văn miếu bên này có đáp ứng hay không? Hàn lão phu tử rõ ràng có chút tán thưởng thần sắc, gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề vi tông chủ tại về quê sau đó có thể giúp đỡ văn miếu cùng đồng diệp tông tu sĩ thương nghị việc này triều phát thân là thiệu nguyên vương triều quốc sư rồi lại đối với kim giáp châu trên núi dưới núi thế lực thuộc như lòng bàn tay đưa ra chính mình mấy cái dị nghị văn miếu bên này có một vị học cung tinh nghiệp chịu trách nhiệm giải đáp vẻn vẹn là cái này về thảo luận chín châu có thể chiến chi binh một cái khâu nghị sự liền rằng co trọn vẹn nửa canh giờ hơn nữa như cũ còn chưa trở thành cuối cùng kết luận hàn lão phu tử cấp ra văn miếu ý kiến đợi đến lúc trận này nghị sự chấm dứt mỗi châu đều bàn lại sau một trận văn miếu sẽ triệu tập càng nhiều nữa đều châu đại tu sĩ một mình nghị sự cân nhắc càng nhiều nữa chi tiết cái kia được vinh dự chắc lộc tống từ hào phiệt gia chủ đột nhiên nói ra bốn cái quy khư cửa vào vị trí địa lý hiển nhiên đều là man hoang thiên hạ tỉ mỉ chọn lựa ra đến đấy linh khí mỏng manh sản vật cằn cỗi trong vòng ngàn dặm ở trong hoặc canh rạch chẳng chỉ tung hoành hoặc là núi non trùng điệp đối với dưới núi binh lực chiến trường đẩy mạnh cực kỳ không tiện, đối với hạo nhiên tu sĩ cũng thật sự không hề địa lợi đáng nói. triệu thiên lại, trịnh cư trung, bùi bôi, hoài ấm đám người đều từng đóng giữ quy khư hoặc là bến đò chỗ nào đó, vì chính là phòng ngừa man hoang thiên hạ đại tu sĩ ở bên kia động tay chân. thực tế cần chú ý trận sư tung tích. đồng lão phu tử hỏi có hay không cần đền bù chỗ thiếu địa phương. trịnh cư trung tâm niệm vừa động tên là thần hương quy khư cửa ra cùng với tẩu mã độ so với văn miếu đã cực kỳ tỉ mỉ xác thực hai bức phong thủy đồ, nhiều ra càng nhiều nữa núi non sông ngòi, lãnh thổ quốc gia làm lớn ra gần gấp đôi. Triệu thiên sư nâng lên một tay, hai ngón khép lại, hướng phía thiên mục quy khư lối đi ra, chỉ điểm giang sơn, ở đằng kia núi sông trong tranh, nhiều hơn hơn 10 hạt sâu cạn không đồng nhất ánh sáng, đều là ẩn núp đại yêu ẩn nấp tung tích. Trừ lần đó ra, tại mấy chỗ biên giới khu vực, còn ra phát hiện ra sáu đầu màu vàng sợi tơ là cái kia hoang dã đại yêu tỉ mỉ bố trí ẩn nấp trận pháp hoài ấm thấy được da đầu run lên. Lúc trước hắn tại cái kia bến đò, quy khư hai địa phương đóng giữ, tuy nói thời gian không lâu, liền chờ đợi hai ba năm công phu, có thể hắn cũng coi như cẩn trọng, bốn phía cưỡi gió, giúp đỡ văn miếu bên này khảo sát núi sông địa lý, càng là bất kể thành phẩm mà vung phủ thành binh, đem ra sử dụng hơn trăm con rối tứ tán dò xét núi sông, dồn hết sức lực, một ngày cũng không có nhàn rỗi. Tự cho là thành quả chắc chứ, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ nhất chi độc tú, chưa từng nghĩ còn là rơi xuống hạ phong thành bạch đế thành chủ, long hổ sơn đại thiên sư. Hai vị này, có thể không phải là cái gì giấu rốt, lúc trước muốn cố ý cùng văn miếu giấu giếm những thứ này nội tình. Rõ ràng là trịnh cư chung cùng triệu thiên lại tại đã rời khỏi bến đò sau đó, bằng vào từng người thuật pháp thần thông, mới nhất khám nghiệm mà ra thành quả. Hỏa long chân nhân lần đầu tiên có chút thẹn thùng, người so với người tức chết người, bần đạo đã thành cùng trong lòng bản tính đồng dạng ra áo túi cơm. Không có cách nào khác, đành phải lần sau đến rồi man hoang thiên hạ, nhiều ra lực lượng vài phần rồi. Cây muốn ra người muốn mặt, làm người không thể quá hoài ấm. Vu Huyền hỏi, quy khư bản thân, có thể hay không có dấu thác Nguyệt Sơn chuẩn bị ở sau? Đồng lão phu tử gật đầu nói, không bài trừ khả năng này. Nguyên bàng mở miệng nói ra, chúng ta nhất định làm xấu nhất ý định. Có thể giả thiết mỗi một cái quy khư đồng đạo, đều có dấu chiến lực đồng đẳng với Phi Phi một vị vương tọa đại yêu. Liễu thất cười hỏi, Nguyên Sơn trưởng có thể có đối sách, Nguyên bảng gật gật đầu, tất cả bàn trên, lần nữa nhiều hơn một quyển sách nhỏ. Bình thường người đọc sách, ngồi yên bàn xuông cao rộng rãi luận, kia căn nguyên, ngay tại ở thường thường có thể đưa ra vấn đề, nhưng không cách nào giải quyết vấn đề, hoặc là dứt khoát liền từ không nghĩ tới muốn giải quyết vấn đề. Liễu thất tiện tay mở ra sách vở, gật đầu mà cười, nguyên tiểu phu tử lần này ngôn luận thuộc về bắn tên có đích. Hôm nay trưởng quản thiên hạ lục địa thủy vận lục thủy khanh đạm đạm phu nhân, kiểu nguyệt hồ lý nghiệp hầu ở bên trong ngũ đại hồ nước quân, còn có một lớn đám thủy thần, thủy tiên thủy duệ chi thuộc, tên đều nhất nhất xuất hiện trên danh sách, trong đó có trung thổ thần châu thận trạch hồ thủy quân, bắc câu lô châu tể độc linh nguyên công, nam huân điện trầm lâm, long đỉnh hầu lý nguyên, bảo bình châu đại ly vương triều sông thiết Phủ thủy thần dương hoa, phía đông nam sông tiền đường một cái lão giao, tóm lại đều châu địa vị cao thủy thần, cùng với đại khái thế lực thủy phủ nội tình sâu cạn cũng đã bị văn miếu kỹ càng ghi chép trong danh sách tính toán chi ly. A à, Lương tắc tắc kêu kỳ lạ nói, thủy thần áp tiêu, có chút ý tứ. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, binh lực từ đâu mà đến, đại khái như thế nào hành quân, như vậy kế tiếp nên đàm luận đóng quân man hoang. Một chuyện rồi, mặc ra cự tử, trên mặt đất mạch bến đò một người một thành, sẽ không ngừng nam di chuyển, thành lớn ở trong, có thể đóng quân 20 vạn dưới núi tinh nhuệ. Ngoài ra mặc ra ba mạch, còn có 6.000 hơn người, sẽ liên thủ thợ nhà tổng cộng phái ra một vạn 2.000 để lại luyện khí sĩ hai bên phân biệt dựa vào binh trúc, tẩu mã hai nơi bến đò, chịu trách nhiệm kiến tạo có thể đồng dạng đi về phía nam di chuyển cực lớn thành trì. Còn lại bốn phía khư cửa lớn đều có bố trí. Vu Huyền bùa chú nhất mạch, Long Hồ Sơn Thiên sư phủ, phân biệt tại thiên mục, thần hương hai nơi quy khư, từng người lấy bùa chú lực sĩ, rời núi con dối sáng lập con đường, rời sơn lĩnh, dựng cầu nối. Binh gia tu sĩ cùng âm dương gia trận sư, phân biệt tại kình dấu vết, ngày rơi xuống hai nơi quy khư phụ cận, chịu trách nhiệm dựng đại trận tụ lại sơn thủy linh khí nhà buôn chịu trách nhiệm nện tiền lấy thần tiên tiền ném ra tứ đại quy khư chỗ thiên địa dị tượng linh khí dồi dào nhà nông cùng nhà thuốc hai nhà luyện khí sĩ chịu trách nhiệm tại các nơi trồng tiên ra cỏ cây ngũ cốc ngoài ra văn miếu điều động hạo nhiên thiên hạ tất cả lúc trước chuẩn bị chiến tranh mà thành lập rồi lại không dùng trên còn thừa kiếm thuyền toàn bộ núi cao độ thuyền đến nỗi tất cả vượt qua châu độ thuyền lại càng không dùng suy nghĩ văn miếu toàn bộ trưng dụng, sau đó tượng trưng đền bù tổn thất tổn thất. Vũ Long Tông Lô Hoa Đảo ở bên trong đều chế tạo trở thành tạm thời bến đò. Trong đó còn có đại ly tống thị thiếu nợ mặc ra tất cả nợ nần, hết thảy chuyển từ văn miếu gánh chịu, văn miếu còn muốn thêm vào cho đại ly tống thị một khoản thần tiên tiền. Tống trường kính đối với cái kia bút thần tiên tiền cũng không dị nghị, mở miệng nói ra, một lần nữa cho đại ly vương chiều ít nhất ba cái tông môn danh ngạch. Đồng lão phu tử cười nói, có thể thực hiện liền ba cái không thể nhiều hơn nữa hỏa long chân nhân trầm giọng nói bắc câu lô châu kiếm tu dù là tự nguyện đi chiến trường văn miếu bên này cũng không có thể lại không có điểm biểu thị ra đồng lão phu tử gật đầu nói đương nhiên lễ ký học cung đại tế tử cười nói làm phiền chân nhân hợp kế ra một cái chương trình cảnh giới di kiếm tu cho ra như thế nào đền bù tổn thất văn miếu bên này chờ là được các người bắc câu lô châu cứ việc mở miệng đại tế tử đối với lâm quân bích nói ra quân bích Ngươi trở lại chịu trách nhiệm cùng Hỏa Long chân nhân cụ thể tiếp nối việc này." Lâm Quân Bích lĩnh mệnh đứng dậy, cùng Hỏa Long chân nhân chắp tay thi lễ hành lễ, cũng không ngôn ngữ. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn là ẩn quan nhất mạch kiếm tu, vì vậy cùng Bắc Câu Lô Châu coi như là nửa cái người trong nhà. Vì vậy cùng Hỏa Long chân nhân, căn bản không cần lời khách sáo. Dù là nhiều lời một câu, đều lộ ra dư thừa hỏa long chân nhân đối với tiểu tử này ấn tượng không kém là một cái thuận mắt đấy nghe nói tại kiếm khí trường thành nghỉ mát hành cung làm qua vài năm ẩn quan nhất mạch kiếm tu còn nhiều lần dấn thân vào chiến trường đến nỗi cái gì ba năm phá tam cảnh đấy ngược lại mà lại là rất tiếp theo sự tình hàn lão phu tử đột nhiên nói ra bắc câu lô châu bên này chân nhân ngươi có thể cùng tất cả kiếm tu cứ nói coi như là đi man hoang thiên hạ ngự kiếm đi xa chỉ là du lịch một phen đều không cần xuất kiếm cũng chẳng phân biệt được cảnh giới cao thấp văn miếu bên này tiền như cũ cho đừng xấu hổ hỏa long chân nhân cười tủm tỉm hỏi nếu như là lần đầu tiên đi kiếm khí trường thành trẻ tuổi kiếm tu đâu văn miếu một đạo khó khăn nhất hình dáng trả thù lao a à? đồng lão phu tử nghiêm mặt nói cho như thế nào không cho khoản này thần tiên tiền văn miếu coi như là cần cùng người vay tiền đồng dạng không một chút nhíu mày ngài ngài châu lưu thị thần tài cười nói kế tiếp trăm năm ở trong lưu thị về tuyết hoa tiền cái kia một thành tiền lời chúng ta cũng đừng có rồi đồng lão phu tử cười hỏi như thế mua bán không thích hợp đi lưu tụ bảo cười không nói lời nào hàn lão phu tử gật đầu nói có thể nếu như lưu tài thần mình cũng nói văn miếu luôn không tốt thoái thác bằng không thì liền lộ ra làm kiêu lưu tụ bảo nhẹ nhàng gật đầu hỏa long chân nhân mở rộng tầm mắt cảm tình đồng phu tử lúc trước nói nói tiền đừng làm khó tình là cho văn miếu mình làm làm nền a vì vậy Hỏa Long chân nhân liếc mắt cái kia mập bà nương, Đạm Đạm phu nhân có chút không đầu không đuôi. Vu Huyền cười tiếng lòng an ủi, đây là kẻ nghèo hèn xem kẻ có tiền ánh mắt, Đạm Đạm phu nhân không cần để ý tới loại này ghen ghét. Đạm Đạm phu nhân được nhắc nhở, lập tức run giọng mở miệng nói, Lục Thủy Khanh nguyện ý xuất ra tất cả vốn liếng, giao cho Văn Miếu quản lý. Người không lớn hơn trời đi, gặp qua thần tiên liền ưa thích thăm núi, gặp qua quỷ sẽ sợ tối. Nàng là thực sợ thảm rồi Hỏa Long chân nhân một cái đường đường long hồ sơn họ khác đại thiên sư bắc câu lô châu trên núi trùng thổ phỉ bình thường tồn tại năm đó ở lục thủy khanh chặn cửa cửa cũng không dừng lại thời gian vài ngày hai cái dài đến vạn trượng bằng nhiên rồng lửa trong nước mạnh mẽ du duệ mỗi ngày vườn quanh lục thủy khanh xoay quanh cái này đều không coi vào đâu mấu chốt là hỏa long chân nhân nói cái gì cũng dám nói cái gì đe dọa đều có mặt đặt xuống tại ngoài cửa lớn mỗi ngày đều phải giúp lấy đạm đạm phu nhân tính toán thời gian bởi vì hỏa long chân nhân nói cái kia long hồ sơn triệu lão đệ là bần đạo bái làm huynh đệ chết sống, được chính mình phi kiếm truyền tin về sau, không nói hai lời, đã mang theo ấn đeo kiếm xuống núi, rất nhanh sẽ phải đến thăm lục Thủy Khanh. Đạm đạm phu nhân đương nhiên là sống một ngày bằng một năm, chỉ có thể kiên trì chết chống đến cùng. Đến nỗi trốn ở lục Thủy Khanh bên trong đám kia thủy duệ tinh quái, càng là mỗi ngày lạnh run, như cha mẹ chết, ngày qua ngày, luôn cảm thấy từng ngày mai, cũng có thể thấy thiên sư dung nhan. Sau đó bị cái kia tiên kiếm một kiếm bổ ra lục thủy khanh cấm chế, lấy thêm thiên sư ấn vỗ, hỏa long chân nhân cái kia hai cái rồng lửa lại một quấy, vậy chúng nó chẳng phải chết xong chưa? Đạm đạm phu nhân cái này cách nói, tốt xấu lưu lại chỗ trống, là quản lý, cũng không nói toàn bộ tặng không. Có thể văn miếu nếu một cái lòng dạ ác độc, đều đen đi. Cùng lắm thì nàng coi như là phá tài tiêu tai rồi. Không nói chuyện dưới chứng vị kia đóng giữ nghỉ long thạch bắt cá tiên, cùng với đám đó nam hải độc kỵ lang, chỉ nói lục thủy khanh những cái kia thủy tiên tinh quái, tính bằng đơn vị hàng nghìn lính tôm tướng cua ngoại trừ hỏa long chân nhân loại này hiếm có khách nhân lục thủy khanh ở đằng kia trong biển rộng thế nhưng là thật một phương bá chủ huống chi mỗi tòa thiên hạ vốn là đều là cổ di chỉ một trong thất lạc ở hạo nhiên trên biển thượng cổ chiến trường di vật thì có không ít lại có phần đông đúng thời cơ mà sinh rất nhiều tiên gia cơ duyên biển rộng rộng lớn lục thủy khanh dưới trứng lâu la lại nhiều hơn nghìn năm năm tháng dài rằng giặc vơ vét không ít bảo bối đều là phẩm chất không tầm thường thiên tài địa bảo bằng không thì bình thường vật cũng không vào được vị này đạm đạm phu nhân pháp nhãn chỉ nói đống kia tích thành núi sừng rồng châu chẳng phải tùy ý chúng nó tại bảo khố chính giữa dần dần châu vàng đã từng có đại tu sĩ chủ động tìm tới cửa hy vọng làm cái kia sừng rồng châu mua bán kết quả rõ ràng có thể một vốn bốn lời lục thủy khanh cửa chính cũng không đánh mở kiếm chút tiền lẻ này nàng xấu hổ được sợ sau đó văn miếu cấp ra một cái đóng giữ các nơi tu sĩ danh sách chịu trách nhiệm năm chỗ man hoang đặt chân mà giai đoạn trước an nguy, đợi đến lúc chiến tuyến chính thức chảy ra ra, sẽ không cần làm cái kia tùy tùng. Trên danh sách nhân vật, thuộc về nhất định trình diện đấy, ngoài ra những người khác chọn không ngừng tăng thêm, văn miếu còn có thể tiếp tục xét mà nói. Hạo nhiên thiên hạ đứng đầu chiến lực, cuối cùng một cái cũng sẽ không bỏ sót, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Quy khư thiên mục chỗ. Văn miếu hai vị phó giáo chủ, ba đại học cung tế rượu. Thần Hương, Vu Huyền, triệu thiên lại hỏa long chân nhân bạch thường kinh tích trịnh cư trung bùi bôi hoài ấm quách ngỗ đinh lưu thuế thông thiến nhật trụy tô tử liễu thất tống trường kính vi huỳnh kiếm khí trường thành tề đình tể lục chi a lương tả hữu đồng lão phu tử nói ra trước mắt cuối cùng chỉ có thể lý luận xuông, đến mấy trận chiến trường sa bàn suy diễn nguyên bảng ở bên trong một đám văn miếu việc quân cơ lang lựa chọn man hoang lập trường tại năm chỗ chiến trường cùng hạo nhiên triển khai chém giết trịnh cư trung liếc vài lần hai bên binh mã trên xa trường từng người đẩy mạnh không nói thêm gì tầng dưới chót nhất căn bản nhất thuật toán phương pháp mới là trọng yếu nhất thành bạch đế thành chủ không nói gì nhưng mà văn miếu bên này không có ý định buông tha vị này chấp cho thiên hạ trước kỳ thủ nhất là ba vị thuật gia lão tổ sư hiển nhiên đều cực kỳ chờ mong trịnh cư trung mở miệng chiến trường suy diễn, kỳ thật tựa như dựng kiến trúc, cái gọi là tổng lệ, mới là nơi mấu chốt. Chỉ có tầng dưới chất cơ cấu củng cố, mới có tư cách đến nói kiến trúc tầng trên giống thích hợp thêm giảm. Mộng và chốt kiểu dáng, xoáy làm chế độ, đường cong đường cong từ đâu mà đến, bên cạnh chân, bay lên nghiêng quy phạm, cây to làm cùng xoắn cắt quy luật. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, hai cái bất đồng tu hành con đường mà tiên tộc tu sĩ, trên chiến trường, như thế nào phán định nó tinh chuẩn chiến lực. Khẳng định không phải là hai cái cứng nhắc con số, là có chấn động phập phồng đấy, bằng không thì trận này suy diễn, chính là hài đồng trò đùa. Mà cái này phập phồng, dù là bị tính toán ở bên trong, có thể chỉ cần chưa đủ hoàn thiện, chỗ sơ xuất sai số không ngừng tích lũy, xa bàn suy. Diễn phía trên kết quả, một trận văn miếu tự diễu lý luận xuông, liền còn là một đống giấy vụn. Lục Chi hỏi, nghỉ mát hành cung bên kia, giống như thử qua, nhưng mà không thành. Tả hữu gật đầu nói, khó khăn quá lớn. Lúc ấy tinh thông thuật toán kiếm tu, nhân số thật sự quá ít. Hơn nữa ai cũng không dám đơn giản nếm thử việc này. A Lương cảm khái nói, nếu như ta tại nghỉ mát hành cung thì tốt rồi, khẳng định có thể giúp đỡ Trần Bình An một chút. Tề Đình Tể nghĩ tới một chuyện, tò mò hỏi, vị kia chém long người, xảy ra chuyện gì vậy? A Lương hất cằm lên, gật một cái vị kia một bộ áo trắng. Phong thái cùng mình chẳng phân biệt được sàn sàn nhau hoài tiên lão ca, ngươi hỏi hắn đi. Vị kia ba nghìn năm trước chém long người, xác thực cổ quái, không riêng gì làm việc không thể nói lý. Hơn nữa ra hỏa này hợp đạo cùng ngã cảnh, càng là biến hóa kỳ lạ khó dò. Giết rồng, liền A Lương đều không thể không nói một câu như chém dưa thái rau, thấy một cái chém chết một cái, gặp được một đống như cũ chém chết một đống. Về việc này, A Lương thậm chí đến rồi kiếm khí trường thành, không thể không hỏi thăm lão đại kiếm tiên, đến cùng có chuyện gì, không có đạo lý mạnh như vậy A. À. Kiếm thuật cao tới đâu, dù sao vẫn cao chẳng qua trần thanh đô kiếm đạo lại rộng lớn, A Lương thật đúng là không cảm thấy vị kia chém long người, liền so với chính mình mạnh mẽ. Thế nhưng là đổi thành A Lương đi đối mặt những cái kia cả đàn cả lũ giao long, cũng tuyệt không dám nói có thể giống như cái kia áo xanh khách, như vậy hạ bút thành văn, kiếm chém giao long như mưa rơi. Kết quả lão đại kiếm tiên lúc ấy trả lời một câu, cường thịnh trở lại cũng mạnh mẽ chẳng qua ta, ta đi phí cái này não làm cái gì, ngươi tự mình cân nhắc đi. Đem A Lương, cho tức giận đến thiếu chút nữa đêm hôm khuya khoát mang hai mặc tã đứa nhỏ, trộm đạo đi chỗ đó nhà tranh tưới nước. Hôm nay thì càng quái. Cái kia chém long người, năm đó vô cùng có khả năng là ngã cảnh đấy, cho nên mới mai danh ẩn tích ba 000 năm. Sau đó hôm nay lại hợp đạo phá cảnh, trở về 14 cảnh. Vì vậy A Lương liếm lắp mặt cùng cái kia trịnh cư trung tiếng lòng hỏi, hoài tiên lão ca. Tiểu đệ có một chuyện bị mơ hồ, mong rằng lão ca giúp đỡ giải thích nghi hoặc A, trịnh cư trung cười nói giúp không được gì. Trịnh cư chung cùng cái kia chém long người, thầy trò hai người, kỳ thật ở đằng kia bảo Bình Châu từng có một trận xa cách từ lâu gặp lại, lúc ấy trịnh cư chung vị này đệ tử, kỳ thật đã vững vàng còn hơn vị kia truyền đạo người. Ngay lúc đó mắt đuôi mù lão đạo sĩ cổ thịnh, cũng xác thực thẳng thắn thành khẩn việc này, tự nhận cảnh giới tu vi, cũng không bằng trịnh cư chung rồi. Đến nỗi hiện tại, khó mà nói. Năm đó bùi bôi từ đảo Huyền Sơn phản hồi trung thổ thần châu, vị này đại đoan vương triều nữ tử võ thần, đã từng hỏi quyền thành bạch đế. Hai vị đều là trung thổ một trong mười người. Nhưng mà bùi bôi cái kia một trận hỏi quyền, ngoại giới chỉ nghe nói, hai người không có phân ra chính thức thắng bại. Có thể trên thực tế, hai bên liền căn bản không có đánh nhau. Trịnh cư trung cùng bùi bôi nói câu, chờ ngơi hai cái chân đều vượt qua này đạo môn hạm, lại đến dốc sức hỏi quyền, bằng không thì chẳng phải đáng tiếc. Bùi bôi không cảm thấy trịnh cư trung là nói khoác mà không biết ngượng, phô trương thanh thế, vì vậy đáp ứng. Thành bạch đế bên này, sau đó liền giải tin tức, ngang tay mà thôi. Kỳ thật hai vị đỉnh núi nam nữ, chỉ là ở đằng kia áng mây gian, uống rượu mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trịnh cư chung cuối cùng còn phụng bồi tào từ chơi cờ. Tào từ kỳ thật chơi cờ thuật không tệ, chỉ có điều cái này trẻ tuổi vũ phu học rộng tài cao, đều bị hắn quá mức chói mắt võ học thiên phú cho che lấp. Trên thực tế, tào từ cầm kỳ thư họa, đều có chút không tầm thường. A à, lương cùng tề đình tể nghi hoặc, trịnh cư trung đại đệ tử phó cấm đã sớm có nhỏ bạch đế phó cấm thân là thuần túy kiếm tu thắng bại tâm rất nặng đối với vị kia sư tổ rất muốn hỏi kiếm một trận dù sao thành bạch đế tu sĩ chỉ cần có bản lĩnh khi sư diệt tổ cũng không có quan hệ trịnh cư trung đã từng mưu kế tỉ mỉ một trận làm phản trăm phương ngàn kế trọn vẹn sáu trăm năm hàn tiếu sắc những thứ này sư muội sư đệ hơn nữa phó cấm ở bên trong mấy vị đích truyền liên thủ khách khanh cung phụ mà ý đồ đem chọn tòa thành bạch đế cải thiên hoán nhật chính là cái kia chủ mưu chính là bị chính mình mơ mơ màng màng trịnh cư trung một hạt tâm thần biến thành người lại lôi kéo một lớn đám thành bạch đế thế lực đối địch hùng hồ đã tính trước cảm giác giết cái 14 cảnh cũng không có vấn đề gì từ đầu tới đuôi chỉ có liễu xích thành thắng ngốc kia không có dính vào trịnh cư trung đối với vị này thân là lưu ly các các chủ tiểu sư đệ đã thất vọng cảm thấy liễu xích thành chính là cái phế vật lại hoặc nhiều hoặc ít trong lòng còn có một phần đồng môn ôn nhu đến nỗi tham dự mưu phản mọi người, thành bạch đế. Tu sĩ, trịnh cư chung một cái cũng không có xong việc mới tính sổ, một ổ phế vật, lưu lại còn có thể làm cái trang trí. Đến nỗi những cái kia bị trịnh cư chung chính mình cấu kết mà đến thế lực đối địch, từng cái một kết cục, liền tương đối đáng thương. Sau đó trong vòng 300 năm, trịnh cư chung không có ra tay đánh giết bất kỳ người nào, chỉ là từng tòa trong tổ sư đường hồng không thôi, lục đục với nhau chết đi được đồng môn ở trong, tập sát thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mỗi có tu sĩ đắc thủ, còn có thể đắc trí. Trong đó hai tòa nguyên bản nội tình thâm hậu trung thổ tông môn, giết tới giết lui, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cuối cùng giết được liền cái kia tông chữ đầu danh hiệu, cũng không thể bảo trụ. Đáng sợ nhất địa phương, đã liền thân là trịnh cư trung khai sơn đại đệ tử phó cấm, thẳng đến hôm nay, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, còn đang hoài nghi một chuyện, chính mình rút cuộc là phó cấm, còn là sư phụ phân thân một trong. Phán thủy huyện thành, cố sán đang tại một mình học đánh cờ sư cô hàn tiếu sắc ngồi ở cửa ra vào bên kia đột nhiên gọi một tiếng sư huynh trịnh cư trung không để ý đến đi vào trong phòng ngồi ở bàn cờ đối diện hàn tiếu sắc đối với cái này cũng không sao cả cố sán chậm rãi thả ra trong tay sách dạy đánh cờ ngẩng đầu hỏi nghị sự kết thúc trịnh cư trung lắc đầu nói vẫn còn ở nghị sự phân tâm tới đây một tòa thành bạch đế có thể làm cho trịnh cư trung hơi chút nhiều phiếm vài câu đấy cũng chỉ có cái này mới thu không mấy năm quan môn đệ tử rồi." Cố San nói ra, "Sư tổ nếu như muốn bảo trì tại 14 cảnh, có phải hay không nhân gian nhất định ít nhất tồn tại một cái chân long? Đây thật ra là một cái nghịch biện, sư tổ thề muốn chém hết thiên hạ chân long, vì vậy bằng này chính nguyện to lớn, kiếm tâm hợp đạo tâm kiếm trở thành 14 cảnh tu sĩ, có thể đợi đến lúc hắn một khi chính thức giết hết chân long, sẽ phải ngã cảnh, một lần nữa biến thành một vị phi thăng cảnh kiếm tu." hơn nữa sẽ bị kiếm tâm cắn trả, nguyên khí tổn thương nặng nề. Trịnh cư trung gật gật đầu. Hàn tiếu sắc đột nhiên quay đầu, hiển nhiên nàng bị lấy cái cách nói cho kinh hãi đến rồi. Về chém long người cảnh giới, có nói là 14 cảnh đấy, cũng có nói là phi thăng cảnh đỉnh cao đấy, càng có người khẳng định, sở dĩ có thể chém long, là bởi vì hắn có được thái bạch, vạn pháp, đạo tạng bên ngoài thứ tư thanh tiên kiếm. Cố sáng nghi ngờ nói, sư tổ cũng là hạo nhiên bản thổ người, vì sao đưa thân 14 cảnh kiếm tu, không có rước lấy thiên ngoại thần linh thù hận. Là vì năm đó giao long chi thuộc phản bội, đầu phục chúng ta nhân tộc. Trịnh cư trung cười nói, không sai biệt lắm. Cố sán nói ra, thế nhưng là giao long chi thuộc cao hứng, là chiều hướng phát triển, muốn thiên hạ thủy vận lưu chuyển tự động, văn miếu còn là cần giao long đi quản lý đấy. Đến lúc đó sư tổ như thế nào tự xử? Trịnh cư trung hỏi ngược lại, ngươi một cái nho nhỏ ngọc phát cảnh, muốn lo lắng 14 cảnh kiếm tu đại đạo tồn vong, cố sán trắng ra không sai nói ta hy vọng cùng sư tổ học kiếm bởi vì kiếm thuật một đạo sư phụ phải không quá nguyện ý dốc túi tương thụ rồi trịnh cư trung gật đầu nói ta có thể giúp ngươi bắt cầu dắt mối ngươi sư tổ xem ta không vừa mắt nhiều năm có thể cho ta tìm một chút phiền toái hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện hàn tiếu sắc ai thán một tiếng trong phòng đôi này thầy trò hơn nữa cái kia sư tổ ba người đều cái gì não a à? nàng tiếp tục đối với kính từ chiếu bôi lên son phấn mím môi quay đầu hỏi, tiểu sán, màu gì đẹp chút? Cố sán quay đầu mắt nhìn, cười nói, màu đỏ nhạt rất tốt chút ít, điện thờ thừa cây thực dược hồng, thoáng tươi đẹp chút ít, không bằng dùng hoa mai am non hương. Hàn tiếu sắc tự nhiên cười nói, trà lau khóe môi sạch sẽ, quả thật thay đổi cố sán theo như lời cái chủng loại kia cửa mỡ điểm môi. Uyên ương trừ bên kia, câu cả khách nhiều như mây. Trần Bình An kỳ thật tại tham dự bờ sông nghị sự thời điểm, liền đồng thời lại có cái Trần Bình An, bị lễ thánh đưa đến uyên ương trừ phụ cận hẳn là phòng ngừa tham dự văn miếu bên trong nghị sự người có ý chí có chỗ phỏng đoán bằng không thì lấy hắn ẩn quan thân phận như thế nào đều nên xuất hiện tại văn miếu bên trong đấy nghị sự thả câu dù sao hay không chậm trễ đều không cần như thế nào mở miệng mừng rỡ thanh nhàn trần bình an liền dứt khoát chọn lấy cái yên lặng địa phương ngồi ở đây bên cạnh câu cá đánh hai cái ổ chuẩn bị đổi lấy câu câu cá loại chuyện này trần bình an còn là rất quen thuộc chỉ xích vật bên trong chuyên môn chuẩn bị lấy cần câu mồi câu chỉ là bởi vì lúc trước trương điều hà những cái kia võ học tông sư tụ tập ở đây giống như đã thành một chỗ thắng địa rất nhanh trần bình an bên người là hơn ra hai tốp câu khách cả trai lẫn gái đều rất trẻ tuổi hiển nhiên hứng thú không ở câu cá đáng tiếc trần bình an lúc trước đánh chính là cái kiểu mấy cái này trên núi thần tiên liền cái kia lấy ra cần tản ra mồi cũng đều không hiểu đấy một lần quăng cần sau đó liền kiên cố rồi Người ngốc chờ con cá mắc câu. Hóa ra là ngu ngơ chờ ngốc cá đâu. Đà nhan phu nhân cùng một vị bách hoa phúc địa thiếu nữ hoa thần, trùng hợp giải sầu đi ngang qua nơi đây, xa xa gặp được cái kia một bộ áo xanh về sau, sợ tới mức chạy chối chết. Trần Bình An đột nhiên đứng lên, hướng xa xa dùng sức vẫy tay. Trên đường, có một trẻ tuổi nữ tử, mặc áo đỏ, dẫn ngựa chạy chậm chậm. Nàng tranh thủ thời gian giấu kỹ bầu rượu, buông ra dây cương mặc kệ, một đường chạy vội tới đây, một cái nhảy về phía trước rơi xuống đất đứng lại, la lớn tiểu sư thúc hai bên gặp lại tại giữa non xanh nước biếc sẽ không là thiếu niên cùng cô gái nhỏ nghe lý bảo bình lớn tiếng chào hỏi trần bình an cười gật đầu trêu ghẹo nói đều uống rượu không cần che đậy tiểu sư thúc cũng là bợm nhậu lý bảo bình dáng tươi cười sáng lạn nói gái lỡ thì đi trần bình an tức cười dựa theo bình thường cách nói lý bảo bình sẽ phải nói một câu là người lớn rồi có thể uống rượu cho đến giờ phút này trần bình an mới nhớ lại lý bảo bình Lý Hoè bọn hắn số tuổi không nhỏ. Thế nhưng là không có biện pháp, trong nội tâm lúc nào cũng ưa thích đem bọn họ coi như đứa nhỏ. Kỳ thật dựa theo quê hương bên kia tập tục, năm đó đi xa mọi người, kỳ thật sớm nên người người kết hôn, nói không chừng từng người đứa nhỏ, đều đến rồi thợ làm gốm học đồ số tuổi. Hôm nay Lý Bảo Bình, chỉ cần hơi hơi nâng lên tầm mắt, có thể trông thấy tiểu sư thúc rồi, nàng mở chừng hai mắt, nói ra, khá tốt, tiểu sư thúc cùng ta trong tưởng tượng bộ dạng giống như đúc, vì vậy vừa rồi coi như là tiểu sư thúc không chào hỏi, ta cũng sẽ liếc nhận ra tiểu sư thúc. Trần Bình An thò tay vỗ vỗ Lý Bảo Bình đầu, cười nói, tại tiểu sư thúc trong mắt, ngoại trừ cái đầu cao chút ít, giống như không có gì khác nhau. Còn giống như là cái kia hự hự tại quê hương đường phố, đầu vai khiêng cành cây hòe chạy vội áo đỏ tiểu cô nương. Như vậy tưởng tượng, Trần Bình An sẽ không có như vậy thương cảm rồi, vì vậy lặng lẽ buông tha cho xuất ra hồ lô dưỡng kiếm uống rượu ý niệm trong đầu. Tại chính mình 14 tuổi năm đó, lúc ấy còn chỉ có tiểu bò bình theo bên người đi xa thời điểm ngẫu nhiên trần bình an đều cảm thấy nghi hoặc tiểu cô nương đi rồi xa như vậy đường thật sự sẽ không mệt không tốt xấu phàn nàn vài tiếng nhưng mà chưa từng có trần bình an nhịn không được ý cười đầy mặt như thế nào thu liễm cũng còn là sẽ cười từ chỉ xích vật chính giữa tay lấy ra nhỏ ghế trúc đưa cho lý bảo bình về sau hai người cùng một chỗ ngồi ở mép nước trần bình an một lần nữa đề cần treo mồi sau lại lần thành thạo quăng cần quay đầu nói ra cần câu còn có Lý Bảo Bình ngồi ở một bên, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nâng lên hai cái chân, giày gõ giày, nhìn xem tiểu sư thúc câu cá thì tốt rồi. Ăn uống miễn phí, người lười có lời phúc. Trần Bình An bên kia trúc xanh ghế dựa chân chỗ, có dây thừng tuyến buộc lên một cái vào nước sọt cá, còn dùng một khối tảng đá lớn quân cờ đè nặng dây thừng. Lý Bảo Bình đứng dậy ngồi sổm mép nước, đem đan bằng trúc sọt cá túm ra mặt nước, phát hiện bên trong cá lấy được không ít, đều là uyên ương chỉ chỉ có màu vàng cá chép chỉ là những thứ này kim cá chép kỳ thật cùng thủy tiên linh vật không dính dáng, chỉ là nhìn động lòng người, thả hành tây khương tỏi, vô luận hấp kho tàu, khẳng định điều tốt ăn, tiểu sư thúc tay nghề rất tốt đấy. Lý Bảo Bình cua cua trong tay sọt cá, vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, cá nướng gia vị, đều có mang đi. Trần Bình An gật đầu cười nói, đương nhiên, nồi niêu song chậu, rượu gia vị tương ớt dầu muối giấm chua, đường trắng vỏ quế khương hành tây tỏi, đồng dạng không kém. Luận nấu cơm nấu đồ ăn tay nghề, tiểu sư thúc đời này chỉ thua quá một lần, nhất định lấy lại danh dự. Lý Bảo Bình nhếch miệng cười cười, hiểu rồi, là năm đó, tại Hoàng Đình Quốc bên kia, bọn hắn bị một vị thoái ẩn núi rừng thị lang lão ra mời đi quý phủ ăn cơm. Trên bàn cơm từng cái một ăn như hổ đói, thực tế Lý Hoài nhất không có lương tâm, ghét bỏ tiểu sư thúc đồ ăn nhạt nhẽo ấy nhỉ, còn có thể nhiệt tình oán trách tiểu sư thúc câu không đến cá lớn, lòng bài tay lớn nhỏ đấy, vậy cũng gọi là cá, nhìn một cái trên bàn viên này đầu cá, đều so với người cả con cá lớn hơn, lại nhìn một cái, cái này mâm lớn, cái này nước canh. Tiểu sư thúc lần kia lần đầu tiên có chút sinh hờn rỗi. Nhớ tới cái này cái cọc chuyện cũ năm xưa, Lý Bảo Bình đột nhiên cảm thấy Lý Huệ ra hỏa này, khi còn bé như thế nào như vậy cần ăn đòn. Lần này vừa vặn cùng hắn xong việc mới tính sổ. Lý Bảo Bình đem sọt cá một lần nữa để vào trong nước, nhẹ giọng hỏi, ca của ta hôm nay cũng ở đây bên cạnh du lịch, tiểu sư thúc thấy chưa? Trần Bình an tiếng lòng nói, không có đâu rồi, Ta đến nơi này bên cạnh không có vài ngày, một mực ở tại công đức rừng, cùng tiên sinh sư huynh ở tại cùng một chỗ, sau đó đi một chuyến, phán thủy huyện thành vấn tân độ, vừa gặp được A Lương cùng Lý Hoè, sau đó một cái không có để ý, liền bị sách đi tham gia nghị sự rồi. Nghị sự trong lúc, vụng trộm hỏi qua Mao sư huynh, nghe nói ngươi đang ở đây ngo đầu sơn bên kia, ta vừa tới bên này câu cá không bao lâu, nguyên bản ý định lại câu vài canh giờ, liền đi tìm ngươi. Trần Bình An bất chi bất giác đấy, sẽ đem sự tình nói được rất nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể là tại Lý Bảo Bình bên này, hắn cái này tiểu sư thúc, thói quen như thế. Kỳ thật Trần Bình An ý định mượn tham gia nghị sự cái này cơ hội khó được, muốn đi làm không ít chuyện. Ví dụ như hội kiến bát địa phong hỏa long chân nhân, cảm tạ chỉ huyền phong viên linh điện lần trước xem lễ tặng cho. Đồng dạng còn cần chủ động tới cửa làm khách tự mình tìm được vị kia Úc thị gia chủ, giống nhau là nói lời cảm tạ. Úc phán thủy đã từng đưa cho Bùi Tiễn một thanh đồ che trúc dao dọc giấy, là kiện giá trị liên thành chỉ xích vật. Trừ lần đó ra, Úc phán thủy vị này huyền mật vương triều thái thượng hoàng, tại Bảo Bình Châu cùng Đồng Diệp Châu, đều có hoặc sâu hoặc cạn tiền tài dấu vết. Nghe thôi Đông Sơn nói vị này Úc mỹ nhân cùng ngay ngay châu cái kia chậu châu báu, đều là trọng nghĩa khinh tài lão bằng hữu. Đã như vậy, rất nhiều chuyện, liền cũng có thể nói chuyện, sớm mở rộng nói, giới hạn rõ ràng, so với nước đến chân nước tới chân mới nhảy, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Diêu lão đầu đã từng nói, có việc lại thắp hương, không bằng mùng một mười lăm nhiều chạy vài chuyến, bình thường đi xa đường, dễ dàng qua năm mới. Nghe nói Quế Phu Nhân hôm nay cũng ở bên cạnh, Trần Bình An ý định hỏi một ít xa nguyệt sự tình, giúp đỡ Lưu Tiện Dương đem việc nào đó cho quyết định, nói không chừng rất nhanh có thể uống rượu mừng giúp đỡ xử lý tiệc cưới một chuyện, liền ai cũng chớ cùng hắn Trần Bình An cãi. Nghe góc chân tường loại này quê hương tập tục, không thể ném, phải có. Hắn còn muốn cùng đại đoan vương triều một vị võ học đại tông sư, dùng đối phương am hiểu phương thức, nói đồng dạng một cái đạo lý. Nhưng mà những thứ này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cùng tiểu bào bình so sánh với, cũng có thể dựa vào sau. Trần Bình An một cái bỗng nhiên đề cần, thân thể nghiêng về phía trước, bắt đầu dò xét cánh tay, cây gậy trúc dây câu cùng nhau lượn quanh ra đường cong, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lưu cá nhỏ trên ghế trúc thân hình lệch ra đến đổ đi trên núi thần tiên gặp nước câu cá hãy cùng luyện khí sĩ đưa rượu lên bàn uống rượu là giống nhau đạo lý nếu như vận thuật pháp chuyển thần thông thật là phá hư phong cảnh hoạt động dùng cái kia trên đời nổi danh nhất ngư ông chỉ cảnh vũ phu trương điều hà mà nói nói chính là nếu như bản lĩnh lớn như vậy dứt khoát lấy trên núi thuật pháp vận chuyển sông lớn là được cả sông lớn đều là ngươi đấy mấy trăm mấy nghìn cân cá tính là cái gì chẳng lẽ muốn đựng đầy chỉ xích vật, bán đi kiếm tiền sao? Là trong nhà khui rượu lầu đấy, còn là mờ ngư thị hay sao? Lý Bảo Bình đem một trận kéo coi nhìn đến nhìn không chuyển mắt, thuận miệng nói ra, cùng Mao Tiên Sinh từ kiếm khí trường thành một đường chạy đến bên này, lúc trước ta một mực đi theo Úc tỷ tỷ bên người, chẳng qua nàng sự tình càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều muốn vội vàng đón người ở vật, ta liền cáo từ rời đi. Trần Bình An gật gật đầu, đột nhiên cười hỏi, thiệu nguyên vương triều vị kia tương kỳ thánh chơi cờ thuật như thế nào, có thể hay không thắng thành bạch đế thành chủ. Cái này tương long tương, Trần Bình An nghe đại danh đã lâu, năm đó ở nghỉ mát hành cung, sẽ không hỏi ít hơn lâm quân bích về người này truyền kỳ sự tích. Trần Bình An biết rõ đối phương tại lúc thiếu niên, liền được công nhận thần đồng, hơn nữa sớm đã kỳ danh hiển lộ rõ ràng, đi kinh thành, một năm xuống thắng một vị kỳ đãi chiếu, bảy năm sau đó, đã bị vinh dự thiệu nguyên thứ hai, gần với quốc sư triều Pháp. Về sau thiệu nguyên vương triều phiên thuộc nước, xuất hiện một cái tên là Chu Đông Cương thiếu niên, dựa theo tuổi, cùng Tương Long tương kém hai cái bối phận, Chu Đông Cương tâm cao khí ngạo, không đến tuổi sắp thành niên, liền tự nhận đạt đến nhị thủ độ cao, cũng chính là Tương Long tương nhiều nhất nhường hắn hai quân cờ, hai bên sẽ thắng bại khó liệu, Tương Long tương rồi lại kiên trì cái này vãn bối chơi cờ lực lượng, tạm thời vẫn là cái kia tam thủ, hai bên cuối cùng ước chiến tại khoái tai đình, mới có cái kia bộ khoái tai đình sách dạy đánh cờ, mặc dù là nhường quân cờ, hai bên đánh cờ lo lắng hết lòng thần hồ kỳ kỹ người đương thời xưng là tương long chu hổ vị này danh chấn nửa châu tương kỳ thánh đại khái đến nay còn không rõ ràng kiếm khí trường thành trẻ tuổi ẩn quan đối với hắn kỳ thật ngưỡng mộ đã lâu lý bảo bình cười ha hả nói dù sao lôi kéo lâm quân bích cùng một chỗ thủ đánh chính là không cùng lâm quân bích đánh cờ về sau đợi đến lúc phó cấm thật sự lên núi rồi liền mau để cho hiền cho ốc thanh khanh ngồi xuống chính hắn không thấy bóng người cũng không có một bên xem cuộc chiến về sau phó cấm vừa đi hắn liền hiện thân giúp đỡ úc thanh khanh phân tích nơi đây hay a à tiên a à chỗ đó vô lý không ổn a à. xem ra nghe khẩu khí đừng nói là nhỏ bạch đế chính là trịnh thành chủ tự mình lên núi cũng có thể đánh cho ngang tay trần bình an cười tủm tỉm nói bằng không thì ngươi cho rằng a à, chúng ta vị này tương kỳ thánh tại hắn quê hương thiệu nguyên kinh thành một năm thắng qua một vị kỳ đãi chiếu trọn vẹn bảy năm không một thua trận kỳ thật đều là chơi cờ lực lượng hiển lộ cái này được tinh chuẩn khám nghiệm chơi cờ lực lượng tỉ mỉ chọn lựa đối thủ còn cần đầy đủ ra mặt bàn cờ bên ngoài càng là danh thủ quốc gia giữa danh thủ quốc gia lại tranh thủ thời gian tìm rượu uống đem mình thu thập được tóc tai bù xù mượn rượu mời trước mắt bao người từ chối nhã nhặn hoàng đế ban cho kỳ đãi chiếu thân phận rất cuồng sĩ nha hạng gì phóng khoáng khí khái lẫm lẫm ta nếu thiệu nguyên vương triều hoàng đế bệ hạ liên trực tiếp đưa hắn một khối chữ vàng tấm biển thiết kiên đam đạo nghĩa lý bảo bình gật đầu nói ta đây lại cho một bộ câu đối trên bàn cờ long tương hổ bộ quan trường giữa nước chảy mây trôi lại thêm cái hoành phi vô địch thiên hạ thượng trung hạ đều gộp đủ trần bình an buồn cười nói ra nếu như tiểu sư thúc không có đoán sai tương kỳ thánh cùng úc thanh khanh phân tích thời điểm bên người nhất định có mấy người chịu trách nhiệm vội vàng hấp tấp đi lý bảo bình cười ha ha nói cũng không phải là nửa điểm không khiến người ngoài ý. Một bên nói chuyện phiếm, một bên lưu cá, cuối cùng Trần Bình An thành công thu cần, đem một đuôi hơn 20 cân nặng cá chấm đen kéo dài tới bên cạnh bờ, sọt cá hơi nhỏ. Nếu như hôm nay cá lấy được đầy đủ, Trần Bình An sẽ không nghĩ đến, huống chi cá chấm đen thịt chất bình thường, thực không tính là ngon, chẳng qua thịt dày đâm ít, thích hợp hơn cá sông khói ướp gia vị. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh bờ, thành thạo tháo xuống lưỡi câu, nhẹ nhàng đỡ lấy cá chấm đen lưng, chờ một chốc một lát lại buông tay, gặp phải ánh sáng lại sặc nước lớn cá chấm đen, mới bỗng nhiên một cái vẫy đuôi, tóe lên một hồi bọt nước, nhanh chóng đi hướng nước sâu. Trần Bình An ngẩng đầu, cùng Lý Bảo Bình cười cười, tựa hồ muốn nói, nhìn thấy chưa, cái này là Lý Hoài Tâm tâm nhiệm niệm cá lớn rồi. Lý Bảo Bình nâng lên hai tay, phân biệt giơ ngón tay cái lên. Trần Bình An ngồi trở lại ghế trúc, cười nói, không bằng chúng ta đi chuyến ngao đầu sơn. Lý Bảo Bình ánh mắt sáng lên, chùm bao tải đánh hôn mê. Trần Bình an oán giận nói, người đọc sách làm sao có thể làm loại chuyện này. Là đường núi dạ hành không dễ, có người va va chạm chạm, chúng ta nâng không được, hảo tâm làm chuyện xấu. Lý Bảo Bình nghiêm mặt nói, đúng vậy đúng vậy. Sau đó nàng nắm tay và lòng bàn tay vỗ vào nhau, nói ra, vậy ta phải đổi thân siêm y, làm tốt sự tình không để lại tên. Kỳ thật năm đó gặp được đại ca Lý Hy Thánh, cũng đã nói nàng đã không cần chú ý mặc đồ đỏ váy ra quy rồi chỉ có điều Lý Bảo Bình về sau cũng một mực không muốn lấy đổi, có chút thói quen, sửa lại sẽ một mực không thói quen. Lý Châu Động Thiên sinh trưởng ở địa phương đứa nhỏ, nguyên bản đối với rời quê một chuyện, không nhất cảm xúc, dù sao cả đời cũng sẽ ở như vậy cái địa phương đảo quanh, đều chưa nói tới có nhận hay không mệnh, đời đời đều là như thế, sinh ra ở bên kia, giống như đi hết cả đời, đi rồi, đi được cũng không xa, từng nhà thanh minh viếng mồ mả, thịt mỡ một khối. Bánh mật đậu hũ đều một mảnh, đều đặt ở một cái xứ trắng trong mâm lão nhân thanh trắng đưa nhỏ nhiều nhất một canh giờ sơn thủy đường nhỏ là có thể đem từng tòa mộ phần đi hết nếu có trong núi con đường gặp gỡ các trưởng bối qua lại mỉm cười nói vài câu bọn nhỏ còn có thể vui cười đùa giỡn một phen đến rồi mỗi chỗ mộ phần trưởng bối cùng hai tử nhà mình nhắc tới một câu trong mộ đầu nằm cái gì bối phận đấy một ít kiên nhẫn không tốt đại nhân dứt khoát nói cũng không nói rồi buông chén đĩa cầm cục đá chúi xuống hồng giấy kính song hương tùy tiện nhắc tới vài câu rất nhiều người nhà nghèo thanh trắng nam tử đều lười được cùng tổ tông đám cầu cái phù hộ phát tài cái gì dù sao mỗi năm cầu mỗi năm nghèo cầu vô dụng cầm lấy chén đĩa thúc giục đứa nhỏ tranh thủ thời gian dập xong đầu liền mang theo đứa nhỏ đi tới một chỗ nếu là gặp thanh minh thời gian chính trực trời mưa đường núi lầy lội đường khó đi không nói không thể nói trước còn muốn ngăn đón đứa nhỏ tại mộ phần bên kia quỳ xuống dập đầu ô ấy quần áo quần trong nhà bà nương tẩy trừ đứng lên cũng là phiền toái đã từng bọn nhỏ trong suy nghĩ xa nhất ly biệt là a gia a cha đi ngoài trấn nhỏ bên cạnh long diêu đốt gốm xứ hoặc là đi trên núi đốn củi đốt than không thường gặp mặt gần một chút là a mẹ đi phố phúc lộc hẻm đào diệp gia đình giàu có làm đầu bếp nữ thợ may vá theo thùa lại gần một ít là mỗi trời trường tư tan học cùng đồng môn ai về nhà nấy là khói bếp cùng ban ngày tạm biệt là buổi tối trong nhà ngọn đèn tối sầm cùng một ngày cáo biệt sinh lão bệnh tử đều tại quê hương đã tham gia từng chàng việc hiếu hỉ khóc khóc cười cười, đợi đến lúc tham gia xong cuối cùng một trận, một người nhân sinh coi như là lạc định nghỉ ngơi rồi. Thẳng đến động thiên rơi xuống đất, lạc địa sinh căn trở thành một chỗ phúc địa, cửa chính một mở, từ nay về sau ly tán liền bắt đầu hơn nhiều. Chấn nhỏ lão nhân khá tốt, nhiều nhất là chịu không được trong nhà vãn bối cổ động khuyến khích, bán đi tổ trạch, được tuyệt bút bạc, dọn đi châu thành bên kia an cư. Đã có tiền vốn nam tử trẻ tuổi, ở trên có phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh tốt thời điểm, hoặc là bắt đầu buôn bán đi xa nhà, trên bàn rượu, hoặc là không đến nhà, gọi huynh đệ bạn hữu uống hoa tử, thành đàn kết bạn trên chiếu bạc, vốn cũng không biết rõ như thế nào kiếm tiền, dù sao núi vàng núi bạc, đều là bầu trời đến rơi xuống đấy, nhưng mà tiêu tiền, ở đâu cần người khác dạy, người người đều có bản lĩnh. Ước chừng 20 năm, một thế hệ, đáng lẽ cho rằng mấy cuộc đời đều tiền tiêu không hết, giống như trong vòng một đêm, liền cho giày xéo không còn. Nguyên bản nhiều thế hệ tương truyền đốt hầm lò công phu, cũng đã sớm hoang phế, rơi xuống giống như đầu đuôi gốc ngọn trả lại cho năm đó long diêu sư phụ già trước kia tất cả mọi người nghèo qua đã quen đau khổ thời gian không cảm thấy có cái gì bị tội đấy dù sao nhà hàng xóm chắc chắn sẽ có càng nghèo người ruộng gặp được mùa màng không tốt hoặc là long diêu nung tạo ra chỗ sơ xuất hoặc là hầm lò cửa thứ phẩm càng nhiều khẳng định có người muốn nghèo được đói cần cùng thân thích hàng xóm mượn gạo sống qua có thể đợi đến lúc hưởng đã qua phúc lại rõ ràng hiểu rồi nơi phồn hoa tốt ngược lại làm cho người ta càng khó chịu nhiều khi một cái lòng diêu đốt đi ra đổ sứ tốt xấu chỉ cần hộp bát tiến vào hầm lò lô thật sự được mặc cho số phận kinh nghiệm lại lão đạo sư phụ già không một chút phân tâm nhìn chằm chằm vào hầm lò khó chịu đợi đồng dạng không dám cam đoan tài năng ưu khuyết cùng cuối cùng thành dụng cụ số lượng cho nên mới phải có câu kia châm ngôn trời quản mà quản người mặc kệ giống như quê hương này tòa gốm xứ núi chính là rất nhiều người nhân sinh trần bình an vô thức muốn đi cầm bầu rượu mới phát hiện bên hông cũng không treo hồ lô dưỡng kiếm Lý Bảo Bình tò mò hỏi, tiểu sư thúc lúc này như thế nào không có đeo kiếm, lúc trước ngửa đầu nhìn thấy tiểu sư thúc đi công đức rừng bên kia, giống như cõng thanh kiếm, mặc dù có thủ thuật che mắt, nhìn không chân thực, nhưng mà ta liếc liền nhận ra là nhỏ sư thúc rồi. Du lịch kiếm khí trường thành, nghe Mao tiên sinh bí mật đã từng nói qua, lấy trước kia vị đắc ý nhất một thanh tiên kiếm thái bạch, tại phù diêu châu kiếm chia làm bốn, trong đó một đoạn liền đi kiếm khí trường thành, Mao tiên sinh thật không dám xác định, Lý Hoài nói hắn dùng bờ mông nghĩ đều biết chắc là đi tìm tiểu sư thúc rồi trần bình an ừ một tiếng nói là bị tiểu sư thúc lấy được cái kia đoạn thái bạch mũi kiếm lại luyện hóa vì một thanh trường kiếm chính là lúc trước cõng cái thanh kia chỉ có điều tiểu sư thúc lúc này kỳ thật chân thân không ở nơi đây vẫn còn ở tham gia mặt khác một trận tương đối trọng yếu nghị sự sẽ không có đeo kiếm bên người đến nỗi tiểu sư thúc hiện tại là chuyện gì xảy ra mơ hồ đâu không phải là phi thăng cảnh tu sĩ mơ tưởng tùy ý nhìn trộm trần bình an tiếng lòng Trần Bình An cười nói, nếu như đổi thành ta là Mao Sư Huynh, liền lấy mấy cái trên sách nan để kiểm tra Lý Hòe, đợi đến lúc ra hỏa này đáp không được, lại đến một câu, dùng não nghĩ sự tình còn không bằng bờ mông A. À. Lý Bảo Bình dùng sức gật đầu nói, Mao Tiên sinh chính là như vậy làm đấy. Lý Hòe dù sao từ nhỏ liền ra dày, không để ý đấy. Sau đó Lý Bảo Bình nói ra, tiểu sư thúc không có đeo kiếm cũng tốt, bằng không thì ngồi vướng bận, vậy thì phải hái xuống, ngang kiếm tại đầu gối, thế nhưng là bởi như vậy câu cá thì phiền toái cũng không thể từng giây từng phút cầm ở trong tay nhưng làm kiếm đặt ở bên chân đi lại càng không như lời trần bình an cười cười còn là cái kia quen thuộc tiểu bảo bình nàng lúc nào cũng có rất nhiều ý nghĩ cổ quái vấn đề kỳ quái rất nhiều người ngoài cực kỳ quan tâm sự tình nàng cũng chỉ là một cái a thế nhưng là rất nhiều người căn bản không thèm để ý sự tình nàng đã có rất nhiều cái a năm đó đi xa trên đường tiểu bảo bình đã từng hỏi hắn bầu trời chỉ có một thực ánh trăng như vậy nhân gian tổng cộng có bao nhiêu cái giả ánh trăng, trong sông, trong giếng, trong chung nước, đều được tính cả. Trần Bình An đành phải nói không biết. Tiểu bò Bình liền đuổi theo hỏi Tiểu Sư Thúc lúc nào mới biết được đáp án. Đáp án đương, nhiên vẫn là không biết. Có lần Trần Bình An ngồi ở bên cạnh đống lửa gác đêm, sau đó Tiểu bò Bình liền chỉ vào cách đó không xa nước sông, nói một cái có thể dài chừng lớn lên trong nước sông bên cạnh. Thượng Trung Hạ Du phân biệt đứng đấy cá nhân, ba người bọn hắn tổng cộng có thể từ trong nước nhìn thấy mấy tháng sáng, tiểu sư thúc cái này luôn phải biết đi. Trần Bình An lúc ấy ngay cả nghĩ đã hơn nửa ngày, cũng không thể cho ra đáp án. Áo đỏ tiểu cô nương ngồi ở một bên, lưng tựa dương trúc nhỏ, khoanh tay trước ngực, lắc đầu thở dài. Tiểu sư thúc đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, có thể hắn là chính mình chọn lựa ngàn vạn lần đi ra tiểu sư thúc, thì có biện pháp gì đâu. Trần Bình An kỳ thật một mực có lưu tâm hai bên động tĩnh, Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người có thể phân biệt theo tộc quần. Một đám câu khách là dưới núi hào phiệt đệ tử, mặt khác một đám là trên núi tu đạo phổ điệp tiên sư. Hai nhóm người, bằng hữu giữa lẫn nhau chuyện phiếm trao đổi, cũng không có gì cố kỵ, làm cho nói sự tình, không vượt cơ mật, vì vậy đều không có giống như Trần Bình An, cùng Lý Bảo Bình như vậy thủy chung tiếng lòng ngôn ngữ. Có thể bị gia tộc trưởng bối, trên núi tổ sư mang đến nơi đây, thân phận khẳng định cũng sẽ không đơn giản, đều là hoa tộc nhà cao cửa rộng kiệt xuất đệ tử hoặc là đại tông môn tổ sư đích truyền hôm nay tại đây trên đường gặp được dưới năm cảnh tu sĩ so với gặp được thượng ngũ cảnh thần tiên cần phải khó hơn nhiều lúc trước lý bảo bình không có xuất hiện thời điểm hai bên rõ ràng đối với trần bình an cũng không có cái gì hứng thú hơn phân nửa là đem cái này lầm không có tư cách tham gia nghị sự câu khách đã coi như là một vị không tính đặc biệt hàng đầu thế gia tử hoặc là cái nào đó rời khỏi tổ sư bên người tông môn tử đệ rồi thông qua những cái kia không sợ người bên cạnh nghe lén chuyện phiếm, Trần Bình An đại khái xác định hai bên thân phận. Bên tay trái, ngai ngai châu Mật Vân Tạ Thị, Lưu Hà Châu Du Châu Khâu Thị, Thiệu Nguyên Vương Triều Tiên Hà Chu Thị. Chủ yếu là đến từ cái này ba cái gia tộc, đều là màu mỡ thế hệ tức vị nghìn năm hào phiệt. Ví dụ như cái kia Tạ Thị, ngoại trừ nhiều thế hệ Trâm anh, kỳ thật cũng rất có tiền, chỉ là bởi vì có một phú giáp thiên hạ Lưu Thị, mới lộ ra chẳng phải nhìn chăm chú. Nhớ kỹ tống vũ thiêu lão tiền bối đã từng nói qua, hắn đời này tiếc nuối một trong, chính là không có đi qua Lưu Hà Châu Du Châu, bởi vì nghe nói bên kia nổi lẩu, đệ nhất thiên hạ. Chẳng qua tống lão tiền bối rồi lại nói, không có đi qua cũng tốt, thực đi qua Du Châu, vạn nhất trở về quê hương, ăn nữa bất luận cái gì nổi lẩu cũng không có cái tư vị, chẳng phải là phiền lòng. Vậy dứt khoát không đi Du Châu rồi, lưu lại cái niệm tưởng. Vì vậy Trần Bình An đối với Du Châu cái chỗ này, ấn tượng thực tế khắc sâu. Những thứ này xuất thân danh môn nam nữ trẻ tuổi, xếp đặt dài mảnh nhỏ trước kỳ trà, đổ đầy linh khí giặt rào tiên ra trái cây. Trên mặt đất cửa hàng chiếu, có thị nữ giúp đỡ thế lô pha trà, còn có quý công tử nghiêng nằm nâng chén, uống rượu ngâm tụng thơ đấy. Dù sao sự tình gì đều làm, chính là không muốn lấy hảo hảo câu cá. Bên tay phải, có cái kia mi sơn kiếm tông nữ tử kiếm tu, xem ra nàng sẽ không vượt qua trăm tuổi, là vị khí tượng không tầm thường kim đan kiếm tu. Nghe nói sơn môn có cái kia dâu rồng mây dị tượng, rủ xuống như thác nước giống như dâu rồng, còn có một tòa đồ bích ngọn núi, đứng sừng sững tại bên cạnh hồ, núi sắc phản chiếu trong nước, đúng là chân tướng tại nước, hư ảo tại bờ thần tiên đạo tràng, mười phần kỳ dị. Lên núi như vào nước, tu sĩ trong mắt chứng kiến, cũng trong hồ cảnh tượng. Trần Bình An nhìn nhiều nàng vài lần. Chủ yếu là vị nữ tử này kiếm tu bên hông, treo một khối khéo léo đẹp đẽ nghiên mực nhỏ, hành thư nghiên mực minh, khắc dấu một quyển sách được ưa chuộng thuật kiếm thơ. Bởi vì nghiên mực nhỏ, Trần Bình An cũng nhớ tới đệ tử của mình Quách Trúc tử. Quách Trúc Tử hình như là một người duy nhất có thể làm cho Bùi Tiễn kinh ngạc bạn cùng lứa tuổi, có bao nhiêu ít thấy, đến hỏi hỏi Phiên Nhiên Phong Bạch thủ sẽ biết. Còn có đến từ Mai Hoa Am tiên tử, đầu vai nằm sấp lấy một cái thổ bảo con trồn nhỏ. Loại tiểu tử này, chẳng những là thiên nhiên bình đựng tiền, hơn nữa ăn tiền, thật có thể sinh tiền, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mai Hoa Am có cái kia vạn mẫu hoa mai làm tuyết bay thắng cảnh. Mai Hoa Am son phấn bột nước, dễ bán hạo nhiên các châu, trên núi dưới núi đều rất được hoan nghênh một vị xuất thân kim giáp châu phương bắc đại tông môn hà hoa thành công tử ca sư môn chỗ thành trì kiến tạo tại một chi cực lớn lá sen phía trên hoa sen 300 năm một mở mỗi lần hoa nở trăm năm mỗi khi hoa sen nở rộ chính là một tòa không sợ kiếm tiên phi kiếm thiên nhiên bảo vệ thành đại trận truyền thuyết cái này gốc hoa sen là đạo tổ này tòa liên hoa tiểu động thiên tri vật đến nỗi như thế nào gián tiếp truyền lưu đến rồi hà hoa thành nhiều cách nói một cái trong đó huyền diệu nhất lời nói là đạo tổ tháo xuống hoa sen, chẳng biết tại sao, vứt xuống Hạo Nhiên thiên hạ. Một cái khác tương đối tương đối có thể tin lời nói, là đại huyền đô quan tôn lão quan chủ, đang mượn kiếm cho vị kia nhân gian đắc ý nhất sau đó, hai bên uống rượu, say mềm say bí tỉ, đi xa Hạo Nhiên lão tiên nhân đạo pháp thông thiên, lấy ra một hạt tử kim hoa sen hạt giống, lấy rượu trong chén đổ vào, thoáng qua giữa, liền có hoa sen nổi trên mặt nước, duyên dáng yêu kiều, sau đó bỗng nhiên hoa nở, lớn như núi núi cao, có một châm hoa người trẻ tuổi ưa thích lé mắt liếc xem người, rất nhiều tâm tư biến hóa, đều tại khóe miệng bên kia đường cong trên. Nghe nói chắc lộc tống thị chỗ vương triều, từ đế vương công khanh, đến người buôn bán nhỏ, triều đình và dân gian cao thấp đều lưu hành châm hoa một chuyện. Vào núi tu hành, lên cao sau đó, chỉ cần có tâm, sẽ càng ngày càng phát hiện người bên cạnh vật, không phải là gặp qua đấy, chính là nghe nói qua đấy. Hữu dụng không? Giống như xác thực không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì tuyệt bao nhiêu đa số người, đều như vậy gặp thoáng qua khả năng không gặp nhau nữa, cũng chỉ là người sinh trên đường khách qua đường. Tựa như cái kia tiên phủ di chỉ từ biệt vũ phu hoàng sư, mai Dư quốc tinh châu ngoài thành trong núi lớn cái kia nhỏ ly hồ, thạch hào quốc này tòa thịt chó cửa hàng thiếu niên, bị Trần Bình An phát ra từ phổi kính sưng một tiếng đại hiệp tôn đăng tiên. Vô dụng sao? Thực sự chưa hẳn. Khả năng mọi người chính giữa, liền cất giấu từng vị cùng loại đường dương quan trên tống lan tiểu, ruột dê trên đường, nguyện ý nhường đường cũng có thể đều đi một bên lưu trí mậu hoặc là cầu độc mộc chỉ cho phép một người thông qua mã khổ huyền hoặc là đơn giản là trần bình an xuất hiện dạ hàng thuyền trên thầy đồ vương nguyên trương cùng cái kia đồng diệp tông tông chủ kiếm tiên phó linh thanh đã là sinh tử có khác hai bên như cũ có thể coi như xa xa gặp nhau đến nỗi lúc trước cái kia xa xa nhìn thấy chính mình không lên tiếng kêu gọi quay đầu liền đi đà nhan phu nhân trần bình an cũng liền chỉ làm hồn nhiên không biết rất tốt bởi vì đà nhan phu nhân bên người còn giống như đi theo một vị bách hoa phúc địa xuất thân thiếu nữ hoa thần bằng không thì gặp mặt còn có thể như thế nào trò chuyện hôm nay khí trời tốt cơm ăn qua trưa đợi đến lúc lý bảo bình sau khi xuất hiện hai bên liền bắt đầu xì xào bàn tán đều nghị luận một vị ngồi xếp bằng bố đoàn tập trung tư tưởng suy nghĩ thổ nạp tạ thị khách khanh là vị ngọc phát cảnh lão kiếm tiên lúc trước làm lão nhân thấy cái kia hồng y nữ tử liền không nhịn được cảm thán nói khá lắm tu đạo phôi tử nhật lệ giữa trời dáng mây bốn bảo vệ ngọc chất kim tin tưởng tâm thần hợp nhất cùng đạo gần vậy lão nhân lần này ngôn ngữ không có sử dụng tiếng lòng một vị đồi thị tuấn tài do dự nói hình như là cái kia sơn nhai thư viện lý bảo bình bởi vì lý bảo bình cùng nguyên bằng từng có một trận tranh luận tăng thêm bảo bình châu sơn nhai thư viện nho sinh tại lễ ký học cung bên kia xác thực tương đối trói mắt một vị thân thể đẫy đà trẻ tuổi nữ tử tùy tiện liếc mắt cái kia đang tại buồn cười túm cá áo xanh nam tử mỉm cười nói nếu như bị nàng gọi là tiểu sư thúc là bảo bình châu người sơn nhai thư viện một vị quân tử hiền nhân bằng không thì Vân Lâm Khương Thị cũng không có người như vậy. Đại Ly Vương Triều Tống Trường Kính, Vân Lâm Khương Thị, Thần Cáo Tông, một tòa bò Bình Châu, tại đây ba nhóm người đến đây văn miếu. Đại Ly Tống Trường Kính là một thân một mình, vị này truyền thuyết đã đưa thân 11 cảnh vũ phu, đã danh chấn thiên hạ. Thần Cáo Tông là đạo môn, người người mặc đạo bào, đầu đội mũ đuôi cá. Đến nỗi cái kia áo xanh nam tử có một kiện phương thốn vật, không đáng ngạc nhiên. Kỳ quái, là ở phương thốn vật bên trong, Vậy mà chứa hai cái bình thường trúc xanh chất liệu nhỏ ghế dựa. Trần Bình An kỳ thật đến cuối cùng, tương đối lưu tâm cái kia Trầm Hoa công tử, không phải là bởi vì nhà mình vị kia Chu thủ tịch tại Ngỗ Hoa Phúc Địa, có một con riêng tên hiệu Trầm Hoa Lang, mà lại là ra hỏa này, xem Lý Bảo Bình ánh mắt, bất chính. Ví dụ như mấy vị kia hào phiệt đệ tử, lúc trước gặp được Lý Bảo Bình, cũng sẽ kinh diễm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không giống như người này như vậy ẩn nấp, lén lút, giống như đã bắt đầu trong lòng tính toán mưu đồ, tùy thời đều thay đổi hành động trần bình an trong lòng yên lặng ký sổ chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio lòng thích cái đẹp mọi người đều có đây là nhân chi thường tình gặp được đẹp mắt nữ tử nhìn nhiều vài lần không có gì tại kiếm khí trường thành quán rượu quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào những cái kia qua đường nữ tử cảnh tượng hơn nhiều đi đừng nói tầm mắt thường xuyên còn sẽ có lớn nhỏ đám lưu manh liên tiếp tiếng huýt sáo nhưng mà ánh mắt như vậy không phải là kiếm tu cho là thật lòng có tài niệm ngược lại tựa như trong bát bọt rượu trôi nổi, một hớp sẽ không có. Nhưng mà có chút ánh mắt, tựa như thanh loan quốc sư tử vườn cái kia con sen, dính tinh tế người, hơn nữa có như vậy ánh mắt nhân vật, thường thường sẽ tại hắn địa bàn, tìm kiếm con mồi, tùy thời mà động. Trần Bình An tiếp tục lặng yên cảm giác cái kia Trầm Hoa Nam tử khí cơ rung động. Lý Bảo Bình trầm mặc hồi lâu, nói khẽ: "Tiểu sư thúc, hai lần núi Lạc Phách tổ sư đường dâng hương, ta cũng không có tại, thực xin lỗi a." À trần bình an vẫy vẫy tay ôn nhu nói không có việc gì cái này có cái gì tiểu sư thúc tại núi lạc phách cùng chiếu độc cương đều giúp ngươi lưu lại tốt rồi đọc sách địa phương vu lộc cùng tạ tạ lúc trước liền chọn lựa chiếu độc cương sớm chiếm được hai nơi tòa nhà nửa điểm không có khách khí với ta chẳng qua tiểu sư thúc lặng lẽ muốn nói với ngươi chuyện này kỳ thật úy hà phong cùng viễn mạc phong có hai chỗ đó mới nghiêm túc chính phong cảnh kỳ tuyệt còn u tĩnh Chuyện này, tiểu sư thúc một mực cố ý không có cùng người ngoài nói, cũng không ai xuất ruột kiến tạo phủ đệ, bởi vì đều cho tiểu sư thúc chuyên vụng trộm vòng vẽ đi lên, về sau trước dẫn ngươi đi xem vài lần, chọn chúng, tiểu sư thúc lại làm cho người ta chế tạo tòa nhà cùng lầu đọc sách, úy hà phong xem mặt trời mọc mặt trời lặn, mới tốt chút ít, thế nhưng là viễn mạc phong biển mây, so với núi lạc phách còn muốn hơn một chút, thời tiết tinh lãng thời gian, có thể chứng kiến lân cận hoàng hồ sơn này tòa hồ nước, mây cuốn mây bay, đều là cảnh đẹp vì vậy tiểu sư thúc đề nghị ngươi lựa chọn viễn mạc phong tiểu sư thúc còn ý định đem cái kia viễn mạc phong tất cả đường núi đều dùng lớn dài mảnh đá xanh phủ kín liền hai bên lại vây lấy trúc lan trong lúc sẽ trải qua lớp kín cực cao vách đá có khoảng ít nhất nghìn năm tuổi cao cổ tùng tùng gian có dây leo đón cây liền bích uốn lượn như lớn nguyên đến lúc đó ta lại mời cao nhân giúp đỡ sườn dốc khắc bảng sách nếu như có thể mời được tô tử liễu thất viết lưu niệm đó là tốt nhất rồi chẳng qua rất khó là được dù sao không phải là cầu bức bảng chữ mẫu đơn giản như vậy, được hai vị tiền bối đi núi lạc phách làm khách mới được, thật sự không được, tiểu sư thúc cũng chỉ phải cho ngươi cái kia hai vị sư bá xuất thủ. Tóm lại cái kia viễn mạc phong, là một cái đặc biệt thích hợp thư phòng nghiên cứu học vấn nơi tốt, thiên phong mát lạnh, ào ào tới, lầu đọc sách chuông treo đều kêu, nghe vào cũng rất không tệ đi. Ngươi đến lúc đó lật sách xem mệt mỏi, có thể đi ra lầu đọc sách, nhìn xem xa xa phong cảnh. Nhiều năm như vậy, Tiểu sư thúc đi xa trên đường, giúp người mua không ít sách tịch, chỉ nói tại đồng diệp châu nhất phía nam khu sơn độ bên kia, liền mua nhiều, một bao tải lớn đâu rồi, chừng trăm cân nặng, đều là từ quận vọng tộc hào phú bên trong lưu lạc đi ra chân quý sách vở. Tiểu sư thúc nói một hơi nhiều lời như vậy, Lý Bảo Bình nghe được cẩn thận, một đôi xinh đẹp đôi mắt híp thành trăng lưỡi liềm đâu. Lý Bảo Bình hỏi, Tiểu sư thúc tại kiếm khí trường thành nhiều như vậy năm, có hay không sinh nhật a? Trần Bình An sừng sốt một chút, lắc đầu cười nói, không phải là quên mất chính là chẳng quan tâm, thật đúng là không có. Quê hương còn trẻ lúc, Trần Bình An liền từ không có sinh nhật thói quen. Lưu Tiện Dương đồng dạng không có, ngại phiền toái sĩ diện cãi láo, chỉ có con sen nhỏ, tại sinh nhật ngày đó, có thể trong nhà ăn được một lần thịt cá. Mà tại cố sán trước sinh nhật một hai ngày, Trần Bình An đều kéo lên Lưu Tiện Dương, vào núi xuống nước một chuyến. Trần Bình An nói sang chuyện khác, nghe Thôi Đông Sơn nói qua, vị thiếu niên kia Khương Thái Công, gọi là hứa bạch đúng không tiểu sư thúc lúc trước tham gia nghị sự gặp qua hắn khi thật về lý bò bình sự tình trần bình an hai lần về quê sau đó đều hỏi rất nhiều vì vậy biết rõ rất nhiều nhiều năm như vậy tại thư viện đi học như thế nào đã từng đi dạo qua hồ quốc tại trung thổ thần châu úc thị gia tộc bên kia còn cùng bùi tiễn gặp nhau dù là đến rồi công đức rừng trần bình an cũng không quên cùng tiên sinh hỏi tiểu bò bình sự tình ví dụ như cùng nguyên bảng tranh luận chi tiết vì thế trần bình an tại công đức rừng cái kia hai ngày còn chuyên môn lật ra không ít văn miếu tàng thư kết quả chính là hai người trận kia tranh luận trần bình an làm lý bảo bình tiểu sư thúc không thể giúp đại ân lý bảo bình thở dài là một cái đáng ghét tinh bị ca của ta giáo huấn qua một lần mới yên tĩnh chút ít trần bình an nén cười gật đầu nói mới là trẻ tuổi mười người dự khuyết một trong xác thực không xứng với chúng ta tiểu bảo bình kém xa lý bảo bình liếc mắt lưng tựa ghế trúc sẽ không nguyện ý nói thêm cái gì hứa bạch nàng là năm đó đi xa đi học đám đó đứa nhỏ bên trong, một người duy nhất hoàn thành từng bước tu hành nho ra luyện khí người. Đến nỗi cùng lâm thủ nhất, tạ tạ thỉnh giáo tiên gia thuật pháp, hướng vô lộc lĩnh giáo, công phu quyền cước, Lý Bảo Bình giống như cũng chỉ là cảm thấy hứng thú. Trần Bình An hỏi, những năm này đi xa trên đường, có hay không chịu bắt nạt? Lý Bảo Bình lắc đầu nói, không có ai. Trần Bình An cười nói, tiểu sư thúc hôm nay kiếm thuật còn rất bình thường, chẳng qua trèo non lội suối, đều là khí lực sống vì vậy công phu quyền cước cũng tạm được phi thăng cảnh đánh không lại đánh cho thiên nhân cảnh vẫn là có thể đấy nhớ ra rồi thật sự có một cái lý bảo bình đột nhiên vỗ cái ghế quay đầu cùng tiểu sư thúc cười nói là ở thanh phong thành hồ quốc bên cạnh xác thực gặp được qua cố sán lúc ấy đã ở trận hắn rất trượng nghĩa tương đối ngoài ý muốn trần bình an nghi ngờ nói nói như thế nào lý bảo bình vừa muốn cho chuyện cái đề tài này mở chừng hai mắt, tiếng lòng nói ra, ca của ta đã đến. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là Lý Hy Thánh đã đến. Hơn nữa Lý Hy Thánh cùng Lý Bảo Bình tiếng lòng ngôn ngữ, Trần Bình An không có phát giác được chút nào dấu hiệu. Đây là chuyện tốt. Hai người đồng thời từ ghế trúc đứng dậy, Lý Bảo Bình cười nói, tiểu sư thúc, có người quen ôi. Trần Bình An mỉm cười không nói. Cái kia một đoàn người chậm rãi hướng đi bên này, ngoại trừ Lý Bảo Bình đại ca Lý Hy Thánh, còn có từ thần cáo tông đi tới trung thổ thượng tông chu lễ. Quế phu nhân, nàng đi theo phía sau cái lão lái đò, nói là lão lái đò, nói là cái kia số tuổi, kỳ thật nhìn cũng chỉ là một cái thần sắc chất phác trung niên hán tử. Thanh lương tông tông chủ hạ tiểu lương, thần cáo tông nguyên anh tu sĩ cao kiếm phủ. Đã từng thần cáo tông kim đồng ngọc nữ, năm đó hai người cùng một chỗ hiện thân ly châu động thiên. Ngoại trừ chu lễ, Trần Bình An xác thực đều biết, cũng không lạ lẫm. Khi bọn hắn đến gần về sau, trần bình an cùng lý hy thánh chắp tay thi lễ hành lễ cười nữa lấy gọi một tiếng quế di quế phu nhân cười gật đầu trần bình an cùng cái kia chu lễ ôm quyền gặp qua chu tiên sinh nghe nói người này sẽ là thanh huyền tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp mà thanh huyền tông tại trung thổ thần châu thanh thế nội tình đều chỉ so với buổi chú vu huyền chỗ đỉnh núi cùng long hồ sơn thiên sư phủ hơi kém nửa chủ. chủ yếu vẫn là bởi vì thanh huyền tông đương nhiệm tông chủ bế sinh tử quan quá lâu, dài đến 600 năm lâu. Mà làm thần cáo tông thượng tông trung thổ thanh huyền tông, kia chính tông, là cái kia bạch ngọc kinh đại trưởng giáo nhất mạch, lại là một môn khiến người, ngoài trăm mối vẫn không có cách giải đạo môn án chưa giải quyết. Chẳng biết tại sao, văn miếu trước sau mấy trận nghị sự, chu lễ đều không có tham gia. Trần Bình An vừa rồi do dự một chút, còn là xưng hô đối phương vì tiên sinh. Chú lễ trên mặt vui vẻ, cùng Trần Bình An trở về cái đạo môn chắp tay, tiếng lòng nói nghe qua ẩn quan đại danh hôm nay có may mắn nhìn thấy hạ tiểu lương mỉm cười nói trần bình an nàng mở miệng cũng chỉ là nói cái tên chẳng qua tại ngôn ngữ thời điểm hạ tiểu lương lấy tiên nhân thuật pháp ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa không cẩn thận giấu đầu lòi đuôi còn là cố ý vi chi trần bình an nói ra hạ tông chủ cũng chỉ là trả lời thuyết phục một cái thân phận lão lái đò gật gật đầu phối hợp nói ra Ngươi cái này tiểu oa nhi, coi như là một cái có tiền đồ đấy. Năm đó ta không thấy nhìn lầm, bằng không thì hôm nay cứ phải mắng ngươi vài câu. Quế phu nhân quay đầu. Lão lái đỏ lập tức ngậm miệng. Cái này cố thanh tung, hoặc là nói tiên cha, kỳ thật tại trung thổ thần châu đã lâu chưa lộ diện, chưa từng nghĩ tái hiện giang hồ, liền nửa điểm không để cho người thất vọng. Tại phán thủy huyện thành bên kia, lần nữa một trận chiến thành danh, dăm ba câu, đem cái kia trịnh cư trung, hàn tiếu sắc, liễu xích thành, phó cấm, toàn bộ cho hắn mắng mấy lần. Không nói chuyện luận bàn đạo Pháp, chỉ nói chửi nhau, giống như cả tòa thành bạch đế, đều bị hắn tận diệt rồi. Mấu chốt là cố thanh tung còn có thể vui vẻ nhảy nhót rời khỏi. Ở đằng kia hàn tiếu sắc cùng liễu xích thành đều tại cửa lớn hiện thân dưới tình huống. Lão lái đỏ như cũ lông tóc không tổn hao gì, toàn thân trở lui. Trần Bình An cùng vị này lão lái đỏ, năm đó ở quế hoa đảo chẳng những gặp qua, còn tán gẫu qua. Lúc ấy còn là thiếu niên số tuổi Trần Bình An, thiếu chút nữa sẽ phải truyền thụ lão lái đỏ một ít học vấn. Dù là Trần Bình An rõ ràng lão lái đỏ thân phận là cái kia lục trầm không ký danh đại đệ tử, Trần Bình An còn không có cái gì ác cảm, thị phi rõ ràng, sẽ ân oán rõ ràng. Lý Hy Thánh cười nói, chúng ta tiếp tục tản bộ, không chậm trễ các ngươi câu cá. Hữu ý vô ý, Lý Hy Thánh chỉ là cùng tiểu bò bình tiếng lòng ngôn ngữ. Một đoàn người rời đi. Trần Bình An cùng Lý Bảo Bình tiếp tục ngồi trở lại cái ghế, lý hy thánh đi ra ngoài rất xa lắc đầu thật sao đã có tiểu sư thúc liền đã quên ca tiểu bảo bình một lần quay đầu đều không có a à. hạ tiểu lương quay đầu nhìn lại nhìn về phía cái kia ngồi ở trên ghế trúc áo xanh nam tử trong mắt nàng có chút không thể diễn tả vui vẻ một bên cao kiếm phù tinh thần chán nản muốn uống rượu có thể lại giống như đã uống rượu mắt thấy trời xanh đi mây trắng đau lòng người tỉnh tại cơn say cố thanh tung cẩn thận từng ly từng tí hô lên một cái gọi cưng quế luôn luôn khí thái ung dung quế phu nhân trở về một chữ cút rốt cuộc nói lên lời rồi không phải là cố thanh tung đúng là có chút được sùng ái mà lo sợ xê dịch bước chân một bên trà sát tay một bên tiếng cười đáp được rồi cố thanh tung lúc trước sở dĩ lần đầu tiên nói vài lời lời hữu ích ngoại trừ quế phu nhân tại bên người bên ngoài quả thật có chút hối hận xanh ruột năm đó không nên cùng thiếu niên kia nói cái gì đừng vội xấu ta đại đạo đấy mà nên thành tâm thành ý cùng thiếu niên kia khiêm tốn thỉnh giáo một ít nam nữ tình yêu môn đạo bằng không thì một cái bộ dáng cũng không lớn tuấn tú kẻ quê mùa, tuổi còn nhỏ, là có thể lừa lấy ninh diêu. Vì vậy cố thanh tung lúc trước cái kia lần ngôn ngữ, là ý định trước làm tốt làm nền, trở lại lại bí mật tìm một cái chuyến trần bình an, mời hắn uống rượu đều được, gọi hắn trần huynh đều có thể. Lý Hy Thánh tiếng lòng cười hỏi, như thế nào? Chu lễ cười đáp nói, ít nói không sinh cơn giận không đâu, tĩnh tu có thể vĩnh viễn năm. Ngoài ra chỗ lợi hại, ở chỗ cùng người đi đến, không quan tâm trượt giao chi vui mừng, mà không lâu chỗ chi ghét. Uyên Ương trữ xa hơn chỗ, cái kia gọi Cưng Thụy Phượng Nhi thiếu nữ, nhịn không được lần nữa hỏi, "Đà Nhan tỷ tỷ, tên kia là ai a? À? Ngươi như thế nào hình như rất sợ hắn?" Rõ ràng nhận ra, trốn hắn cái gì? Cách cái kia một bộ áo xanh có chút xa, Đà Nhan phu nhân liền cười nói, "Ta sợ hắn." Vui đùa đâu. Thiếu nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Đà Nhan tỷ tỷ, chớ không phải là ngươi ưa thích hắn?" Đà Nhan phu nhân trợn mắt há hốc mồm, tranh thủ thời gian thò tay che nha đầu này miệng chớ nói lung tung cho tên kia nghe xong đi nàng ít nhất được lại bồi thường trên một tòa mai hoa vườn truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ưa ừ, thích hắn không phải là là cùng vị kia bụng dạ độc ác cười tủm tìm ẩn quan đại nhân hỏi quyền lại hỏi kiếm sao một cái không cẩn thận thực sẽ bị hắn đang sống đánh chết hoặc là gài bẫy đấy bờ sông trần bình an lại câu lên một cái màu vàng cá chép để vào sọt cá hai bên đều có chút ghé mắt. Đương nhiên không phải là tham lam cái kia cá chép, mà lại là hai nhóm người đều vừa vặn mượn cơ hội này, lại dò xét một phen cái kia tuổi còn trẻ áo xanh khách. Chủ động xưng hô Quế Phu Nhân vì Quế gì. còn bị cái kia tiếng tăm lừng lẫy cố thanh tung khen ngợi một chàng, tiểu tử, có tiền đồ, không nhìn lầm người, sẽ không phát biểu rồi. Hiển nhiên là một phen trên núi trưởng bối cùng nửa cái nhà mình vãn bối tìm từ. Giống như cùng vị kia Bắc Câu Lô Châu Hạ Tiểu Lương, cũng nhận ra, nói một tiếng hạ tông chủ. Nếu như không có nhìn lầm, hạ tiểu lương giống như có chút vui vẻ. Cùng trước kia Sơn Thủy công báo trên tin tức nho nhỏ, không quá giống nhau. Hạ tiểu lương làm bạch ngọc kinh tam trưởng giáo đệ tử đích truyền, còn là một vị có thể tại Bắc Câu Lô Châu khai tông lập phái tiên nhân cảnh. Đương nhiên, hạ tiểu lương xác thực ngày thường dung mạo cực đẹp. Hơn nữa nghe nói nàng một lòng tu đạo, căn bản vô tâm nam nữ tình yêu, liền cái kia Bắc Câu Lô Châu đại kiếm tiên bạch thường duy nhất đệ tử tử huyễn, cuồng dại tại nàng hạ tiểu lương lại chỉ bởi vì cảm thấy bị người này dây dưa được phiền dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đánh đập tàn nhẫn đem trọng thương hoàn toàn không cho bạch thường nửa điểm thể diện cuối cùng dẫn đến hai bên tông môn như vậy kết xuống một môn tử thù bạch thường còn giống như thả ra lời nói hạ tiểu lương đời này mơ tưởng đưa thân phi thăng cảnh vô luận nam nữ đều nhìn nhiều hạ tiểu lương vài lần nam tử nhìn nhiều liếc càng cảm thấy nàng khí chất xuất trần có cái kia di thế độc lập cảm giác cùng như vậy nữ tử kết thành trên núi đạo lữ, vậy thật sự là không ao ước uyên ương không ao ước tiên rồi. Nữ tử nhìn nhiều nàng vài lần, đoán chừng là muốn xem cái kia hạ tiểu lương liếc, nàng sẽ tư sắc tùy theo hao gầy vài phần. Bất kể như thế nào, hai nhóm người cũng khó khăn miễn xem trọng này người trẻ tuổi câu khách liếc. Dù sao có thể nhận thức nhiều như vậy đại tu sĩ. Lý Bảo Bình nói ra, tiểu sư thúc, hạ tỷ tỷ còn giống như là năm đó lần đầu gặp mặt dung mạo trẻ tuổi, khả năng, còn muốn càng đẹp mắt chút ít. Trần Bình An lắc đầu nói, không để ý, hắn chỉ là không khỏi nhớ tới nhà mình trên núi lạc phách nữ tử. Ví dụ như cần củ tẩu thung sầm uyên kỳ, cùng cái kia bộc lộ tài năng nguyên bảo, kỳ thật hai vị này nữ tử vũ phu, hôm nay niên kỷ cũng đều không nhỏ, đến nay còn không có lập gia đình. Nữ tử nha, rút cuộc là không lo gà đấy, dù là khoái mắt nhiều ra một hai điều nếp nhăn nơi khoái mắt, còn là không chậm trễ bị nam tử ưa thích. Hơn nữa nhà mình đỉnh núi, đó là cái gì phong thủy, vô luận nam, nữ, sẽ không cái nào là dạng không đứng đắn đấy. Chu Liễm, Khương Thượng Trân, Mễ Dụ, Thôi Đông Sơn, Tào Tỉnh Lãng, Nguyên Lai. Đây đều là còn không có kéo lên Ngụy Sơn quân cùng những cái kia khách khanh đâu rồi. Kiếm thuật quyền pháp, cầm kỳ thư họa, trang điểm cách ăn mặc, cái gì không thể trò chuyện, cái gì không am hiểu. Cũng chính là hắn vị này Sơn chủ kiếm tiền nhất nói ra mặt, bằng không thì kính hoa thủy nguyệt một mở, cái này bào Bình Châu thần tiên tiền, vẫn không thể hồng thủy vỡ đê bình thường, điên cuồng dũng mãnh vào núi lạc phách mà nữ tử vũ phu chỉ cần đưa thân luyện khí cảnh, chẳng những có thể lấy rèn luyện thể phách, còn có thể bồi dưỡng hồn phách. Mặc dù không có luyện khí sĩ đưa thân giữa năm cảnh như vậy có thuật chú nhan, hiệu quả còn là rất rõ ràng đấy. Đợi đến lúc các nàng đưa thân kim thân cảnh, lại sẽ có một phần thêm vào ích lợi. Đồng Diệp Châu cái vị kia bổ sơn áo vàng vân, số tuổi không nhỏ đi, hôm nay không phải nhìn tuổi không lớn lắm. Chẳng qua nhà mình đỉnh núi, nguyên lai đã sớm ưa thích sầm uyên kỳ nguyên bảo vụ trộm ái mộ tào tình lãng trần bình an lần này về quê cũng đã nghe nói trên thực tế liền tiểu mễ lạp điều phát hiện bí mật cùng hảo nhân sơn chủ mật báo nói mỗi lần tào tình lãng ở đây thời điểm cái kia lớn nguyên bảo nói chuyện sẽ đặc biệt ác giọng rất lớn còn cố ý không nhìn tới tào tình lãng rồi lừa ai đó ánh mắt không nhìn trong lòng tất cả đều là tào tình lãng đấy vì vậy hôm nay là không phải là liền nguyên bảo một người nghĩ lầm ưa thích một chuyện chỉ có nàng tự mình biết lý bảo bình cười hỏi tiểu sư thúc, suy nghĩ vui vẻ sự tình. Trần Bình An gật đầu nói, nghĩ đến giúp đỡ đỉnh núi kiếm tiền đâu. Lý Bảo Bình nhớ lại một chuyện, nghe nói uyên ương trừ bên trên, có một rất lớn bao phục trai, giống như sinh ý rất tốt, tiểu sư thúc có rãnh rỗi, có thể đi bên kia dạo chơi. Trần Bình An cười nói, có rảnh liền đi, ừ, chúng ta tốt nhất mang theo Lý Hoè. Trần Bình An lập tức từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy vàng bùa chú, thò tay một vệt phù gan, linh quang lóe lên, Trần Bình An trong lòng mặc niệm một câu, bùa chú hóa thành một cái giấy vàng tiểu hạc, nhanh nhẹn rời đi, đi phán thủy huyện thành bên kia tìm Lý Hoè rồi, khiến hắn chạy đến Uyên Ương trừ bên này gặp mặt. Vị kia ngồi xếp bằng Bồ Đoàn lão nhân, lần nữa mở to mắt, mắt thấy cái kia truyền tin hạc vàng đi xa, ồ lên một tiếng, hiển nhiên có chút kỳ quái, sao không phải là một vị kim thân cảnh vũ phu, đã thành cái địa tiên khí tượng bùa chú tu sĩ? Chẳng lẽ là cái kia đồng diệp châu Bồ Sơn Diệp thị đệ tử? cái kia nghiêng nằm uống rượu hào phiệt quý công tử ngửa đầu nâng ly một chén rượu khá lắm thi hứng đại phát rồi cười cao giọng ngâm thơ một đầu hạc vàng một tiếng lầu ngoài lầu cần câu tiêu ngày rượu tiêu sầu rượu tiên rõ ràng rồi lại trong núi say liền cảm giác khinh thân vũ hóa trời trần bình an đột nhiên cảm thấy nguyên lai like về loại chuyện này có thể ít làm là được ít làm xác thực người nói vui vẻ người nghe lo lắng lý bảo bình trần bình an lấy tiếng lòng cùng cái kia châm hoa nam tử nói ra nhìn đủ chưa? Nam tử kia có chút kinh ngạc, do dự một chút, cười nói, ngươi nói cái gì đó? Ta như thế nào nghe không hiểu? Trần Bình An nói ra, khuyên ngươi quản quản ánh mắt, lại thành thành thật thật kiềm chế tâm. Trên núi hành tẩu, luận dấu vết càng luận tâm. Nam tử nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng kích thích búi tóc gian làm cho châm bông hoa, là bách hoa phúc địa một vị mệnh chủ hoa thần tặng cho. Đương nhiên không phải là dựa vào mặt mũi của chính hắn, mà lại là sư môn tổ sư, Trần Bình An không hề ngôn ngữ. Nam tử đúng là thân thể ngửa ra sau, sau đó chằm chằm nhìn về phía cái kia lếch động tâm hồng y nữ tử. Nếu là nàng không có thư viện đệ tử thân phận, thì tốt rồi. Hắn bảo trì cái tư thế kia, cùng cái kia áo xanh khách cười hỏi, sao? Nhưng mà nhìn mấy lần, ngươi sẽ phải đánh đánh giết giết. Ngươi người nào a? À? Trần Bình An cười tủm tỉm quay đầu. Người nọ nâng lên một tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh cổ mình, lấy tiếng lòng cười to nói, đến 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 hướng nơi đây ném cái phù lục, làm như ta thành tâm cầu ngươi, như thế nào? Không biết trời cao đất rộng xứ khác lão, nhưng mà nhận thức cái kia quế phu nhân, cố thanh tung, nhiều nhất ở đằng kia chu lễ, hạ tiểu lương trước mặt, miễn cưỡng có thể nói lên câu nói, thực cho rằng có thể tại trung thổ thần châu sông pha. Lý Bảo Bình hỏi, tiểu sư thúc, gì vậy? Trần Bình An thả ra trong tay cần câu, cười nói, có người cầu ta đánh hắn, thiếu chút nữa bị hắn hù chết. Không có bị Văn Hải Chu Mật tính toán chết, không có bị kiếm tu long quân chém chết, chưa từng nghĩ ở chỗ này đụng phải tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Bảo Bình mở chừng hai mắt, ăn tỉ xương lớn lên đó a. À. Trần Bình An cười không nói chuyện. Cùng Lý Bảo Bình những lời này, cũng không có tiếng lòng. Vì vậy hai nhóm người đều nghe thấy được. Cái kia châm hoa nam tử cười nhạo một tiếng, duỗi lưng một cái. Sau đó một đạo cứu người phi kiếm, bị một bộ áo xanh hai tay kẹp lấy, tiện tay ném vào trong nước. Một đạo cản trở thuật pháp bị cái kia một bộ áo xanh thò tay một chảo, lòng bàn tay tạo hóa tụ lại một đoàn. Đến nỗi cái kia trầm hoa nam tử, bị xuất hiện ở sau lưng chính là cái kia áo xanh khách, thò tay níu lại cổ, cao cao nhấc lên, dùng sức ném ra, cái sau thân hình chạy như nhanh lôi, trực tiếp đi hướng sông lớn bờ bên kia, một đường cuồn cuộn chạm nước trên mặt nước. Một bộ áo xanh càng là xuất quỷ nhập thần, xúc địa núi sông rồi lại không hề khí cơ rung động, trong nháy mắt xuất hiện ở bờ bên kia, một cước đạp trúng cái kia trầm hoa nam tử cổ, lại một đạp, lại là chạm nước trên mặt nước, phản hồi tại chỗ đúng là không chút nào kém. Vị kia ngọc phát cảnh lão kiếm tiên, là ngai ngai châu mật vân tạ thị khách khanh, mà cái kia châm hoa kẻ đáng thương, là hoàn toàn không dính dáng mặt khác một đám người, lão nhân lại càng không nhận thức, hắn nguyên bản đại khái có thể việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, chỉ là trước tiên phát hiện sự tình không đúng, nghĩ đến giúp đỡ cản một lần, miễn cho người trẻ tuổi tính tình lớn, động thủ không có nặng nhẹ, một khi gây ra nhân mạng, tại đây văn miếu phụ cận, có thể không phải là cái gì việc nhỏ mà vị này lão kiếm tiên đạo kia phi kiếm vốn định lấy đã có thể đánh nhau biến mất một trận phong ba cũng có thể thuận tay kiếm lấy một phần trên núi hương khói tình chưa từng nghĩ phi kiếm mới tế ra liền cảm giác không ổn quả nhiên trực tiếp cho cái kia áo xanh khách hai ngón khép lại tùy tùy tiện tiện ném vào trong sông bị bổn mạng phi kiếm khí cơ dẫn dắt tâm thần thiếu chút nữa chính là một cái đạo tâm bất ổn không qua đối phương ra tay vô cùng có đúng mực nhưng thật ra là lưu lại rất lớn bậc thang cho hắn đấy tính rất dày nói bằng không thì một vị ngọc phát cảnh kiếm tiên trước tiên xuất kiếm không phải hỏi kiếm là cái gì kiếm tu không có nhiều như vậy quanh co lòng vòng may mắn đối phương không phải là kiếm tu vì vậy lúc này làm cái kia có thuật chú nhan tiền bối hai tay lồng tay áo cười nhìn về phía chính mình lão ngọc phát lập tức đứng dậy ôm quyền tạ lỗi nói không cẩn thận mạo phạm tiền bối rồi mẹ của hắn lão kiếm tiên vẫn còn có chút nghẹn khuất khí không như ý lão tử đặt trẻ tuổi lúc ấy gặp được cái này sự tình dù là cảnh giới chưa đủ tài nghệ không bằng người thì như thế nào? Hỏi kiếm liền hỏi kiếm rồi, trước chém rồi hãy nói, sợ cái trứng. Trần Bình An cười nói, là tiền bối suy nghĩ nhiều, không có gì mạo phạm không mạo phạm đấy. Bởi vì nghe nói tiền bối cùng bồ hòa là bạn tốt, lúc tuổi còn trẻ đã từng đi qua tha hương xuất kiếm. Lão kiếm tu ngây ra như phỗng, lập tức giật mình, trong một chớp mắt, lão nhân thần sắc kích động, ôm quyền cất cao giọng nói, lưu hà châu kiếm tu, gặp qua ẩn quan lão nhân cũng không có không biết xấu hổ nói lên tên của mình bởi vì lúc tuổi còn trẻ đi kiếm khí trường thành chỉ là uống rượu nói chuyện cũng không dám lớn tiếng kim đan cảnh giết yêu giải rác không đáng giá nhắc tới đáng lẽ cũng không có gì cảnh giới chưa đủ không tính mất mặt nhưng mà hào chết không chết ở trên có cái ngoài miệng thiếu đạo đức bằng hữu bạn lâu năm bồ hòa trước đây ít năm về quê giảm cảnh khá lắm đều là cái rách dưới nguyên anh ngược lại bắt đầu lỗ mũi chiêu thiên gặp được hắn luôn mồm ngươi chính là cái phế vật a lão già như vậy không có trứng, đi kiếm khí trường thành cũng không có tư cách ngồi sổm rượu kia trải đường vừa uống rượu a à. người có biết hay không ta cùng với cái kia đời cuối cùng ẩn quan là quan hệ như thế nào bạn vong niên huynh đệ hai người liên thủ làm cái giết lượt kiếm khí trường thành vì vậy ở bên kia một tòa quán rượu liền lão tử một người uống rượu có thể ký sổ có tin hay không là tùy ngươi dù sao ngươi là bọn hèn nhát phế vật muốn nói với ngươi lời nói còn là xem tại rượu thật tốt mức độ đem lão nhân tức giận cái gần chết lão kiếm tu đột nhiên thình lình đã đến một câu, ẩn quan, ta tới chém giết hắn. Ta nhanh chóng mà chạy trốn là được. Trần Bình An không phản bác được. Không hổ là đi qua kiếm khí trường thành kiếm tu. Hôm nay Trần Bình An, kỳ thật cũng còn không biết một việc. Hạo nhiên thiên hạ chỉ cần có kiếm tu chỗ, Trần Bình An liền vĩnh viễn không phải là cái gì văn thánh nhất mạch quan môn đệ tử, cũng không phải là cái gì bào Bình Châu núi Lạc Phách Sơn Chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio hắn sẽ chỉ là cái kia kiếm khí trường thành ẩn quan, vĩnh viễn không thiếu uống rượu. Lão kiếm tu có chút sờ không được đầu óc, nghi ngờ nói, ẩn quan đại nhân, đây là làm chi? Bởi vì trước mắt vị này ngọc thụ lâm phong ẩn quan đại nhân, chẳng biết lúc nào lặng yên bóp thượng thừa kiếm quyết, tại hai bên bên người vẽ ra một vòng màu vàng kiếm khí, rõ ràng là ngăn cách tiểu thiên địa, phòng ngừa đối thoại bị người bên cạnh nghe lén đi. Vẻn vẹn là chiêu thức ấy dày công tôi luyện, kiếm thuật thần thông, ẩn quan nếu như không phải là tiên nhân, lão kiếm tu đánh chết không tin. Là ẩn quan tạm thời không muốn tiết lộ thân phận. Có cái này cần phải sao? Chỉ có điều lão kiếm tu, cũng không muốn đối với một vị ẩn quan đại nhân khoa tay múa chân. Trần Bình An nói ra, tiền bối hảo ý tâm lĩnh, cái này cái cọc phong ba, tự chính mình dọn dẹp là được. Quay đầu mắt nhìn nằm trên mặt đất ngủ châm hoa lang, trúc miệt cảnh giới, giấy thể phách, không phải bình thường gối thiêu hoa, hơn phân nửa lại là cái dựa vào tông môn chiêu bài, tổ sư danh hào đi giang hồ trẻ tuổi tuấn tài nếu như đánh nho nhỏ đã đến lão đấy, đợi chút nữa chạy nữa đến hưng sư vấn tội lão tổ sư, đối phương nguyện ý nói lý, là tốt rồi tốt trò chuyện, không muốn, vậy nhiều ra hai ba quyền mà thôi. Như vạn nhất là cái kia phi thăng cảnh đại tu sĩ, liền cùng sư huynh lên tiếng kêu gọi tốt rồi, dù sao khoảng cách văn miếu không xa. Chẳng qua không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Hòe cùng bên cạnh hắn vị kia phi thăng cảnh tùy tùng, đoán chừng rất nhanh sẽ đuổi tới uyên ương trử lão kiếm tu nghe cái kia tiền bối xưng hô, toàn thân không được tự nhiên, so với bồ con rùa già mở miệng một tiếng lão phế vật, càng làm cho lão nhân cảm thấy không dễ chịu, thật sự không được tự nhiên. Ẩn quan đại nhân ngôn ngữ quá khách khí, khách khí không thạo, cái kia chính là khách khí, không có đem hắn làm người một nhà. Như vậy sao được, trước mắt thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt, sẽ không có thể lỡ mất dịp tốt rồi, bằng không thì trở về quê hương Lưu Hà Châu, còn thế nào từ bố con rùa bên kia hòa nhau một thành. Lão Kiếm Tu lúc này thế nhưng là trở về Lưu Hà Châu, như thế nào cùng Bồ Hòa Khoác Lác đều muốn tốt lắm. Lão Kiếm Tu tưởng lầm là trẻ tuổi ẩn quan không muốn chính mình tranh vào vũng nước đục, đột nhiên cười nói, "Mặc Kệ tiểu tử này gọi là cái gì tên cái gì, có thể tới ở đây, nhất định là có chút cảnh đấy." Ẩn quan chỉ để ý yên tâm, ta chỉ biết tối đâm đâm cho trên một kiếm, không cho là đúng một kiếm chém đứt đầu của hắn. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, cảm tình tiền bối ngươi đồng dạng không rõ ràng lắm vị này châm hoa khách tên nền móng Trần Bình An đương nhiên không hy vọng vị này cùng mật vân tạ thị quan hệ mật thiết lão Kiếm Tu không hiểu thấu liền cuốn vào cuộc phong ba này không cần phải lão Kiếm Tu thấy kia trẻ tuổi ẩn quan không nói lời nào liền cảm giác mình đoán chúng đối phương tâm tư hơn phân nửa tại lo lắng cho mình làm việc không có kết cấu thủ pháp non nớt sẽ không cẩn thận lưu lại cái cục diện rối rắm lão nhân nghiêng lườm liếc trên mặt đất cái kia lòe loẹt người trẻ tuổi kỳ quái tai thật là một cái càng xem càng cần ăn đòn chủ nhân Lão Kiếm Tu càng mạch suy nghĩ rõ ràng, kiếm tâm chưa bao giờ như thế thanh tịnh, đem trong lòng tính toán cùng trẻ tuổi ẩn quan êm tai nói tới, chỉ cần bị ta đâm trên một kiếm, kiếm khí tại đây nhóc con mấy chỗ bổn mạng khiếu huyệt, nấn ná không đi, hôm nay lại kéo dài cái nhất thời nửa khắc, đảm bảo sau đó tiên nhân khó cứu. Ta đây liền tranh thủ thời gian rút khỏi văn miếu khu vực, lập tức chạy về Lưu Hà Châu trốn vài năm, cưỡi độ thuyền trước khi rời đi, sẽ tìm cái trên núi bằng hữu giúp đỡ gửi lời nói, đã nói ta đã sớm thấy tiểu tử này khó chịu vì vậy ẩn quan mới vừa xuất thủ, ở đâu là đả thương người, nhưng thật ra là vì cứu người, thực tế lần kia ra chân, là giúp đỡ bỏ đi kiếm khí kéo dài mạng sống cử chỉ. Tóm lại cam đoan tuyệt không khiến ẩn quan đại nhân dính vào nửa điểm cứt đái cái rắm, chúng ta là kiếm tu nha, không có vài nét bút trên núi ân oán quấn thân, đi ra ngoài tìm bằng hữu uống rượu, đều xấu hổ tự xưng kiếm tu. Trên núi tứ đại khó chơi quỷ, kiếm tu là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không phải là không có lý do đấy, trời đất bao la kiếm tu ở nơi nào đều sống được tốt nơi này không để lại ra đều có lưu lại ra chỗ dù là khắp nơi không để lại ra thân là kiếm tu vậy một người chống kiếm đủ sừng sững trong trời đất ví dụ như bảo bình châu lý đoàn cảnh liền từng một người lực áp chính dương sơn mấy trăm năm lý đoàn cảnh khi còn sống này tòa phong lôi viên không phải là tông môn hơn hẳn tông môn trần bình an thiếu niên lúc chứng kiến kiếm tu lưu bá kiều lớn nhất ấn tượng ngoại trừ si tình bên ngoài chính là lưu bá kiều trên người cái chủng loại kia dâng trào phong thái giống như trên đời ngoại trừ tình quan bên ngoài sẽ lại không có khổ sở quan ải còn có miếu phong tuyết ngụy tấn cùng bắc câu lô châu thiên quân tạ thực trước sau chủ động hỏi kiếm hai trận trận thứ hai càng là tiêu sai chống kiếm vượt qua châu đi xa năm đó ở đảo huyền sơn xuân phiên trai lần thứ nhất triệu tập vượt qua châu độ thuyền quản sự phù diêu châu tạ trĩ kim giáp châu tống xính lưu hà châu bồ hòa ngài ngài trầu tạ tùng hoa được nghỉ mát hành cung gợi ý phân biệt hiện thân cùng người đồng hương gặp mặt nói chuyện một phen phong cách hành sự như thế nào đều không ngoại lệ đều rất quyết định nhanh chóng không chút nào dây dưa dài dòng nhất là cái kia bồ hòa không phải là dã tu con đường so với dã tu còn muốn dã chẳng những trực tiếp đem mật chế độ thuyền một vị nguyên anh quản sự ném ra tòa nhà về quê sau đó vẫn chưa thỏa mãn còn tìm đến rồi độ thuyền chỗ vân lâm bí mật phủ lão tổ sư lý huấn thân là tông môn khách khanh kiếm tiên thánh thót, đương nhiên không muốn cùng bồ hòa hỏi kiếm một trận, trở ngại chức trách, vốn định hòa giải. Kết quả ti đồ tích ngọc đạt được bồ hòa phi kiếm truyền tin, ngự kiếm tới. Đến cuối cùng, Lý Huấn tại nhà mình địa bàn, rõ ràng người đông thế mạnh, đều chỉ được cùng cái kia đã ngã cảnh vì nguyên anh kiếm tu bồ hòa, nói xin lỗi sự tình. Những thứ này, đều là kiếm tu làm. Hỏi kiếm một phương, bị hỏi kiếm một phương, hai bên đều cảm thấy là một cái thiên kinh địa nghĩa đạo lý, Trần Bình An là ở kiếm khí trường thành trở thành kiếm tu, thậm chí tại tiềm thức chính giữa, giống như cái kia kiếm tu thân phận Trần Bình An, còn một mực ở lại bên kia, thật lâu chưa về. Thẳng đến gặp được lão kiếm tu vu Việt sau đó, Trần Bình An mới nhớ lại, hạo nhiên kiếm tu, nhất là đưa thân kiếm tiên về sau, kỳ thật rất biết giảng đạo lý, chỉ là đạo lý thường thường cũng không bình thường. Tựa như vu Việt hôm nay như vậy, bất chấp tất cả, có thể không hỏi đối thủ xuất thân, trước chém rồi hãy nói. Vu Việt cũng tốt, hảo hữu bồ hòa cũng được vô luận có cái gì thế tục thân phận đều muốn vì kiếm tu hai chữ đứng sang bên cạnh mà tại trần bình an trong suy nghĩ thiên hạ kiếm tu đơn giản phân ba loại kiếm khí trưởng thành bắc câu lô châu mặt khác kiếm tu nếu như chỉ nói hạo nhiên thiên hạ kiếm tu tức thì chỉ phân hai loại đi qua kiếm khí trưởng thành đấy chưa từng đi đấy trần bình an cười lắc đầu nói thật không dùng lão kiếm tu không có cơ hội chém người rõ ràng có chút thất lạc ta đây liền nghe ẩn quan đấy tính tên oát con này thắp nhang thơm cầu nguyện vị này đi theo mật vân tạ thị tới đây du lịch lưu hà châu lão kiếm tu tên là vu việt thật ngọc phát cảnh bình cảnh là một vị lão ngọc phát vu việt có được hai thanh bổn mạng phi kiếm phân biệt tên là kinh sợ chim cùng trăm hoa đã từng cùng một vị ngai ngai châu lão tiên nhân chém giết qua một trận hai thanh phi kiếm đều xuất hiện thanh thế thật lớn có cái kia một chim phi điện vệ trăm hoa đầy sông lớn kiếm khí trọng mà nam đầu bình thanh danh tốt đẹp Lúc trước tế ra phi kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra, là cái thanh kia lấy gió thổi chớp giật lấy sưng hai châu, trên núi phi kiếm kinh sợ chim. Vu Việt gần nhất 200 năm, làm ngai ngai châu mật vân tạ thi khách khanh, còn là cấp cao nhất. Tại hạo nhiên thiên hạ, kiếm tu tông môn bên ngoài, trên núi tông môn tiên phủ, dưới núi vương triều hào phiệt. Đều lấy có được một hai vị kiếm tiên cung phụ, khách khanh vẻ vang. Nhất là thiếu nhất kiếm tiên ngai ngai châu, bầu không khí cao nhất. Lưu Thị mấy năm trước kiệt lực mời Tạ Tùng Hoa làm khách khanh, chính là tốt nhất ví dụ. Ngài ngài châu Lưu Thị, tự nhiên không thiếu đứng đầu chiến lực, cung phụng một đống lớn, liền chỉ cảnh vũ phu phái A hương cung phụng thứ tự cũng không cao, huống chi Lưu Tụ bỏ bản thân tu vi, liền sâu không thấy đáy, là cùng hỏa long chân nhân. Trần Thuần An đồng dạng, giải rác không có mấy có thể bị trung thổ thần châu đập, vào mắt châu khác đại tu sĩ. Trần Bình An thu hồi học được từ Thôi Đông Sơn này tỏa kiếm trận. Hai tốt câu khách, cảnh giới cũng không cao vì vậy trần bình an cùng lão kiếm tu đối thoại cũng không từng nghe thấy hơn nữa hai người thân ở kiếm trận ở trong vì vậy cảnh tượng mơ hồ người ngoài thấy không chân thực vu việt từ đáy lòng thở dài nói ẩn quan chiêu thức ấy kiếm thuật tiết lộ được thật sự là xinh đẹp làm cho người ta không lời nào để nói trần bình an cũng không có không biết xấu hổ nói tiếp đã học được một cái cái gọi là không lời nào để nói tựa hồ chính là tốt nhất lưu lại trắng nghỉ mát hành cung bên kia đối ngoại hương kiếm tu đều có tường hơi khác nhau ghi chép vu việt vị này năm đó còn rất trẻ tuổi lão kiếm tu tại kiếm khí trường thành trên hồ sơ bên cạnh liền thuộc về rất thô sơ giản lược cái chủng loại kia là một đời trước ẩn quan nhất mạch kiếm tiên lạc sam qua loa chữ viết lưu hà châu vu việt kim đan cảnh tu sĩ phi kiếm hai thanh hoa chim cái gì phẩm chất khá tốt chiến công không đáng kể lão kiếm tu vu việt ngoại trừ đối với hai bên người ngoài mà nói trận này biến cố xác thực ngoài ý muốn việc xảy ra đột nhiên, từ cái kia một bộ áo xanh không hề dấu hiệu mà ra tay đả thương người, đến mặt vân tạ thị khách khanh ngọc phát lão kiếm tiên, tế ra phi kiếm cứu người không được, thu hồi phi kiếm, tái khởi thân ngôn ngữ, chẳng qua mấy cái thời gian nháy con mắt, vị kia xuất thân trung thổ tông môn châm hoa tuấn công tử, cũng đã hấp hối nằm trên mặt đất, may mà đỉnh đầu làm cho châm cái kia đóa xuất từ, bách hoa phúc địa hoa mai, như cũ kiều diễm, cũng không nửa điểm hao tổn, mà vu Việt không biết sao, còn giống như cùng cái kia dung mạo trẻ tuổi rồi lại tính khí cực kém cao nhân trò chuyện lên. Tuy rằng không biết hàn huyên cái gì, nhưng nhìn vu việt lại là ông quyền lại là khuôn mặt tươi cười, gặp gỡ một vị chơi đuổi nhân gian trên núi tiền bối rồi hà. Cái kia nghiêng nằm uống rượu ưa thích ngâm thơ tạ thị quý công tử, vẻ sợ hãi động thân mà ngồi, dùng sức vỗ vào đầu gối, lớn tiếng kêu gọi đạo, đột ngột lên, tiên hồ, tiên hồ, tu sĩ cảnh giới có cao hay không, là một chuyện, đánh nhau có đẹp hay không, là mặt khác một sự việc thuật pháp thần thông, nước chảy mây trôi, dáng người mờ mịt, thoải mái thông thần, mới thật là bản lĩnh. Đổi một loại cách nói, chính là chỗ này vị xuất thân mật vân tạ thị con cháu hào phiệt ưa thích xinh đẹp ra tay, đẹp mắt thứ nhất, phải có tiên gia khí độ, phong lưu tràn trề. Ví dụ như nhà mình vị kia cấp cao nhất khách khanh, kiếm tiên vu việt dốc sức xuất kiếm, cũng rất được lòng người. Vu Việt thần sắc lúng túng, tiếp tục lấy tiếng lòng cùng trẻ tuổi ẩn quan nói ra, ẩn quan đừng để ý tới không hỏi tiểu tử này, thiếu tâm nhãn không giả tâm không xấu đấy trần bình an cười nói nhìn ra được dù sao cũng là ưa thích vẻ người trong đồng đạo vu việt bên này chủ yếu là ba cái hào phiệt dòng họ tương đối vẫn còn tương đối yên tĩnh lựa chọn sống chết mặc bay ý đồ tương đối rõ ràng chỉ có thiệu nguyên vương triều tiên hà chu thị vị kia không biết cùng chu mai là quan hệ như thế nào trẻ tuổi nữ tử tương đối không có tim không có phổi như cũ không có lựa chọn tiếng lòng ngôn ngữ trực tiếp mở miệng cùng cái kia tạ thị công tử cười hỏi nhìn ra được cảnh giới gì sao Nam tử cười ha hả nói, nhìn ra được không phải là dưới năm cảnh luyện khí sĩ. Nữ tử Vũ Mị xem thường, tiếp theo quay đầu nhìn về phía vị kia áo xanh nam tử, có chút tò mò, cửu chân tiên quán cái kia kẻ đáng thương, tốt xấu là vị bảo vệ tính mạng công phu vô cùng tốt kim đan tu sĩ, còn là quan chủ đích truyền, âu yếm đệ tử, như thế nào rơi vào cùng gà con đâu không sai biệt lắm kết cục, mặc người bắt chẹt. Trung thổ thần châu bên này, thiên tài xuất hiện lớp lớp, người trẻ tuổi một cái so với một cái tâm cao ngất đến nỗi trên núi đều nhà lão tổ sư, kỳ thật không quá để ý bạn cùng lứa tuổi ở giữa ẩu đà, nhưng nếu như là tuổi cách xa, có người ý vào số tuổi tích góp từng tí một đi ra cảnh giới, lão nhân bắt nạt vãn bối, cũng rất phạm húy kiêng kỵ rồi. Nàng thấy thế nào, đều cảm thấy cái kia nhìn trẻ tuổi, ra tay tàn nhẫn áo xanh khách, niên kỷ sẽ không nhỏ, đến nỗi đến cùng mấy trăm tuổi, sẽ không tốt đoán. Một cái có thể cùng lão ngọc pháp vu việt mắt đi mày lại ra hòa hai trăm ba trăm tuổi trẻ tuổi nguyên anh kiếm tiên còn là một vị 500 tuổi đi lên đi, chỉ là tướng mạo trẻ tuổi ngọc phác lão kiếm tiên. Hà hoa thành vị kia có thể theo sát vu Việt xuất thủ cứu giúp tu sĩ trẻ tuổi, càng thần tình ngưng trọng. Trên núi tùy tiện tranh vào vũng nước đục, kỳ thật hậu hoạn vô cùng. Sớm biết như vậy đối phương có thể không đếm xỉa đến Việt phi kiếm kinh sợ chim, hắn vừa rồi tuyệt đối sẽ không liều lĩnh ra tay. Thế nhưng là kim giáp châu Hà Hoa Thành, cùng trung thổ đại ung vương triều cửu chân tiên quán, nhiều thế hệ giao hảo, thương mậu càng là qua lại nhiều lần, về tình về lý, đều nên ra tay. Dĩ vãng hai bên là địa vị ngang nhau quan hệ, có thể cái kia kim giáp châu một trận, hà hoa thành tuy rằng khó khăn bảo vệ đỉnh núi không mất, nhưng mà nguyên khí đại thương, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thế cho nên nhà mình thành chủ, đều không thể không đánh vỡ lời thề. Lần đầu rời khỏi Hà Hoa Thành, vượt qua châu đi xa trung thổ, chủ động đã tìm được cái kia nàng nguyên bản thế đời này, không gặp nhau nữa chắc lộc tống tử, xuất thân mi sơn kiếm tông trẻ tuổi nữ tử kiếm tu một tay nắm lấy bên hông nghiên mực nhỏ một tay kết kiếm quyết cùng một nhiều người hào hữu tiếng lòng ngôn ngữ nói là vị thâm tàng bất lộ kiếm tu vừa rồi đối phương ngăn cách thiên địa thủ bút vô cùng có khả năng là trích tiên núi liễu kiếm tiên sở trường nhất lôi chỉ kiếm trận lúc trước cái kia một tay bùi chú thuật pháp là người này thủ thuật che mắt cái kia đầu vai nằm sấp lấy chỉ thổ bảo con chồn nhỏ mai hoa am tiên tử có chút mặt mày thay đổi sắc mặt nhịn không được rung giọng nói, có muốn hay không ta mở ra kính hoa thủy nguyệt, miễn cho người này ra tay không cố kỵ, tùy tiện xuất kiếm giết người. Hà hoa thành nam tử thở dài, ngàn vạn đừng đi lửa cháy đổ thêm dầu, chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã quên sao? Kiếm tiên giết người, là không nhất chú ý cái gì quy củ kiêng kỵ đấy. Mai hoa am nữ tu nói khẽ, đây là văn miếu phụ cận, kiếm tiên cũng không dám tùy tiện giết người đi. Nam tử kia bất đắc dĩ, đành phải kiên nhẫn giải thích nói, kiếm tiên phi kiếm, đương nhiên có thể một kiếm chém đầu người sọ nhưng mà cũng có thể không đi truy cầu dựng xào thấy bóng hiệu quả a à, tùy tiện lưu lại vài kiếm khí ẩn nấp tại tu sĩ kinh mạch chính giữa nhìn như vết thương nhẹ nhưng thật ra là cái kia đoạn đi tu sĩ trường sinh cầu hung ác thủ đoạn hơn nữa kiếm khí một khi rót vào hồn phách chính giữa chỉ là quấy nát một chút mặc dù trường sinh cầu không gãy còn nói gì tu đạo tiền đồ mi sơn kiếm tông cái vị kia kim đan kiếm tu gật đầu nói xác thực rất giống tiên nhân liễu châu kiếm trận Liễu Châu am hiểu lấy phi kiếm kim tuệ, vẽ lôi trì cấm địa. Luyện khí sĩ thân ở trong đó, cũng sẽ bị kiếm khí thiên địa áp thắng. Luyện khí sĩ chống lại cảnh giới tương đương kiếm tu, nay đã muôn phần cố hết sức, còn có trận pháp cấm chế, nay biến mất so sánh, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chẳng lẽ vị này trẻ tuổi kiếm tiên, cùng cái kia yêu thích đánh cờ tiên nhân Liễu Châu, sư xuất đồng môn, hoặc là trích tiên núi một vị không quá ưa thích xuất đầu lộ diện lão tổ sư quả thật như thế, cái kia hết thầy liền đều nói được đã thông. Mọi người rất nhiều chỗ rất nhỏ thần sắc biến hóa. Trần Bình An đều nhất nhất ghi nhớ. Nhiều khi, một người trong ánh mắt, trên mặt chỗ rất nhỏ, những cái kia không lời nói, ngược lại so với mở miệng theo như lời ngôn ngữ, càng tiếp cận chân tướng. Trần Bình An liếc mắt xa xa một vị tướng mạo gầy gò lão giả, hình như là Lưu Hà Châu Du Châu Khâu Thị Khách Khanh, ngồi ở hai vị trẻ tuổi bên cạnh, lúc trước một mực ở thưởng thức uyên ương trừ phong cảnh, trong tay có hộp gỗ mở ra, tràn đầy không cần kiểu dáng khắc đao, không có thả câu, thủy chung tại mài rũ ngọc thạch, sơn thủy mỏng ý con đường. Tại Trần Bình An, lấy kiếm khí tạo nên một tòa màu vàng lôi trì tiểu thiên địa về sau, còn lại tu sĩ, vô luận là thuật pháp còn là tâm ý, vừa chạm vào kiếm khí tức là tán loạn, từng cái một biết khó mà lui, chỉ có vị lão giả này có thể chạm đến lôi trì kiếm trận mà không lui, cổ tay nhéo một cái, khắc đao khẽ nhúc nhích, có cái kia cẩn thận thăm dò dấu hiệu chỉ có điều lão nhân tại vẫn còn dư lực điều kiện tiên quyết, rất nhanh ở giữa đồ buông tha cho cái này hỏi kiếm cử động. Giờ phút này phát giác được Trần Bình An dò xét ánh mắt, lão nhân mỉm cười, lấy tiếng lòng xin lỗi nói, vừa rồi phá trận cử động, là thói quen gây ra, khẩn thiết sinh kiếm tiên không cần nhiều tâm. Sau đó ta lấy này cái gần xong việc sơn thủy mỏng ý giống hình trương, làm bồi tội. Trần Bình An tiếng lòng đáp, vô công bất thụ lộc, tiên sinh cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sơn thủy gặp gỡ một trận, nhân tình mỏng ý nhẹ mài rũa, chạm đến là ngừng là tốt chỗ. Hành tẩu trên núi, kỳ thật nhiều khi, đều không cần lui một bước, khả năng chỉ cần có người chủ động bên cạnh cái thân, cầu độc mộc sẽ biến thành đường dương quan. Lão nhân hơi hơi kỳ quái, gật đầu cười nói, chưa từng nghĩ kiếm tiên tiền bối cũng là kim thạch người trong nghề, hân hạnh gặp tại hạ lâm thanh, theo sư phụ dương tuyền. Trần Bình An ánh mắt sáng lên, lập tức cải biến chủ ý, nói ra, lâm tiên sinh cái kia miếng giống hình trương, ta liền thu nhận chưa từng nghe nói Lâm Thanh, nhưng mà đối với Dương Tuyển cái tên này, Trần Bình An nhưng là như sấm bên tai, người này xuất thân lão khanh phúc địa, ưa thích tại đắc ý tác phẩm trên lạc khoản một cái tuyển chữ, giá trị nghìn vàng. Dương Tuyển so với buổi chú Vu Huyền tông môn hạt hạ này tòa lão khanh phúc địa, tựa như làm Khương thị kiểu dáng phòng trưởng cái bàn tàu ra so với Vân Quật phúc địa, đều thuộc về qua lại thành tựu, kiến tạo thế ra kiểu dáng tàu, nhiều đời người, chế tạo ra Vân Quật phúc địa 18 cảnh. Dương Tuyển tức thì chỉ dựa vào sức một mình, đã giúp trợ lão khanh phúc địa vài loại chỉ có ngọc thạch, trở thành hạo nhiên thiên hạ thư phòng thanh cung thiết yếu một trong. Một cái ngọn núi sáng tạo, dựa vào khai sơn tổ sư tu vi, cảnh giới, quan hệ. Nhưng mà một tòa tông môn chính thức nội tình, còn muốn xem có được mấy cái dương tuyền, kiểu dáng tạo như vậy chậu châu báu. Nhà mình núi lạc phách, hôm nay liền đã có một cái nửa. Liên ngẫu phúc địa hồ quốc đứng đầu phái tương, tạm thời còn chỉ có thể coi là nửa cái đến nỗi cái kia một cái, đương nhiên là thân phụ thần thông trưởng luật trường mệnh rồi. Trần Bình An chủ động nói ra, nếu như có cơ hội, hy vọng có thể hội kiến dương sư, mặt dày tới cửa, tốt đòi hỏi vài món ngọc giả sơn, lấy chấn ra chỗ ở phong thủy. Bởi vì tại đảo Huyền Sơn Linh chi trai mua cái kia bản thần tiên trên sách, Trần Bình An liền từng thấy biết đến vị này Dương Tuyền ghi chép, đương nhiên văn tự độ dài không nhiều lắm, thế nhưng là đối với một vị công tượng mà nói, đã là cái cọc lớn lao vinh dự ở đằng kia bộ giảng thuật hạo nhiên thiên hạ phong thổ tình hình trung sơn hải trí trên có câu dương tuyển khắc hồ tay cầm ấn trên cổ hơi tím vô thượng thần phẩm làm cho người ta hướng về trên sách còn lấy tiên gia thuật pháp thác ấn có dương tuyển nổi danh nhất một kiện loại nhỏ ngọc giả sơn có cái kia 18 động thiên danh sưng đúng là dương tuyển sở trường nhất mỏng ý chạm trổ điều khắc có một bức suối núi lữ hành đồ trời cao mây sơ ẩn sĩ cưỡi lừa phu khuân vác theo đuôi núi cao chỗ lại có lầu các thấp thoáng xanh tươi gian nhìn kỹ phía dưới, dưới mái hiên cưỡi ngựa minh văn, đều chữ chữ rõ ràng rành mạch, trong lầu càng có mỹ nhân dựa vào lan can, cầm trong tay quạt lụa, quạt giấy vẽ cung nữ, cung nữ nhìn gương trang điểm, trong kính có trăng, trăng có nghiễm hàn cung, nghiễm hàn cung giữa vẫn còn thần nữ đảo luyện, tầng tầng tiến dần lên, có khắc động thiên, có thể nói cuối cùng yếu ớt chi công. Nói thật, chỉ cần là dương tuyển chính phẩm, cao hơn giá cả, qua tay một bán, đều là kiếm lớn. Vì vậy trên núi tu sĩ, thiếu không phải là tiền, thiếu chính là cùng Dương Tuyển mặt đối mặt nói mua bán trên núi con đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị kia gần hợp đạo tinh hà, đưa thân 14 cảnh bùa chú vu tiên, được xưng một tổ sơn ba cái tông, hạt hạ có một tòa thượng đẳng phúc địa, một tòa tiểu động thiên cùng hai tòa trung đẳng phúc địa, tài nguyên rộng rãi tiến lão khanh phúc địa, chẳng qua là một cái trong số đó. Dương tuyển người này, mặc dù chỉ là thợ thủ công xuất thân, nguyên anh cảnh giới, nghe nói rất được tại huyền khí nặng ai dám cùng ngươi dương tuyền ép mua ép bán không cẩn thận sẽ phải bùa chú ăn no đấy đồng dạng là kỳ đãi chiếu danh thủ quốc gia chơi cờ lực lượng cũng chia mạnh yếu tay như vậy đồng dạng là phi thăng cảnh càng phân mạnh yếu bùa chú vu tiên long hổ sơn đại thiên sư hỏa long chân nhân đều được công nhận lão phi thăng đã nói lớn tuổi càng nói phi thăng cảnh nội tình sâu không thấy đáy lâm thanh nghe vậy trong lòng cực kỳ kinh ngạc vẫn là cười gật đầu đáp ứng lão nhân làm du châu khâu thị khách khanh lập tức cùng cái kia hai vị bình sinh nặng khí phách đổi thị đệ tử lấy tiếng lòng ngôn ngữ nhắc nhở thần công huyền tích không muốn hành động thiếu suy nghĩ người này tuyệt không phải cái gì tà đạo cùng đồ nói không chừng là cùng cửu chân tiên quán có mối hận cũ hạng người tóm lại chúng ta xa xem là được nhớ lấy không cần tùy tiện ngôn ngữ lão tiên sinh suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu vị này không biết số tuổi thật kiếm tiên đối với ta ân sư có chút ngưỡng mộ xem kia khí độ, hơn phân nửa cùng hai vị công tử đồng dạng, là hoa môn thế gia vọng tộc đệ tử xuất thân, vì vậy hoàn toàn không cần phải vì một cái danh tiếng thường thường cửu chân tiên quán, cùng người này trở mặt. Vu Việt cùng tạ ra tiểu tử hỏi vài câu, phá lệ trở thành một hồi thần mách lẻo, lập tức cùng trẻ tuổi ẩn quan nói ra, trên mặt đất gia hỏa này, gọi là Lý Thanh Trúc, thích ăn con cua, vì vậy được một cái Lý Trăm cua tên hiệu, là cửu chân tiên quán chủ nhân vân diệu đệ tử đích truyền một trong lý thanh trúc tu hành tư chất bình thường chính là sẽ đến sự tình cùng hắn sư phụ đại khái là con rùa đối với đậu xanh vì vậy rất được yêu thích cùng coi trai ruột không sai biệt lắm thượng bất chính hạ tắc loạn trần bình an gật gật đầu cười nói nắm chắc trần bình an nhẹ nhàng một cước đá vào cái kia châm hoa khách trên đầu cười nói tỉnh trời còn chưa có tối chớ ngủ cái kia đánh hai lần nước trôi nổi người trẻ tuổi chậm rãi mở mắt tỉnh lại gặp được cái kia xuất quỷ nhập thần áo xanh khách, sắc mặt trắng bệch, dụng cả tay chân như cũ nằm, lui về phía sau mấy bước. Thực chất là vị này trung thổ thần châu thiên chi kiêu tử, lo lắng cho mình một cái đứng dậy, liền lại muốn nằm xuống, đã như vậy, không bằng một mực nằm, nói không chừng còn có thể ít bị tội. Ôi, con rất hội diễn làm trò. Trần Bình An liếc xem thấu đối phương trong tay áo động tác, này đây độc môn bí pháp viện binh đi. Giả vờ không có nhìn thấy, căn bản không ngăn cản lấy bởi vì Trần Bình An muốn xem nhìn qua đối phương kế tiếp biểu lộ. Một bụng ý nghĩ xấu lắc lư đến lắc lư đi, cuối cùng, phải có một viên xấu gan chống lên cái kia phần gan dạ sáng suốt. Làm một viên xấu gan cho triệt để nghiền nát rồi, biến thành tràn đầy mật đắng nước đắng, người xấu sẽ trung thực rất nhiều. Như là đã truyền tin cho truyền đạo ân sư, khẳng định chính là mọi sự thuận lợi, vì vậy vị kia châm hoa lang an vị đứng dậy. Lý Thanh Trúc rất nhanh liền khôi phục thần sắc, phong thái như cũ, vẫn còn nhàn hạ thoải mái, nâng đỡ búi tóc làm cho châm cái kia chi hoa mai sửa sang vạt áo bị thương không nhẹ khắp nơi khí phủ linh khí loạn như chập choạng chỉ là dưỡng thương điều trị chỉ sợ cũng muốn hao tổn tiền lại mất công không có hai ba năm căn bản đừng nghĩ khỏi hẳn trước mắt cái thằng này thật sự là đáng hận đến cực điểm nam tử vẫn là mỉm cười nói hôm nay chịu nhục tất có hậu báo trần bình an vươn tay cười tủm tỉm nói lấy ra vị kia đến từ cửu chân tiên quán quán chủ đích truyền có chút nghi hoặc khó hiểu trần bình an cười nói nói tiền thương cảm tình hai ta cũng không cái gì giao tình có thể đả thương đấy vội vàng đem tiền lấy ra a à? biết y móc ra mua đường tiền tài nhiều khi chính là tiền bán mạng người nọ ánh mắt cực nóng cười to nói tiền bán mạng vậy ngươi có biết hay không sư phụ ta hôm nay ngay tại uyên ương chử ta sợ ngươi có mệnh cầm mất mạng hoa hắn dũng khí mười phần chậm rãi đứng dậy về sau một tay vỗ vỗ trên người bụi đất duỗi ra mặt khác cái tay kia lấy ra đến phiên ngươi. Trần Bình An cười nói, châm hoa không có gì, đầu đội hoa mai, cũng có chút không ổn, dễ dàng số con dẹp. Lý Thanh Trúc mỉm cười nói, rất tốt, lời này nói được có học vấn rồi, ta nhất định giúp ngươi cùng vị kia hoa thần nương nương gửi lời nói. Trần Bình An gật gật đầu, xem ra còn là không có dài trí nhớ, không quản được miệng. Nhớ kỹ nói được thì làm được, sau đó đi theo vị kia mệnh chủ hoa thần thuật lại những lời này. Lý Thanh Trúc lúc này thật sự là thiên vương lão tử đã đến cũng không sợ, chính mình vốn là chiếm lý nói toạc trời đi cũng là người này tùy ý đà thương người trên núi luận tâm bất luận dấu vết ngươi cho là mình là ai lễ thánh sao nhưng mà một cái cố thanh tung trong mắt tiểu oai nhi thật là có bản lĩnh ngươi tại sao không đi cùng hỏa long chân nhân lôi kéo làm quen không đi cùng cái kia đại kiếm tiên tả hữu xưng huynh gọi đệ lý thanh trúc quay đầu mắt nhìn cái kia hồng y nữ tử thu hồi lại ánh mắt nhách miệng cười cười sao lão tử vừa lếch nhìn có bản lĩnh lại đến a à? lúc này uyên ương trừ bên kia tất nhiên có không ít cao nhân đều tại chú ý nơi đây cầu ngươi tiếp tục tại trước mắt bao người hành hung trần bình an lấy tiếng lòng tới cười nói ngươi có biết hay không vân diểu tại uyên ương trừ bên cạnh bờ đang chờ ta lần nữa ra tay hắn mới có thể hiện thân nơi đây vì vậy chỉ cần ta đứng đấy không nổi phụng bồi ngươi nói chuyện phiếm xuống dưới ngươi cũng chỉ có thể một mực ở tại chỗ này mất mặt xấu hổ ngươi nói ngươi bây giờ nói bất luận cái gì lời nói làm một chuyện gì ý nghĩa ở đâu ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, coi như là đợi chút nữa Vân Diểu giúp ngươi tìm về chàng tử, thì sao? Lý Trăm cua tại Uyên Ương chử hoành hành đi sông lớn một chuyện, còn không giống nhau là cái cọc đáng giá ghi lại việc quan trọng Sơn Thủy chuyện lạ. Đợi đến lúc Văn Miếu Sơn Thủy công báo bỏ lệnh cấm, có thể hay không truyền khắp Trung Thổ Thần Châu. Ta xem sẽ còn có, Thanh Trúc Huynh ngươi có phát hiện hay không? Ngươi ái mộ cái vị kia mi Sơn kiếm tông nữ kiếm tu, từ hôm nay trở đi, cùng ngươi coi như là càng đi càng xa rồi hả? thậm chí ngay cả trước kia ái mộ ngươi cái vị kia mai hoa am tiên tử, lúc này xem ánh mắt của ngươi, đều biến vị rồi hả? Hay hoặc là, ngươi cái kia sư phụ vân diệu, về sau trở về cửu chân tiên quán, mỗi lần nhìn thấy ngươi vị này đệ tử đắc ý, đều khó tránh khỏi nhớ lại uyên ương chửi chạm lướt trên mặt nước cảnh đẹp. Lý Thanh Trúc mặt sắc mặt xanh mét, chỉ thấy người nọ lại bắt đầu cười ngôn ngữ, ngươi đoán một chút xem. Ta cùng với ngươi những lời này, này đây tiếng lòng cùng ngươi một người nói, còn là tất cả mọi người đã nghe được. Thanh trúc huynh a à, thanh trúc huynh, ngươi cho rằng ta cho ngươi trước sau hai lần chạm lướt trên mặt nước, đồ cái gì, tự nhiên là giúp ngươi dương danh văn miếu a, à. Cố Thanh Tung tại Phán Thủy huyện thành một trận sau đó, đoán chừng liền tính ngươi phong quang nhất rồi. Kỳ thật không có việc gì, thanh danh tính là cái gì, người tu đạo trong núi không nóng lạnh, vài chục năm không hạ sơn rất bình thường. Hơn nữa, người những cái kia chỉ biết ngây ngốc tu hành sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, ở trên núi nhất định sẽ an ủi ngươi vài câu đấy. Ngươi xem một chút, một tòa Cửu Chân Tiên quán, trên núi ngoài núi, từ Ân sư đến Đồng môn, ta đều giúp ngươi cân nhắc đến rồi. Ngay cả ta Sơn Thủy công báo trên giúp ngươi lấy hai cái tên hiệu, đều muốn tốt rồi, một cái lý nước trôi nổi, một cái lý lé mắt liếc. Vì vậy ngươi không biết xấu hổ hỏi ta đòi tiền, không được ngươi cho ta tiền, làm cảm tạ thù lao. Lý Thanh Trúc sắc mặt trắng như tuyết, bờ môi run rẩy. Lúc này đây cũng không có lé mắt liếc nhìn nữ tử gan dạ sáng suốt rồi thậm chí đều không có cùng trước mắt áo xanh khách đặt xuống đe dọa lòng dạ rồi. Những lời này, tựa như kiếm tu một loại kiếm đưa ra, rồi lại tiếp tục hỏi kiếm 10 năm trăm năm. Bởi vì chính thức xuất kiếm người, hoàn toàn là Lý Thanh Trúc bên người tất cả quen thuộc người. Cách dăm ba ngày đấy, sẽ có người giúp đỡ Trần Bình An đệ kiếm cùng hỏi kiếm. trêu chọc ngươi chơi, thiệt tình không có ý gì. Trần Bình An lại một chân, trực tiếp đem tên kia lần nữa đạp vào trong nước, lúc này đây, lực đạo cũng không nhẹ, như một cây chiếc đỗ nghiêng cắm vào trong nước, trực tiếp đụng vào lòng sông dưới đáy, đi hô nhà của ngươi trưởng bối tới đây. Lại lĩnh giáo một cái cửu chân tiên quán môn phong. Không phải chân chính câu khách, nan giải lời này diệu dụng. Nếu là lên bờ con cá quá nhỏ, câu lên cũng sẽ bỏ. Qua, hơn phân nửa sẽ đến trên một câu như vậy. Cùng cái kia đánh ổ mặt nước tăng ba thước đồng dạng được ưa chuộng. Trần Bình An vuốt vuốt cái cầm, thực không phải bình thường đầu cứng rắn, cái này cũng không có đầu mở cái muôi. Lý Bảo Bình mắt nhìn xa xa trong nước uyên ương chử, nhỏ giọng hỏi Tiểu sư thúc, nàng đã nhận ra bên kia dị tượng. Ý của nàng là có cần hay không hô nàng đại ca tới đây giúp đỡ? Trần Bình An quay đầu cười nói, việc nhỏ. Trần Bình An ý tứ càng đơn giản, việc nhỏ kỳ thật chính là không có việc gì. Có tiểu sư thúc tại, vậy là đủ rồi. Uyên ương chử bên kia có một vị sắc mặt không vui, tại đạt được đệ tử đích truyền truyền tin cầu cứu về sau tiên nhân chân thân, thủy trung chắp tay sau lưng đứng ở mép nước, rồi lại thi triển trưởng quản núi sông thần thông, xa xa nhìn bờ sông một bộ áo xanh. Vân Diểu vị này cửu chân tiên quán chủ người, gặp lại người nọ dám tại mắt của mình ra phía dưới, cố ý lần nữa đả thương người, gầm lên một tiếng, tặc tử lớn mật bốn chữ ngôn ngữ, như trên sông chấn lôi, tiên nhân tùy theo hiện ra một cái pháp tướng, mặc một bộ trắng như tuyết pháp bào, kéo mà ra, như cái kia bạch hồng quán nhật, khí thế khinh người thoáng qua giữa liền bay vút đến rồi nước sông phía trên, quan sát bờ sông mọi người. Tiên nhân pháp tướng, trên cao nhìn xuống, khí thế uy nghiêm, trầm giọng nói, tiểu tử người phương nào, dám can đảm tại văn miếu trọng địa, không hỏi xanh đỏ đen trắng, lung tung đả thương người. Hiển nhiên không có tham gia bất luận cái gì một trận văn miếu nghị sự, bằng không thì cũng sẽ không quẳng xuống một câu tiểu tử người phương nào. Vu Việt vẫn thật là không vui. Lão tử là Ngọc Phát kiếm tu, không chém cái tiên nhân chẳng lẽ chém cái kia ngọc phát luyện khí sĩ hay sao bắt nạt người không phải là không nhận biết cái kia phiêu trong nước hưởng phúc nhóc con nhưng này vị vừa hiện thân liền uy phong tám hướng trung thổ tiên nhân vu việt thật đúng là không xa lạ gì trên thực tế hạo nhiên thiên hạ đỉnh núi tu sĩ phi thăng cảnh tu sĩ cùng tiên nhân hơn nữa ngọc phát cảnh kiếm tiên phần lớn giữa lẫn nhau cũng không lạ lẫm hoặc là bằng vào những cái kia sơn thủy công báo chỉ cần đối phương không có thi triển thủ thuật che mắt liền đều lức nhận được, ví dụ như vị này áo trắng tiên nhân, tên là Vân Diểu, đạo hiệu xanh biếc hà, hắn còn có một vị đạo lữ, nghe nói vừa mới đưa thân tiên nhân cảnh, một cái ngọn núi đạo lữ đôi tiên nhân, vì vậy mấy năm gần đây, cửu chân tiên quán khí diễm tăng vọt. Trần Bình An lấy tiếng lòng khuyên can vu việt, tiền bối trước chia ra kiếm, có chút không thích ứng. Nếu như là tại kiếm khí trường thành bên kia, kiếm tu đã sớm bắt đầu gieo hò khen hay huyết gió, huyết sáo rồi, giúp đỡ xuất kiếm. Xem cuộc vui cũng không kịp chậm trễ uống rượu. Vu Việt lập tức thu liễm một thân kiếm khí, ẩn quan làm chủ, ta trước nhìn xem. Chẳng qua đợi lát nữa cần xuất kiếm, ngàn vạn đừng khách khí, cùng ta thông báo một tiếng, hoặc là ném cái ánh mắt là được. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, ngẩng đầu cười nói, họ ngô, tên chồng. Chúng ta không quen, ngươi gọi thẳng kỳ danh là được. Không phải là vị này tiên nhân tính khí tốt, mà lại là trên núi đánh nhau, trước hết có một đạo đức đại nghĩa, mới tốt hạ tử thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên nhân pháp tướng đại thủ tìm tòi, sẽ phải đem cái ký ướt sũng trước vớt nơi tay. Trần Bình An cười lạnh nói, hỏi qua ta đáp ứng không có. Hai ngón khép lại làm kiếm quyết, thi triển chỉ kiếm thuật, một đạo kiếm quang trống rỗng xuất hiện, chém xuống một cái, đem cái kia tiên nhân pháp tướng cánh tay, tính cả uyên ương trừ một cái nước sông, cùng nhau chặt đứt. Vân Diểu có chút trở tay không kịp, đạo kia kiếm quang lại vô cùng mạnh mẽ, may mà tiên nhân pháp tướng cái kia trắng muốt như ngọc cánh tay, Tính cả pháp bào trắng như tuyết tay áo, rất nhanh khôi phục như thường. Trần Bình An cười lấy tiếng lòng cùng bờ sông mọi người ngôn ngữ một câu. Vân Diểu Tiên Nhân pháp tướng, cười lạnh nói, ta đây đệ tử, có gì vượt qua cử động, cần để cho ngươi ra tay nặng như vậy. Tổn thương hắn lục phủ ngũ tạng, tai họa sáu chỗ bổn mạng khiếu huyệt. Hai lần ra tay, thiếu chút nữa muốn đánh đoạn hắn trường sinh cầu, nhà ai kiếm tu, dám can đảm như thế bạo ngược làm việc. Bờ sông mọi người, thần sắc cổ quái, cho dù là vị kia mi sơn kiếm tông trẻ tuổi nữ tu, còn có cái kia lúc trước còn nơm nớp lo sợ mai hoa am tiên tử, giờ phút này đều cảm thấy có chút muốn cười, chỉ là vất vả nhịn xuống, không có khả năng toát ra đến. Bởi vì tại cửu chân tiên quán vân diểu tiên nhân mở miệng trước, cái kia áo xanh kiếm tiên giống như biết trước, nói một phen ngôn ngữ, nói chúng ta vị này tiên nhân, đã trúng một kiếm, cảm thấy đụng phải khó giải quyết cứng rắn điểm quan trọng rồi, khẳng định trước nên vì đệ tử kể khổ, được rồi khép lại uyên ương trừ đám kia đỉnh núi quần chúng hỏi lại vừa hỏi của ta tổ sư truyền thừa, đỉnh núi đạo mạch, mới tốt quyết định là võ đấu còn là văn đấu. Vu Việt cảm khái muôn phần, bị bồ lão nhân khen ngợi không thôi ẩn quan đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Diểu phát giác được bờ sông mọi người khác thường, chỉ là không có suy nghĩ nhiều, cũng không phải do phân tâm, tiên nhân pháp tướng, một tay bóp bùa chú đạo quyết, một tay bóp binh gia pháp quyết. Quét sạch nước sông, hóa là một cái màu xanh dao long, vò tới bờ sông cái kia một bộ áo xanh, mà nước sông thượng du, xuất hiện một cái nửa đáp xuống thực nửa hiển thánh kim thân thần tướng, đạp sóng mà đi. Trần Bình An vừa xảy bước ra, đi tới lòng sông chỗ, kiếm khí chút xuống, người như dựng ở một vòng trắng như tuyết trăng tròn giữa. Một vòng trăng sáng kiếm khí cùng một đầu dòng nước chạm vào nhau, cương khí kích động không thôi, nước sông cuồn cuộn, nhắc lên từng trận sóng lớn, mãnh liệt vỗ bờ. Một bộ áo xanh đúng là vẫn còn dư lực chiếu cố bên cạnh bờ, nhẹ nhàng lắc lư một cái ống tay áo, tiết lộ ra một cái bùa chú khe nước tại bên cạnh bờ một đường gạt ra như võ tốt bảy trận đem những cái kia đầu sóng toàn bộ vỡ nát vị kia thần tướng cầm trong tay một cây trường thương kéo ra thật dài màu vàng ánh sáng lưu huỳnh dài đến bảy tám chục trượng trường thương phá vỡ cái kia vầng kiếm khí trăng sáng lại bị áo xanh khách giơ cánh tay lên hai ngón khép lại nhẹ nhàng chống đỡ mũi thương tiên nhân pháp tướng nâng lên một tay đúng là trong nước xảy ra hỏa hoạn long có vài dòng lửa lượn vòng tại trên mặt nước xa xa vườn quanh cái kia một bộ áo xanh chế tạo ra một tòa lò luyện đan độc môn trận pháp chân hỏa nấu luyện nước sông sôi trào mây mù lên không lại một trường bốc lên lại chở bàn tay rơi xuống trong trời đất xuất hiện một thanh đồng xanh tròn kính ánh sáng bốn phương đem cái kia áo xanh khách bao phủ trong đó tiên nhân vân diểu lại tế ra một kiện bổn mạng pháp bảo pháp tướng cầm trong tay một nhánh cực lớn bạch ngọc linh chi trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng trong sông cái kia áo xanh khách tiên nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đánh cho rất là phong sinh thủy khởi đến nỗi cái kia giống như rơi xuống hạ phong chỉ có chống đỡ lực lượng trẻ tuổi kiếm tiên cũng chỉ là thủ lấy một mẫu ba phần mà ngoan ngoãn chịu đựng những cái kia làm quần chúng rất cảm thấy hoa mắt tiên nhân thần thông uyên ương trừ mép nước đại tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều đã không ngừng hai tay số lượng đều là xem vân diểu lão tổ cùng người đấu pháp náo nhiệt đã đến lớn ủng vương triều có cái kia cả nước châm hoa tập tục cho nên cùng bách hoa phúc địa quan hệ vô cùng tốt mà ở vào đại ung vương triều cửu chân tiên quán tuy rằng hôm nay là trác lộc tống thị phụ thuộc có thể trong lịch sử nhất cường thịnh thời kỳ từng là trung thổ thần châu nhất lưu tiên ra thế lực cái kia đoạn cửu chân tiên quán nhất làm dạng dỡ tổ tông cao chót vót trong năm tháng trác lộc tống thị đều phái con em gia tộc đi cửu chân tiên quán tu hành năm vị đồng thời trên đời nhà mình tổ sư gia tăng thêm còn lại bốn vị cung phụ khách khanh đồng thời có được chín vị thượng ngũ cảnh tu sĩ lúc ấy trong đó một vị lão tổ sư còn là phi thăng cảnh đáng tiếc không thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, tiếc núi đại đạo tiêu vong. Tổ tiên rộng rãi qua, hôm nay cũng không coi là gia đạo suy tàn. Hai vị tiên nhân, tăng thêm cung phụ, khách khanh, cũng có năm vị thượng ngũ cảnh tu sĩ. Cử chân tiên quán pháp chế đạo mạch, tương đối pha tạp, hỗn tạp, phù lục phái đạo nhân, kiếm tu, binh gia tu sĩ, thuần túy vũ phu, đều có bất đồng truyền thừa, có thể cho đệ tử trong môn lựa chọn tu hành con đường. Tổ sư Vân Diểu cái vị kia đạo lữ, có được một tấm vải đầy man gió trứng mưa sát khí nồng đậm nghiền nát tiểu động thiên bí cảnh am hiểu bắt quỷ dưỡng quỷ lưu hà châu tiên nhân cần tảo cái kia sư tỷ thông thiến một mực ở tham gia nghị sự thượng vị phản hồi vì vậy cần tảo vẫn tại đi dạo cần tảo nghi ngờ nói ở đâu xuất hiện kiếm tiên nghiêm lão nhi người nhận ra người này cần tảo bên người là thiệu nguyên vương triều đại tu sĩ nghiêm cách người này danh khí thật lớn không đơn giản bởi vì hắn là một vị tiên nhân càng bởi vì có chút sơn thủy công báo trợ giúp buồn nôn người không đền mạng, cái gì có rượu nhất định đến nghiêm chân chó, còn có cái kia cọ tửu thần thông phi thăng cảnh, đánh nhau công phu nhỏ địa tiên. Nghiêm cách lắc đầu nói, lạ mặt. Một bên có quen biết tu sĩ nhịn không được hỏi, một vị kiếm tiên thể phách, đến nỗi như vậy cứng cỏi sao? Nghiêm cách cao mày nói, luôn không đến mức kiếm tiên bên ngoài, còn là vị viễn du cảnh, hoặc là cái kia sơn điên cảnh vũ phu. Cần tảo bĩu môi, hoặc là vị ẩn thế không xuất ra tiên nhân cảnh kiếm tu, bằng không thì nói không thông đạo lý một vị bách hoa phúc địa mệnh chủ hoa thần, mang bộ mặt sầu thảm, nàng trong lòng có chút oán trách cái kia cửu chân tiên quán tu sĩ trẻ tuổi, cái này trên núi ân oán, đều dựa vào bản lĩnh cá nhân, là được, nhắc lên nàng làm cái gì đấy. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, vị này hoa thần nương nương, luôn cảm thấy vị kia áo xanh khách, cùng nàng có vài phần đại đạo thân cận đâu. Cái này càng không đạo lý rồi, loại này tối tăm bên trong huyền diệu dẫn dắt, tình hình chung, chỉ sẽ xuất hiện tại nàng cùng nhà mình hoa thần khách khanh trên người chẳng có lẽ cái kia trẻ tuổi kiếm tiên trong lòng có cái kia đủ lưu danh sử xanh vịnh mai thơ cần tảo nói ra ta như thế nào cảm thấy có chút không đúng nghiêm cách gật gật đầu kiếm tiên kia giống như tại một bên tu sĩ nói tiếp lưu cá vu việt nửa điểm không lo lắng trẻ tuổi ẩn quan an nguy đùa giỡn hay sao kiếm khí trường thành là địa phương nào cần hắn một cái ngọc phát cảnh kiếm tu lo lắng kiếm khí trường thành ẩn quan vị này Lưu Hà Châu lão kiếm tu, cùng Bồ Hòa là bạn cũ hảo hữu, hơn nữa là quan hệ vô cùng tốt cái chủng loại kia mạc nghịch chi giao. Bằng không thì vu việt, tốt xấu là vị ngọc phát cảnh kiếm tu, cũng không có khả năng hảo tâm mời người uống rượu không nói, còn muốn kiên trì chịu trận mắng, hơn nữa không trả miệng. Rất nhiều năm trước, lâu đến như là kiếp trước sự tình rồi, vu việt đi kiếm khí trường thành rèn luyện thời điểm, còn là một kim đan cảnh kiếm tu, ở bên kia chờ đợi 3 năm, đã tham gia một lần đại chiến kiếm khí trường thành kiếm tiên, trên đường, trên chiến trường, gặp qua không ít, thế nhưng là trên bàn rượu, một cái đều không có chạm qua chén, bởi vì không có cơ hội cùng kiếm tiên ngồi cùng bàn uống rượu. Dù sao lấy chiếc kiếm khí trường thành, bất thành văn bàn rượu quy củ, kỳ thật không ít, cảnh giới không cao, chiến công không đủ, dù là cùng kiếm tiên tại một chỗ uống rượu, mình cũng không mặt mũi để sát vào bàn rượu. Vãn bối cùng tiền bối kiếm tu mời rượu. Kiếm khí trường thành cho tới bây giờ không có gió này tục, nhất là rèn luyện thời đại không lâu sư khác kiếm tu, xác thực rất khó dung nhập này tòa kiếm khí trường thành. Vu Việt trận kia rèn luyện, lúc đi trẻ tuổi khí thịnh, hăng hái, hồi lúc tâm tình cô đơn, ý thái hết thời. Phản hồi Lưu Hà Châu, cũng không ưa thích đề cập chính mình đã từng đi qua kiếm khí trường thành. Dù sao đi cũng tương đương không có đi, nói ra làm chi. Mà Vu Việt hảo hữu bồ hòa, cũng không đồng dạng là ngọc phát cảnh đi kiếm khí trường thành. Bồ hòa từng là Lưu Hà Châu nhất cõng nổi danh kiếm tiên, bởi vì tính tình cực đoan xuất kiếm giết người toàn bộ bằng hỉ nộ tâm cao khí ngạo đi xa kiếm khí trường thành là chạy tốt dạy kiếm khí trường thành biết rõ hạo nhiên kiếm thuật không thấp đi đấy kết quả vu việt rất nhanh liền thông qua đảo huyền sơn viên nhự phủ đạt được một cái giờ khóc giờ cười tin tức nói bồ hòa ở bên kia chọc tới đại kiếm tiên mễ hỗ hỏi kiếm bị thua mới không thể không dựa theo đồ ước nhất định ở lại bên kia luyện kiếm trăm năm thật lâu không được về quê điều này làm cho lưu hà châu không ít trên núi tu sĩ có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm vu việt gửi qua mấy phong thơ đi tới hảo y an ủi hảo hữu kết quả bồ hòa một phong cũng không có hồi âm có thể kỳ thật liền rất nhiều kiếm khí trường thành bản thổ kiếm tu đều không rõ lắm việc này nội tình bồ hòa hỏi kiếm người không phải là đại kiếm tiên mễ hỗ mà lại là cái kia nổi danh khoa chân múa tay phá phi kiếm đấy mễ dụ bằng không thì bồ hòa một cái ngọc phát cảnh kiếm tu hỏi kiếm thua bởi mễ hỗ thua bởi một vị đường đường tiên nhân cảnh đỉnh cao kiếm tu dự khuyết có cái gì có thể mất mặt đấy bồ hòa nơi nào sẽ khó có thể tiêu tan tại kiếm khí trường thành bên kia luyện kiếm mấy trăm năm lấy mễ hộ tác phong vốn là cao hơn đối phương một cảnh căn bản sẽ không đáp ứng loại này thắng bại không hề lo lắng hỏi kiếm càng sẽ không làm khó một cái nho nhỏ ngọc phát cái gì ở tại kiếm khí trường thành trăm năm bồ hòa bí mật phàn nàn không thôi trời còn mẹ người đổ chó hoang lừa gạt lão tử tại kiếm khí trường thành bên này liền tính mễ dụ cái này ngọc pháp cảnh nhất phế vật nói hắn từ nguyên anh bế quan phá cảnh đưa thân ngọc pháp quá nhấp nhô lảo đảo hao phí thời gian vô số năm tại kiếm khí trường thành chính là cái trò cười lớn vì vậy ngươi đi cùng mễ dụ hỏi kiếm nắm chắc đợi đến lúc một trận hỏi kiếm kết thúc bồ hòa bị mễ dụ chém cái gần chết bị vác đi tôn cự nguyên quý phủ ở bên kia nằm trên giường dưỡng thương cái kia đồ chó hoang còn có mặt mũi sách rượu tới hỏi đợi thở dài thở ngắn đau lòng không thôi bồ hòa lúc ấy liền hỏi hắn chuyện gì xảy ra đã nói rồi đấy nắm chắc kết quả a lương vẻ mặt người vô tội trái lại trả đũa ta là nói nắm chắc có thể đó là nói ngươi thua a cũng không nói gì ngươi thắng được nắm chắc a bồ lão huynh ngươi đã hiểu lầm a kiếm khí trường thành phế vật ngọc pháp đặt ngươi quê hương cái kia kim giáp châu đó cũng là đã định trước cùng cảnh vô địch kiếm tu a cuối cùng a lương vỗ đầu một cái hậu chi hậu giác nhớ lại một chuyện thuận tiện cùng bồ hòa nói ra miệng nói mễ dụ tên kia Trước kia tại Kim Đan, Nguyên Anh cái này địa tiên hai cảnh thời điểm, xuất kiếm rất hung tàn đấy, bằng bản lĩnh thắng được một cái gạo chặn ngang tên hiệu, vì sao? Ư, ừ, thích một kiếm chém tới, đem yêu tộc chặn ngang chặt đứt nha. Dựa vào trận kia chỉ có thượng ngũ cảnh mới có tư cách đánh cược làm cái, A Lương thắng không ít rượu nước tiền. Bởi vì A Lương giúp đỡ Bồ Hòa Dương danh, nói ra hỏa này, kiếm thuật lợi hại a, là cái kia Kim Giáp Châu không xuất thế kiếm đạo thiên tài, tư chất thật tốt quá đánh khắp một châu vô địch thủ, ván đã đóng thuyền đại kiếm tiên, đánh cho mễ hỗ, đều có lực đánh một trận. Hỏi kiếm mễ dụ, không biết chọn nhân tài rồi. Một trăm năm A, chọn vẹn trăm năm thời gian, bồ hòa phải dựa theo cùng mễ dụ đổ ước, giao cho tại kiếm khí trường thành rồi. Bồ hòa có một chút tốt, nguyện thua cuộc không oán người. Chỉ oán trách chính mình kiếm thuật quá nát như. Ngay từ đầu, kỳ thật rất làm cho người ta tuyệt vọng, kiếm khí trường thành so với Lưu Hà Châu, so với chim không ỉa phân cũng không khá hơn chút nào rồi, chỉ là về sau xuất kiếm hơn nhiều, cũng thành thói quen kiếm khí trường thành bầu không khí. Dần già, rất nhiều quen thuộc lão nhân đi trước một bước, rất nhiều trên bàn rượu chẳng phải quen thuộc trẻ tuổi gương mặt cũng vội vàng mà đi, giống như kiếm khí trường thành, ngược lại đã thành quen thuộc quê hương, xa xôi hạo nhiên cổ hương ngược lại dần dần lạ lẫm vài phần. Đến nỗi về sau mễ dụ tại đầu tường bên kia, bị thôi đông sơn lửa gạt đến trong khe đi, đối mặt tả hữu cận thân hỏi kiếm không hề có lực hoàn thủ mễ dụ liền cái kia xuất kiếm đánh trả ý niệm trong đầu đều không có không phải là mễ dụ quá yếu mà lại là tả hữu quá mạnh mẽ dù sao liền cái kia dự khuyết người thứ nhất đại kiếm tiên nhạc thanh kỳ thật căn bản không muốn cùng tả hữu đánh một trầu còn không phải bị tả hữu một kiếm bổ ra đầu tường cưỡng ép hỏi kiếm một trận trở về quê hương vu việt chuyên đã tìm được bồ hòa hỏi lần kia hỏi kiếm bồ hòa chỉ nói cái kia mễ hỗ kiếm thuật được thông qua đi ngã cảnh lão nhân cuối cùng còn không đầu không đuôi bổ sung một phe ngôn ngữ nói cái kia mễ hô em trai một thứ tên là mễ dụ ngọc phát cảnh kiếm tu kỳ thật kiếm thuật không kém không có ngoại giới nghe đồn như vậy không chịu nổi gia hỏa này là nghỉ mát hành cung ẩn quan kiếm tu nhất mạch ta đâu rồi cùng ẩn quan đại nhân là hảo huynh đệ vì vậy mễ dụ thấy chính mình theo lý thuyết sẽ phải thấp cái bối phận về sau có cơ hội giới thiệu hai người các ngươi quen biết một chút vu việt nghe nói qua mễ dụ rồi lại không phải là bởi vì mễ dụ kiếm thuật không kém, mà lại là vị này anh Tuấn kiếm tiên phong lưu khoản nợ vô số. Vu Việt có chút suy đoán, chỉ là nhưng mà cho bồ hòa một câu không có chứng một cái phế vật, mắng cái xối xả, hoàn toàn không nhúng vào lời nói, Vu Việt sẽ không dám hỏi nhiều. Bồ lão nhân tại Lưu Hà Châu, thật sự là xây dựng ảnh hưởng không nhỏ. Vu Việt cũng sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Vu Việt nhịn không được muốn xuất kiếm thời điểm, Bầu trời rơi xuống hai cái thân hình, một người tuổi còn trẻ nho sĩ, cầm trong tay gậy leo núi, bên người đi theo cái áo vàng lão giả tùy tùng. Lý Hoè cùng Non đạo nhân, đứng ở Lý Bảo Bình bên người. Lý Hoè vẻ mặt mờ mịt nói: "Bảo Bình, đi đâu?" Lý Bảo Bình tức giận nói: "Người đến, ánh mắt không mang đến." Lý Hoè sớm đã thành thói quen, chỉ làm không nghe thấy, tiếp tục hỏi: "Hiện tại thế nào cái cách nói, có muốn hay không ta xuất mã?" Lý Bảo Bình lắc đầu: "Tiểu sư thúc không cần giúp đỡ." lý hòe cười lệnh nói trần bình an không cần giúp đỡ là ta không ra tay lý do sao lý bảo bình quay đầu lý hòe lập tức sửa lời nói đương nhiên là gây ai cũng chớ chọc lý bảo bình nha lý hòe một bên dùng tụ âm thành tuyến cùng vị này cũng minh chủ ngôn ngữ một bên lấy tiếng lòng cùng bên người non đạo nhân nói ra chúng ta nếu như liên thủ đánh hay không qua được vị kia không biết cái gì cảnh giới tên gì nhìn qua rất lợi hại áo trắng trang phục đích người nào non đạo nhân vô cùng đau đớn nói Công tử, ngươi có thể tùy tiện vũ nhục ta, nhưng mà ta không cho phép công tử vũ nhục chính mình. Lý Huệ không hiểu ra sao, nói như thế nào. Non đạo nhân chém đinh chặt sắt nói, ta làm công tử thiếp thân tùy tùng, đánh cho tiên nhân, ăn cơm đồng dạng. Công tử lúc trước câu hỏi, đã thương người rồi. Này phi thăng cảnh đột nhiên sửa lời nói, không bị thương người, là tổn thương A Lương. Lý Huệ không so đo non đạo nhân chiếm A Lương tiện nghi, ngẩn người, nuốt nhổ nước miếng, tiên nhân, non đạo nhân có chút hẹn thùng, cái thằng kia cảnh giới là thấp điểm. Lý Hoè thử dò hỏi, vậy chơi hắn. Trước đó đã nói, đi chính là đi, không được là không được, ngươi đừng tỏ ra mạnh mẽ. Non đạo nhân ánh mắt cực nóng, trà sát tay nói, công tử, đều là đại lão gia, lời này hỏi được dư thừa. Mẹ của hắn Lý Đại gia lên tiếng, vậy, lão tử ngay cả có lão mù lòa che phủ rồi, đừng nói cái kia lòe lòe cho ẩn quan gãi ngứa ngứa tiên nhân, uyên ương trừ bên kia một đống lớn, cùng tiến lên đều được. Nhưng vào lúc này, Trần Bình An tiếng lòng truyền đến, cùng ba người cười nói, các ngươi không cần ra tay. Non đạo nhân cả giận nói, Trần Bình An, ngươi tính toán cây bướm. Lý Hòe cũng cả giận nói, cái gì đồ vật. Non đạo nhân hậm hực ngậm miệng. Trên mặt nước, Trần Bình An mỉm cười nói ra hai chữ. Hoa nở. Ngô Sương Hàng có thể học mọi sự vạn vật, Trần Bình An cũng biết. Mấy trăm vị áo xanh khách như bỗng nhiên hoa nở tứ tán. Tựa như một đóa màu xanh hoa sen mở tại trong trời đất một màn kia xác thực cảnh đẹp. Trên mặt sông, ở vào ở trung tâm một bộ áo xanh tức thì biến mất không thấy, đi tới tiên nhân Vân Diểu chân thân sau lưng, hai tay vạn chặt viên kia cổ, nhẹ nhàng nhéo một cái. Uyên Ương chử mép nước Vân Diểu chân thân, bị cái kia một bộ áo xanh bẻ gãy cái cổ về sau, đúng là tại chỗ thân hình tiêu tán, hóa thành một chương màu đỏ tía sắc bùa chú, văn tự màu bạch kim, chậm rãi bay xuống. Trần Bình An thò tay đem cái kia chương chết thay bảo vệ tính mạng quý hiếm bùa chú bóp, tại đầu ngón tay, tím trắng hai màu, bảo quang lưu chuyển. Trần Bình An không có đem thu nhập trong tay áo, nhẹ nhàng run cổ tay, dùng võ phu cương khí đem chấn vỡ. Đưa mắt nhìn bốn phía, tạm thời không thấy cái kia vân diểu tung tích. Xem ra vị này trung thổ tiên nhân, đánh nhau bản lĩnh không lớn, trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh không nhỏ. Công phạt thủ đoạn, yếu nhược tại vạn giao tông tiên nhân Hàn Ngọc Thụ. Xa xa mặt sông cái kia chỗ chiến trường, Trần Bình An hiện học hiện dùng từ ngô sương hàng cái kia một đạo thuật pháp hoa nở, càng nhiều chỉ là giống nhau, rất giống chẳng qua ba bốn phân mà thôi, chẳng qua Trần Bình An dùng tới xúc địa phù, tất cả như hoa sen nở rộ áo xanh khách cánh hoa, kỳ thật đều là một chương xúc địa phù, tương đương với từng tòa tạm thời bến đò, có thể cung cấp Trần Bình An tùy ý điên đảo sơn thủy, thay đổi vị trí. Cho nên khi xuống Uyên Ương trừ một cái sông lớn trên mặt nước, bảy tám chục vị áo xanh khách đứng ở trên nước, có chút đồ sộ. Từng vị trẻ tuổi kiếm tiên đều là mặt mũi hào hứng, áo dài thanh sam, chân xuyên giày vải, tay áo tung bay, dáng vẻ hào sảng phong lưu. Đến nỗi ăn lớn nhịn thua thiệt tiên nhân vân diểu, tại tế ra thế thân bùa chú thời điểm, cũng đã thu hồi cái kia cỗ pháp tướng, không biết ẩn thân nơi nào. Chẳng qua khẳng định không có đi xa. Trần Bình An lúc trước từ một cái trong ống tay áo tiết lộ, mà ra giấy vàng bùa chú, đều đã bị vỗ bờ sóng lớn đụng nát, lần lượt từng cái một bùa chú toàn bộ nứt vỡ, phù gan linh quang tràn đầy, bốn phía tràn ngập, nhẹ nhẹ từng sợi linh khí, giống như lôi kéo ra một chương lưới đánh cá, muốn bắt chi cá, đúng là vị kia tiên nhân. Loại này lấy đại lượng bùa chú rộng rãi tung lưới, khám nghiệm chiến trường chỗ rất nhỏ thủ đoạn, Trần Bình An tại kiếm khí trường thành chiến trường sử dụng quá nhiều lần, đã tương đối thành thạo. Trần Bình An nheo lại mắt, đã tìm được. Tâm ý khẽ nhúc nhích, một đạo kiếm quang mạnh mẽ kích xạ mà ra. Từ uyên ương trừ bên cạnh bờ, lướt qua hơn 10 dặm đường thủy. Kiếm quang chỉ, đúng là tiên nhân vân diểu chân thân ẩn nấp chỗ tiên nhân chạy xa rời khỏi uyên ương trừ hòn đảo sau đó thi triển một môn thủ thuật che mắt chỉ là một chút bùi chú linh khí đường vòng dấu vết bị để lộ vân diểu tung tích một vị áo trắng tiên nhân trên mặt sông hiện ra thân hình một tay nâng bạch ngọc linh chi hiển thị rõ tiên gia khí độ một tay cầm trắng như tuyết gương đồng mặt kính bỗng nhiên sáng như ban ngày hào quang bắn ra bốn phía bảo trước gương phương từng vòng cổ kính minh văn bị cửu chân tiên quán độc môn bí pháp hiển hóa là một tầng tầng sơn thủy cấm chế nhất bên trong tầng một màu tím văn tự, lấy cầm kính tử thanh khúc dạo đầu, lấy chém trinh phạt trăm tinh đầu đuôi, đầu đuôi nối tiếp, như dao long chiếm giữ, trung tâm đỏ, tươi phù văn, ba đầu rồng lửa bay nhanh xoay tròn, đều ngậm bảo châu một quả, nhất ngoài một vòng cổ kính minh văn, là một quyển sách cửu chân tiên quán sườn dốc khắc vào sơn môn trên cầu mưa đạo quyết, tầng một bảo tướng vầng sáng to như miệng giếng. Đến tự uyên ương chử đạo kia kiếm quang thẳng tắp một đường, chớp mắt là tới, tiên nhân vân diệu cao cao giơ cánh tay lên, trong lòng mặc niệm đạo quyết, cầm trong tay bảo kính nghênh địch. Bảo kính thiên thứ nhất minh văn trận pháp cấm chế trong nháy mắt vỡ nát, Vân Diểu khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn lại, thật là một thanh bổn mạng phi kiếm, toàn thân trắng như tuyết. Vòng thứ hai ba đầu rồng lửa, như cũ hăng hái lượn vòng khoanh tròn, trong đó rồng lửa một quả làm cho ngậm bảo châu, ầm ầm xuất hiện một tia vết rách. Nhưng mà cái thanh kia phi kiếm thế như trẻ che đi về phía trước xu thế, tại đánh vỡ tầng thứ nhất sơn thủy cấm chế, sau đó, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia ngưng trệ, Vân Diểu trong, lòng hơi định. Vân Diểu ẩn thân bỏ kính quang sáng sau đó, nhẹ hà hơi một cái, khói tím thướt tha, ngưng là một đầu ngũ sắc dây thừng, bảo vật dị tượng lóe lên rồi biến mất. Là cửu chân tiên quán ở trên núi dựng thân gốc dễ một trong, là một môn trời dây thừng trói quỷ thần tổ truyền thần thông, càng có bắt kiếm thuật thanh danh tốt đẹp. Vân Diểu truyền đạo ân sư, vị kia phi thăng cảnh tổ sư có thể danh chấn trung thổ, cái này một môn thuật pháp, lập công không nhỏ từng để cho không ít cương quyết bướng bỉnh kiếm tiên nếm qua đau khổ. Làm cái thanh kia phi kiếm hoàn toàn lơ lửng thời điểm, hoặc là bị đối phương xem thời cơ không ổn muốn rút về được nữa, Vân Diểu liền sẽ khiến cái này to gan lớn mật kiếm tu, lĩnh giáo một cái phi kiếm bị truy nã, lại luyện thần hồn vỡ kiếm tâm tư vị. Vân Diểu luôn cảm thấy sau lưng những cái kia mười mấy cái áo xanh khách sẽ vướng bận, liền có một vị mặc binh ra kim ô giáp âm thần xuất khiếu đi xa, lấy đi bạch ngọc linh chi, xoay người sang chỗ khác, âm thần thủ cầm linh chi, hướng mặt sông nhẹ nhàng chỉ một cái, dưới chân nước sông, nước sông cuồn cuộn, xuất hiện một màn long cấp nước mỹ lệ dị tượng, bạch ngọc linh chi tùy theo xuất hiện một đạo màu xanh dấu vết, người mặc kim giáp vân diều âm thần, lại dùng linh chi hướng những cái kia áo xanh khách một chút, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, mây đen răng đầy, lấy vân diều âm thần vì tâm, uyên ương trừ phạm vi hơn 10 dặm ở trong, chỉ một thoáng trở nên ban ngày như đêm. Trên mặt sông, coi như âm binh vận chuyển qua, xuất hiện một nhánh anh linh ma quỷ tế tụ kỵ quân đều thân thủy vận ngưng tụ mà thành, khoác trên vai màu xanh áo giáp, xuống du đạp sóng mà đi, sát khí đằng đằng, thanh thế như sấm. Tuy là một nhánh thủy vận nồng đậm âm binh đại quân, khí tượng cũng không lộ ra dơ bẩn, dù sao cửu chân tiên quán là một tòa cửu phụ nổi danh tiên gia tông môn, không phải là những cái kia không gì kiêng kỵ tà ma ngoại đạo. Ba đầu rồng lửa làm cho ngậm bảo châu cũng đã vỡ vụn, bảo kính chỉ còn lại có cuối cùng tầng một sơn thủy trận pháp, nhưng mà Vân Diểu ngược lại không hề một tay cầm cảnh mà lại là chắp tay sau lưng, lộ ra 10 phần khí định thần nhàn, giống như chắc chắc cái thanh kia phi kiếm đã là nỏ mạnh hết đà, phá không vỡ cái thanh này cửu chân tiên quán trấn sơn chi bảo tiên binh cấm chế. Áo trắng tiên nhân, đầu đội cao quan, thái dương bay lên, đạo khí thanh kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ nói bề ngoài, đúng là vô cùng tốt đấy. Khó trách cửu chân tiên quán luyện khí sĩ, sẽ bị rất nhiều sơn thủy công báo vinh dự trong núi âm u người bởi vì cửu chân tiên quán trồng có thật nhiều cổ mai, trong núi nhiều hoa lan, vì vậy nam tử luyện khí sĩ cũng thường xuyên bị gọi là mai tiên, nữ tử được xưng là hoa lan sư. Trần Bình An liếc mắt trên mặt sông âm binh sung phong liều chết. Âm thần đi xa, có chút hâm mộ. Trần Bình An trong lòng mặc niệm một tiếng, hoa mở lại. 81 vị áo xanh khách, người người chia ra làm ba. Lấy một con sông lớn làm chiến trường, hai quân đối trọi, chỉ có điều hai bên có chút binh lực cách xa. Uyên ương trừ bên cạnh bờ, cự ly này vị áo xanh kiếm tiên cách đó không xa. Lưu Hà Châu tiên nhân cần tảo, ở bên trong ba vị trên núi đại tu sĩ đứng sóng vai. Nói thật, đối phương hiện thân nơi đây, ba người đều giật mình không nhỏ. Cần tảo trước tiên rời bước, lựa chọn rời xa người nọ hơn 10 trượng. Cần tảo giờ phút này mắt nhìn cái kia xuất quỷ nhập thần áo xanh kiếm tiên. Lấy tiếng lòng cùng bên người hai vị bằng hữu cười nói, cái này một trận, đánh cho Vân Diểu đều muốn thịt đau không thôi. Nghiêm cách gật đầu nói, này phù chân quý, là muốn bị đau? Bình thường chém giết, dù là gặp được cùng cảnh tiên nhân, Vân Diểu cũng không đến nỗi tế ra này phù. Đó là một chương cửu chân tiên quán tổ sư Đường cung phụng nhiều năm trên núi đại phù, tên là Tử chi Bạch Loan độn pháp phù. Nghe nói là tiên quán vị kia lão tổ sư đưa thân phi thăng cảnh, xuất quan thời điểm, bùa chú vu tiên nhất mạch một vị đạo môn tổ sư, trước kia lên núi ăn mừng xem lễ tặng cho. Phi thăng lão tổ thân tử đạo tiêu sau đó, này phù liền truyền thừa xuống, cần tảo hỏi Thiên Nghê đạo hữu có từng nhìn ra vị này kiếm tiên tu hành nền móng. Bị gọi là Thiên Nghê lão tu sĩ lắc đầu, nhìn không ra, chỉ là thể phách cứng cỏi được không hợp lý, xác thực khó chơi. Trên núi tu sĩ, nếu như cùng kiếm tu hoặc là thuần túy vũ phu từng đôi chém giết, phần lớn là dựa vào tầng tầng lớp lớp thuật pháp thủ đoạn, dựa vào cái kia mài nước công phu, một chút tích lũy ưu thế. Công phật pháp bảo, phòng ngự thần thông, ẩn nấp thủ đoạn, huyền diệu độn pháp, thiếu một thứ cũng không được trần bình an quay đầu nhìn về phía ba người kia cười nói làm trò đẹp mắt cần tảo mỉm cười chỉ làm không nghe thấy kiếm tiên nha tính khí đều kém không để ý tới là được bằng không thì hắn cần tảo còn muốn ra tay hai cái tiên nhân đánh một cái kiếm tiên coi như là thắng truyền đi cũng thanh danh bất hảo nghe thua càng là chơi xong cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát nghiêm cách cùng vị kia kiếm tiên gật đầu thăm hỏi không đến mức vì cái quan hệ thường thường vân diệu Cùng loại này não không có nếp nhăn kiếm tiên trở mặt. Cái kia áo xanh kiếm tiên chân thân vẫn đứng tại chỗ, nâng lên hai tay, xếp đặt trước người, mu bàn tay nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay, thần thái lộ ra mười phần tùy ý, Vân Diểu vừa muốn lần nữa hiện ra pháp tướng, cũng không thể khiến cái kia áo xanh kiếm tiên chỉ dựa vào một thanh phi kiếm, một chút cổ quái phân thân, là có thể đang cùng một vị tiên nhân đạo pháp luận bàn chính giữa, coi như người ngoài cuộc sống chết mặc bay. Vân Diểu trong nháy mắt tâm lý căng thẳng, cực nhanh chân đạp cương bước lại tế ra một kiện bổn mạng vật trí bảo, là cái kia cửu chân tiên quán một bộ thần tiêu ngọc sách. Chân đạp thất tinh, vận thần phi tiên, cùng đến ngọc kinh. Thần tiêu ngọc sách, mây thăng lên cảnh, vĩnh viễn cư trú tím đình. Vân diểu dưới chân mặt sông, từng trận tử khí, hiện ra một quyển bạch ngọc oánh nhiên tiên ra sách vở. Thế cho nên phụ cận hơn trăm trượng cả mặt sông, trong nháy mắt hạ xuống, hướng bờ sông hai bên dũng mãnh lao tới. Trong một chớp mắt, vân diểu chân thân, có thể đưa thân một loại huyền diệu khó giải thích nước mây thân hoàn cảnh. Một thanh lặng yên không một tiếng động phi kiếm, từ vân diệu chân thân cái cổ một bên, xuyên qua. Cái thanh này quỹ tích biến hóa kỳ lạ xanh đậm phi kiếm, chỉ ở vân diệu nước mây thân cái cổ chính giữa, kéo ra một chút xanh biếc kiếm quang, sau đó lại lần nữa biến mất. Vân diệu trong đôi mắt, ngực chỗ, các đại mấu chốt khiếu huyệt, một thanh xanh đậm phi kiếm xuyên thẳng qua bất định, rất nhanh vô số đạo kiếm khí lưu huỳnh, cũng đã triệt để quấn quanh một cái tiên nhân vân thủy thân. Vân Diểu như cũ không dám tự tiện tế ra cái kia năm màu dây thừng. Bởi vì đệ một thanh phi kiếm, coi như lúc trước thủy chung tại dấu rốt, bị kiếm tiên tâm ý dẫn dắt, một cỗ tinh khí thần bỗng nhiên tăng vọt, đúng là trực tiếp đã phá vỡ cuối cùng một đạo trận pháp. Phi kiếm đánh mặt kính, vốn là leng keng một tiếng, thanh thúy du dương, vang vọng hai bờ sông. Sau đó là tốt lắm giống như một viên cái đinh chậm rãi hoa vệt đá xanh âm thanh, làm cho người có chút bản năng ra đầu tê dại phiền. Vân Diểu nâng lên một tay, hư đỡ mặt kính. Phi kiếm va chạm, đặc biệt thế lớn lực mạnh, thế cho nên Vân Diểu một người một kính, đúng là tại trên mặt nước trực tiếp hướng sau trượt ra mấy trượng. Vân Diểu trong lòng cười lạnh, cái thanh kia dưới phi kiếm một lần va chạm mặt kính, mặt kính xuất hiện từng trận và nước rung động, phi kiếm trong nháy mắt bị giam cầm ở mặt kính và nước chính giữa. Vân Diểu rốt cuộc tế ra cái kia ngũ sắc dây thừng, như gốc cây quấn cây, đem phi kiếm kia trói lại. Thiên hạ luyện khí sĩ, vì khắc chế kiếm tu, có thể nói lo lắng hết lòng, đã hao hết tâm tư. Cho dù là bùa chú vu huyền, lúc tuổi còn trẻ xuống núi du lịch, cũng muốn tỉ mỉ luyện chế ra mấy trăm chương tỏa kiếm phù phòng thân, mới nguyện ý đi ra ngoài. Uyên ương trừ hòn đảo bên này, Trần Bình An thân hình đột nhiên biến mất. Hai vị tiên nhân một vị ngọc phát, áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ, thân là đại đoan vương triều hoàng gia cung phụng thiên nghê, không khỏi cảm khái nói, cùng kiếm tiên ở tại cùng một chỗ, luôn cảm thấy sẽ không hiểu thấu chịu lên một kiếm, thật sự khó chịu. Cần tảo nhìn ra xa cái kia chỗ chiến trường, xem náo nhiệt không chế lớn, có chút nhìn có chút hả hê, vân diểu liền vân thủy thân đều đem ra hết, kế tiếp là không phải là nên đến phiên thủy tinh cảnh giới. Nghiêm cách nói ra, vậy cho dù kết xuống tử thù, triệt để vạch mặt rồi. Thiên nghe gật đầu nói, nghe nói cửu chân tiên quán luyện khí sĩ, tầm nhãn cũng không lớn. Nghiêm cách cười hỏi, nghe ai nói hay sao? Thiên Nghê mỉm cười nói, A Lương. Nghiêm cách sắc mặt âm trầm. Thiên nghe đột nhiên nói ra, nào đầu sơn bên kia, giống như có vị tiền bối, cùng vân diệu ân sư, quan hệ tâm đầu ý hợp. Cần tảo cười nói, không đến mức náo lớn như vậy. Đó là một vị không quá ưa thích xuống núi phi thăng cảnh đại tu sĩ, tên là Nam Quang Chiếu, đạo hiệu thiên thú. Ở trên núi, phi thăng cảnh bằng hữu, thường thường đều là phi thăng cảnh. Nam Quang Chiếu cùng cửu chân tiên quán cái vị kia phi thăng cảnh lão tổ, là hào hữu trí giao. Cuối cùng là tại văn miếu khu vực, hơn nữa một vị phi thăng cảnh đại tu sĩ, vốn là quy củ trùng trùng điệp điệp, sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa vị này trung thổ phi thăng cảnh, bỏ lỡ lúc trước trận đại chiến kia, nghe nói là vừa vặn đang bế quan, xuất quan mới 2-3 năm, vì vậy lần này văn miếu nghị sự, cùng tiên nhân cần tạo đồng dạng, đều không có bị văn miếu mời, nhưng mà không có được thỉnh mời. Nam Quang Chiếu vẫn là lặng lẽ cưỡi độ thuyền, trên đường đi cực kỳ ẩn nấp, sớm đã đến bên này, đặt chân sau cũng du rú trong nhà, chỉ là tại ngao đầu. Sơn bên kia, cùng quen biết bạn lâu năm cùng nhau xem qua phó cấm cùng người xuống cục chơi cờ từ đầu tới đuôi nam quang chiếu đều không có tham gia thanh thần sơn phu nhân bách hoa phúc địa hoa chủ tiệc rượu đến nỗi là đồng dạng không có được thỉnh mời dự tiệc còn là lão thần tiên bí mật từ chối nhã nhặn rồi liền không được biết rồi trần bình an hiện thân tại trên sông một vị áo xanh khách mỉm cười nói hoa rơi hai chữ nguyên bản cùng cái kia âm binh trước mặt đánh tới từng vị áo xanh tụ lại bên người một bộ áo xanh chân đạp mặt nước kéo ra thế quyền, đưa ra một quyền, lấy thiết kỵ tạc trận thức mở đường, hỏi quyền tiên nhân. Tiên nhân vân diểu kim giáp âm thần, cầm trong tay bạch ngọc linh chi trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng cái kia. Ra quyền vũ phu, trần bình an mũi chân điểm một cái, thân hình nhéo một cái, tránh thoát cái kia kim giáp âm thần. Sau lưng mặt sông bị bạch ngọc linh chi một đập, giống như tại lòng sông chỗ nổ ra một cái trăm trượng sâu giếng nước, mặt nước lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Vân diểu thần sắc ngưng trọng, quả nhiên như cần tảo sở liệu, không muốn khiến cái kia đột nhiên biến thành thuần túy vũ phu áo xanh kiếm tiên cận thân, không thể không thi triển một môn ẩn dấu thần thông. Xuất hiện một tòa thủy tinh cảnh giới tiểu thiên địa. Một bộ áo xanh ra quyền về sau, rồi lại như châu đất xuống biển bình thường, trên mặt sông không thấy thân hình. Vân Diểu nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục đối phó cái thanh kia bị năm màu dây thừng ước thúc ở trắng, như tuyết phi kiếm, bắt kiếm lại luyện kiếm, có thể lấy sơn môn bí pháp hung ác luyện hóa kiếm tiên hồn phách, thế tất tổn thương đến đối phương đại đạo căn bản chưa từng nghĩ vừa mới tạo ra một tòa tiểu thiên địa, đúng là một chiếc ngọc lưu ly ầm ầm vỡ vụn. Vân Diểu Tâm thần đại chấn, chỉ biết là một tòa thủy tinh cảnh giới, là bị kiếm khí cùng một đạo lôi pháp liên thủ đập nát. Chỉ là Vân Diểu trăm mối vẫn không có cách giải, hai thanh phi kiếm đều tại thủy tinh cảnh giới bên ngoài, cái này kiếm tu, chẳng có lẽ còn có thứ ba thanh phi kiếm. Một bộ áo xanh treo ở cái kia không trung chỗ, tay nắm pháp ấn, ngũ lôi hàm xúc, đạo ý vô cùng, hạo nhân chính đại. Vân Diểu mí mắt khẽ run, cái thằng này lại biến thành một vị đạo môn cao chân rồi hả? Luôn không đến mức là một vị long hổ sơn thiên sư phủ hoàng tử quý nhân đi. Vân diểu mặt sắc mặt xanh mét, nơi lòng bàn tay lơ lửng có một quả đại đạo hiển hóa ngọc lưu ly tiên cát, nắm tay đem thu hồi, đồng thời nhanh chóng gom một tòa nghiền nát thủy tinh cảnh giới lưu lại đạo vận, khá tốt, chưa từng tổn thương đến cái này bổn mạng trí bảo căn bản. Bầu trời một đạo lôi pháp nện xuống, ngũ thải quang trụ lớn như núi ngọn núi. Vân diểu hai ngón khép lại, nhẹ nhàng vừa nhấc, bảo kính đặt ngang, treo ở đỉnh đầu. Một vòng bảo kính, giống như trăng ngừng không. Bầu trời vị kia, tay nắm pháp ấn, lôi pháp liên tục, như mưa rơi nhân gian. Tiên nhân bảo kính đại phóng quang minh, xuất khiếu đi xa kim giáp âm thần cũng đã quay về chân thân. Vân Diểu nhẹ nhàng huy động bạch ngọc linh chi, đem ra sử dụng nước sông ngưng tụ mà thành một mảnh dài hẹp màu xanh giao long, hướng không trung chỗ xung phong liều chết mà đi, một cái sông lớn, khắp nơi là rồng xanh nổi trên mặt nước dị tượng từ dưới đất bay lên, phi thân mà đi, cùng cái kia rơi xuống lôi pháp, so đấu cô động linh khí nhiều quả, đạo thuật cao thấp. Bảo kính cùng ngũ sắc dây thường cùng một chỗ giam cầm ở cái thanh kia phi kiếm, đồng dạng bị phi kiếm cùng lôi pháp chấn động, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Vân Diểu chỉ có thể tạm thời vây khốn phi kiếm, không còn cơ hội luyện hóa tổn thương đến kiếm kia tu tâm thần. Đến nỗi cái thanh kia xanh biếc âm u khó chơi phi kiếm, siêng năng, đông đến tây hướng, cao thấp tán loạn, kéo ra vô số đầu kiếm quang, đâm được một vị áo trắng tiên nhân biến thành xanh biết người. Trần Bình An liếc mắt trên mặt đất vị kia tiên nhân, trong lòng hiểu rõ. Chúc bí mật không ngại nước chảy qua, núi cao không ngại mây trắng bay. Vậy đại khái chính là vân diểu vân thủy thân đạo ý căn bản. Đáng tiếc không phải là ngô xương hàng, không cách nào liếc liền đem đạo thuật pháp binh giải, mà phi kiếm 15, xuất kiếm quỹ tích nhiều hơn nữa. Xác thực như người qua mây nước, mây nước tụ họp tản không đấu vết, vì vậy cái này cửu chân tiên quán thần thông, hình thần cũng khó khăn học nhưng nếu như Trần Bình An nguyện ý tế ra trong lồng tước cùng trăng trong nước, vân diểu vân thủy thân, liền khẳng định không có như vậy không thể phá vỡ rồi. Chỉ cần phi kiếm quá nhiều, chúc bí mật như đê, như cũ là một kiếm phá đạo pháp sự tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến nỗi Trần Bình An, trong tay phương này lần đầu tại hạo nhiên thiên hạ hiện thế ngũ lôi pháp ấn, là chỉ kém thiên khoản trăng dư ấn mà khoản bên ngoài pháp ấn tứ phía, tổng cộng khắc có 36 cỗ. Thần linh bức họa, làm Trần Bình An hoàn toàn không so đo điểm này linh khí hao tổn. Đưa thân ngọc phát cảnh, linh khí tích góp, liền tài đại khí thô rồi, sẽ không dùng giống như giữa năm cảnh luyện khí sĩ như vậy lúng túng. Mỗi lần luận bàn đạo Pháp, cũng nên rơi cái không bột đố gột nên hồ tình cảnh. Cho nên một bộ áo xanh bốn phía, muôn hình vạn trạng, huyễn tượng kinh người, có cái kia lôi thần nổi trống, điện mẫu xế điện, thần gió suyệt mây vũ sư mưa càng có thiên nhân thần quan đều có bảo tướng xâm nghiêm rất nhiều pha tạp hỗn tạp thần thông thuật pháp tăng thêm tràn ngập có từng cỗ một tràn chế lôi pháp đạo ý đem những cái kia bay lên trời thủy pháp giao long từng cái đánh cái nát nhừ không chỉ như thế vân diểu những cái kia thả ra bất kể mặt sông âm binh bị lôi pháp thiên nhiên áp thắng hầu như không cần trần bình an như thế nào tâm ý dẫn dắt thậm chí linh khí tiêu hao đều cơ hồ có thể không cần tính liền tự hành diễn hóa xuất một tòa màu vàng lôi trì màu vàng biển mây làm vốn là phá khai này chút ít mây đen, khiến nguyên bản sắc trời lờ mờ uyên ương trừ hơn 10 dặm núi sông, tái hiện ban ngày, sau đó liền có mấy trăm đầu lôi điện roi dài đánh tới hướng trên mặt sông âm binh, giống như mảnh phẳng phất từ màn trời rủ xuống nhân gian màu vàng râu rồng. Đây chính là vì gì luyện khí sĩ tu hành, nặng nhất cùng đạo tương khế một câu rồi, phe mình đại đạo, áp thắng đối thủ, đồng dạng một cái đạo pháp, rồi lại sẽ làm chơi ăn thật. Lúc trước bờ sông chỗ, vị kia tinh thông kim ngọc khắc dấu lão khách khanh, lâm thanh thở dài nói khá lắm ngũ lôi tích tụ vạn pháp một núi thiên hạ chính tông mai hoa am tiên tử nhút nhát e lệ nói ra thật không có thể mở ra kính hoa thủy nguyệt sao lôi pháp sáng lạn nhìn đến tâm thần chập chờn, đẹp mắt như vậy tiên gia đấu pháp độc vui vẻ không bằng vui trung a à. mi sơn kiếm tông nữ tử kiếm tu bất đắc dĩ nói ngàn vạn chớ làm loạn kiếm tiên tính tình khó dò thực tế phiền nhất người bên cạnh xem cuộc vui huyên náo mật vân tạ thị vị công tử kia ca Sớm đã đứng dậy, ngửa đầu hung hăng đổ một cái chút xanh rượu, lẩm bẩm nói, muốn ngâm thơ, nhất định phải ngâm thơ một đầu. Lý Hoè tặc lưỡi không thôi, Lý Bảo Bình, Trần Bình An mạnh như vậy nữa a. À. Lý Bảo Bình thần thái sáng láng, mỉm cười nói, tiểu sư thúc nha. Lý Hoè đều nguyện ý tự hạ một cái bối phận rồi, cùng bên người non đạo nhân tiếng lòng nói, Trần Bình An nhưng thật ra là của ta tiểu sư thúc. Non đạo nhân vẻ mặt tràn đầy mỉm cười, kỳ thực lo lắng không thôi. Lão tử bối phận chẳng phải là lại giảm vị này áo vàng lão giả nhìn chung quanh đứng lên mẹ của hắn ngược lại là đến phi thăng cảnh a à, trẻ tuổi ẩn quan hôm nay như vậy nhảy cũng không có anh hùng hảo hán đến chèn ép một cái hắn kiêu ngạo khí diễm đến phi thăng cảnh là tốt rồi cùng hắn so so chiêu rồi non đạo nhân cái này vừa lấy danh hào có thể hay không tại hạo nhiên thiên hạ dương danh liền xem hôm nay ông trời có cho hay không cơ hội uyên ương trừ bên trên có cùng long hồ sơn thiên sư phủ quan hệ không tệ tiên sư càng là kinh nghi bất định kiếm tu, bùa chú, lôi pháp, là cái kia tiểu thiên sư triệu diêu quang. Một bên hảo hữu lắc đầu nói, tiểu thiên sư hôm nay đang ở văn miếu nghị sự. Hơn nữa triệu diêu quang như thế nào cũng sẽ không là thuần túy vũ phu. Lúc trước quyền kia thế, nhìn kinh người, phải có vũ phu mấy cảnh. Đi xa, đỉnh núi. Khó nói. Dù sao ta nếu như đứng đấy không nổi, gánh không được một quyền kia. Sẽ không một cái không cẩn thận, thật có thể làm thịt vân diệu tổ sư đi. Vân Diểu cái này tiên nhân cảnh, dốc lòng đánh bóng mấy trăm năm, khẳng định không có như vậy không chịu nổi. Chúng ta nhìn xem chính là, tin tưởng Vân Diểu nhất định còn có dấu chuẩn bị ở sau. Bằng không thì trận thế này đánh xuống, cửu chân tiên quán coi như là thanh danh nát đường cái rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.